1139 1039 chương pháp tắc tầng thứ 3. Diệp Tinh đạo, nhạc phụ, ngươi không nên phản kháng, ta đưa ngươi dẫn vào trong điện không gian. Luân hồi trí tôn gật gật đầu. Ngay mắt sau đó, Diệp Tinh liền tiến vào tinh thần điện tầng thứ 4 vũ trụ thế giới, đồng thời đem Luân hồi chí tôn cũng thay đổi vị trí đi vào. Đây là 6. Luân hồi trí tôn nhìn xem vũ trụ thế giới, lập tức liền lộ ra vẻ kinh nghi. Đối với có thể xuyên thẳng qua giới diện hư không võ đạo chí tôn mà nói, đối với vị diện thế giới đã giải phải vô cùng rõ ràng. Tại Luân hồi chí tôn trong lòng, thế giới hình dạng đã sớm định hình, chính là một cái đại vị mặt, đã bao hàm tam thiên giới mặt mỗi một cái giới diện lại đã bao hàm ba ngàn tinh không đại lục cho nên vừa nhìn thấy vũ trụ thế giới loại này toàn bộ trong tinh không lơ lửng vô số ngôi sao thế giới luân hồi trí tôn lập tức liền cảm thấy có chút kỳ quái diệp tinh thấy thế giải thích nói đây là tinh thần điện tầng thế giới thứ bốn là tinh thần chúa tể căn cứ vào tầng thứ cao hơn thế giới kiến tạo mà thành vũ trụ thế giới mô hình chúng ta chỗ ở vị diện thế giới cũng có thế giới mô hình ở vào lần thứ ba tầng thứ hai là giới diện thế giới tầng thứ nhất là tinh không đại lục tinh thần điện mỗi một tầng cũng là một cái thế giới mô hình luân hồi trí tôn trong mắt tỏa ra tinh mang xem như tối cường trí tôn hắn đối với vị diện thế giới có rất sâu sắc hiểu rõ chính là bởi vì phần này hiểu rõ cho nên cũng có bích chứng, không cách nào suy đoán ra tầng thứ cao hơn thế giới cấu tạo nhưng mà một khi đột phá bích chứng, lấy hắn đối với thế giới bản chất hiểu rõ tự nhiên có thường nhân không cách nào sánh bằng cảm xúc diệp tinh không nói thêm gì nữa xem xét luân hồi trí tôn bộ dáng liền biết luân hồi trí tôn có chỗ xúc động nếu có thể bắt lấy phần này cảm xúc tất có đại thu hoạch đứng tại luân hồi trí tôn bên cạnh diệp tinh thi triển phá hư thần đồng tử đồng dạng quan sát vũ trụ thế giới vận chuyển hắn lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc mặc dù không thiếu nhưng đối với tất cả thiên đạo pháp tắc mà nói lại cũng chỉ là một sợi lông trong chín con trâu còn phải tiếp tục cố gắng tốn thêm thời gian lĩnh hội luân hồi trí tôn quan sát vũ trụ thế giới vận chuyển hướng về trạm kia chính là chín ngày chín đêm ngày thứ mười luân hồi trí tôn trong hai mắt tỏa sáng để lộ ra trí tuệ tinh mang một cô đạo vận khí tức tử trong cơ thể hắn tàn ra thì ra là thế luân hồi trí tôn khép lại luân hồi thần đồng tử hưng phấn nói ta rốt cuộc tìm được luân hồi đại đạo đi tới lộ nhanh thì hai trăm năm chậm thì năm trăm năm ta luân hồi pháp tắc nhất định đột phá tầng thứ ba có thể đem thời gian xác định tại 500 năm bên trong, luân hồi pháp tắc nhất định đột phá, có thể thấy được luân hồi trí tôn có trăm phần trăm chắc chắn. Diệp Tinh nghe vậy đại hỉ, luân hồi pháp tắc đột phá tầng thứ ba, luân hồi trí tôn thực lực đem tăng lên rất nhiều, đem cùng hôn động trí tôn đạt song song. Luân hồi trí tôn cũng không giống như hôn động trí tôn, cùng tất cả tối cường trí tôn kết thủ, chỉ là tử vi, thái âm, tử vong, hắc ám bốn vị trí tôn liên thủ, khó là luân hồi trí tôn đối thủ. Hơn nữa, hiện tại Diệp Tinh liền nắm giữ đánh giết tiểu đạo chí tôn thực lực, tiếp qua mấy trăm năm, thực lực nhất định sẽ lại lên một tầng nữa. Đến lúc đó lấy luân hồi trí tôn thực lực kinh khủng lại thêm diệp tinh tương trợ tiến đến tử vi thần đỉnh cứu người có thể nói là mười phần chắc chín diệp tinh vui vẻ nói chúc mừng nhạc phụ chờ nhạc phụ luân hồi pháp tắc đột phá nhẹ nguyên thì có cứu được luân hồi trí tôn gật gật đầu đạo không biết máu tím thương thần lúc nào có thể trở thành chân thần lĩnh ngộ pháp tắc này thời gian nói dài có thể mọc nhưng nếu có phụ trợ đột phá chân thần bảo vật nói ngắn cũng có thể ngắn thời gian của chúng ta giành giật từng giây hy vọng tại máu tím thương thần trở thành chân thần phía trước ta luân hồi pháp tắc có thể đột phá tầng thứ ba nói luân hồi trí tôn tán dương nhìn liễu diệp tình một mắt đạo cái này vũ trụ thế giới quả nhiên kỳ diệu trong vận chuyển dung hợp đủ loại thiên đạo phát tắc diệp tinh ngươi còn chứng nhận đạo trí tôn có thể lĩnh ngộ nhiều loại thiên đạo phát tắc cần phải bắt lấy kỳ ngộ ngươi ở đây chứng nhận đạo trí tôn phía trước lĩnh ngộ pháp tắc càng cường đại chứng nhận đạo trí tôn sau thực lực lại càng mạnh diệp tinh mỉm cười gật đầu hắn nhưng là muốn tại chứng đạo phía trước lĩnh ngộ tất cả thiên đạo phát tắc tương lai chứng đạo cũng không phải trở thành võ đạo trí tôn mà là trực tiếp trở thành vị diện chúa tể luân hồi trí tôn nói tốt, luân hồi đại đạo có đi tới phương hướng ta muốn tiếp tục bế quan lĩnh hội lần này ta có thể yên tâm nội đạo ngươi không cần phải lo lắng ta ta bế quan trên đường luân hồi thánh địa sự tình ta sẽ giao cho vô song cùng thiên diệp đi làm có cái gì trọng đại sự vụ ta để bọn hắn xin chỉ thị ngươi trừ phi là huyên nhi có tin tức gì bằng không những chuyện khác cũng không cần tới quấy rầy ta 6. luân hồi trí tôn trong lòng đã mở ra cánh cửa kia đã có thông hướng luân hồi pháp tắc tầng thứ ba lộ cũng không cần tiếp tục quan sát vũ trụ thế giới mà là muốn ổn định lại tâm thần chậm rãi linh hội rời đi tinh thần sau điện luân hồi trí tôn dặn dò một chút vô song kiếm thần cùng thiên diệp chân thần để bọn hắn có quyết định không được sự tỉnh liền đi xin chỉ thị diệp tinh tiếp đó liền tiếp theo bế tử con đi diệp tinh thì tiếp tục lưu lại trong điện không gian quan sát vũ trụ thế giới nếu có điều thu hoạch hắn liền trực tiếp trong điện không gian bế quan lĩnh hội tuyệt đối an toàn không cần lại thay chỗ khác vi nhẹ huyên tại tử vi thần đình tuy bị hạn chế tự do nhưng là mạnh khỏe không tổn hao gì diệp tinh cùng luân hồi trí tôn đều có thể ổn định lại tâm thần tu luyện bế quan tu luyện thời gian qua thật nhanh thời gian trong lúc vô tình liền biến mất trôi qua diệp tinh muốn quan sát vũ trụ thế giới biến hóa không chỉ đối tại đã lĩnh ngộ thiên đạo phát tắc đại hữu sở hoạch hơn nữa đối với không thiếu còn chưa lĩnh ngộ thiên đạo phát tắc cũng đều cảm xúc đến rồi rất nhiều chỗ huyền diệu nhưng mà diệp tinh cũng không có chú ý mới thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ khí linh tinh thần khuyên bảo hắn thiên đạo pháp tắc trăm sông đổ về một biển chỉ cần tinh tu mấy loại lĩnh ngộ được cảnh giới tối cao tương lai suy luận suy một ra ba liền có thể tương đối nhẹ nhóm lĩnh ngộ ra những thứ khác thiên đạo pháp tắc diệp tinh đã lĩnh ngộ bảy loại thiên đạo pháp tắc số lượng đã không thiếu nếu là tối cường đạo pháp tắc tự nhiên là muốn lĩnh ngộ nhưng mà đại đạo pháp tắc cùng tiểu đạo pháp tắc thủy đạo mương thành lĩnh ngộ ngược lại cũng thôi cố ý tốn tinh lực đi tìm hiểu liền được không bù mất tinh lực phải tiêu vào đã lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc phía trên thiên đạo pháp tắc cấp độ cao hình thành thần thông uy lực lại càng mạnh có thể tăng lên rất nhiều thực lực tương lai lĩnh ngộ những thứ khác thiên đạo phát tắc cũng phải dựa vào đã lĩnh ngộ pháp tắc tới suy luận trong nháy mắt hơn trăm năm đi qua diệp tinh tiễn đạo phát tắc hát cám phát tắc phong đạo phát tắc hỏa đạo phát tắc nhao nhao đột phá tầng thứ ba gãy cổ áo nộ kim đạo phát tắc thủy đạo phát tắc đường đất phát tắc cũng nhao nhao đột phá tầng thứ hai bảy loại thiên đạo phát tắc toàn bộ đều nâng cao một bước hình thành đại thần thông thái không không dấu vết tự nhiên là uy lực tăng mạnh công kích uy năng đã vượt xa đại đạo chí tôn đại thần thông lực sát thương phương diện đồng dạng đại phúc tăng trưởng nếu như nói đánh giết tám tinh trí tốt lúc Thái tinh không giấu vết lực sát thương, là tiếp cận tối cường trí tôn thần thông công kích. Như vậy hiện tại, đã hoàn toàn có thể đánh động. Tác giả công chúng nithechạt, lợt hờ tám trăm bảy mươi nghìn bảy trăm Kính tỉnh chú ý. Chưa xong còn tiếp. Một nghìn một trăm chương lĩnh nội hỗn động phát tắc. Vũ trụ thế giới vận chuyển. Diệp tinh bảy loại thiên đạo pháp tắc toàn bộ nâng cao một bước phía sau. Vừa tu luyện tinh thần bất diệt thể, một bên quan sát vũ trụ diễn biến. Một ngày này, trong tinh không mịt mờ, một quả to lớn hỏa diễm tinh thần đột nhiên trở nên bạo động, tàn mắt ra ngọn lửa kinh khủng năng diệp tinh lập tức liền cảm nhận đến nơi này có uy năng phá hư thần đồng tử ánh mắt hướng uy năng đầu nguồn nhìn sang khí linh ngôi sao âm thanh cũng tại cùng một thời khắc vang lên chủ nhân có siêu cấp tinh thần sắp hủy diệt có thể sẽ tạo thành hỗn động chủ nhân nắm lấy cơ hội chính là thích hợp lĩnh hội hủy diện phát tác hỗn động phép tắc tốt nhất thời khắc diệp tinh ánh mắt đã khóa chặt viên kia vô số ngoài ước vạn giảm hỏa diễm tinh thần viên này hỏa diễm tinh thần đường kính ước chừng hơn năm tỷ bên trong đối với những thứ khác tinh thần là một quả siêu cấp ngôi sao to lớn một chút ngôi sao nhỏ ở giữa khoảng cách khoảng cách cũng không có viên này hỏa diễm tinh thần đường kính đại bất quá đối với toàn bộ vũ trụ thế giới mà nói, hơn năm tỷ bên trong nhưng là giống như giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Bây giờ, hỏa diễm tinh thần tuyệt không ổn định, thỉnh thoảng đều có từng cái mấy trăm vạn giảm dáng dấp ngọn lửa từ nội bộ bốn mà ra. Nghe khí linh tinh thần nói, viên này siêu cấp tinh thần hủy diệt, có khả năng hóa thành hỗn động, thích hợp lĩnh ngộ hỗn động pháp tắc, hủy diệt pháp tắc. Diệp tinh lập tức liền đem tinh thần chuyên chú đến rồi cực hạn. Hỗn động pháp tắc, thế nhưng là tối cường đạo pháp tắc một trong, mỗi một loại tối cường đạo pháp tắc đều đại biểu cho thiên đạo cực hạn. Đối với thực lực có tăng lên cực lớn, tự nhiên là lĩnh ngộ càng ta càng tốt, càng nhiều càng tốt. Hơn nữa hủy diệt pháp tắc bên trong, ẩn chứa đại phá hỏng. nếu có thể linh ngộ, dung nhập thần thông bên trong, có thể tăng lên rất nhiều thần thông lực sát thương. trí tôn thân thể sinh mệnh lực quá mạnh, rất khó giết chết. ám tinh trí tôn chỉ là vừa chứng đạo không lâu tiểu đạo trí tôn, diệp tinh sử dụng toái tinh không dấu vết, cũng hao tốn bốn ngày thời gian, mới đưa hắn giết chết. thật sự là quá mức phiền phức. nếu là lúc đó toái tinh không dấu vết bên trong sắp nhập và hủy diệt pháp tắc, đánh giết ám tinh trí tôn thời gian ít nhất sẽ giảm bất gấp mấy lần. viên này siêu cấp cự tinh không ổn định trạng thái, kéo dài vài ngày thời gian, hỏa diễm bạo động càng ngày càng mãnh liệt. từ vừa mới bắt đầu từng cái ngọn lửa xông ra từ từ đã biến thành cùng một thời gian mấy cái mấy chục đầu ngọn lửa xung ra cuối cùng càng là mấy trăm mấy ngàn đầu ngọn lửa đồng thời xung ra mười ngày sau viên này siêu cấp tự tinh cuối cùng đại bạo phát khoảng cách quá mức xa xôi diệp tinh nghe không được âm thanh nhưng mà ánh mắt nhưng là có thể nhìn thấy viên này siêu cấp tự tinh không còn là xông ra bao nhiêu đầu ngọn lửa mà là toàn bộ tinh thể trong lúc đó bành trướng tia sáng trong nháy mắt lập lòe để lộ ra nóng bỏng hương vị trong một chớp mắt viên này siêu cấp tự tinh cũng không biết bành trướng gấp bao nhiêu lần lập lòe nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt liền khuếch tán tới hơn ngàn bên ngoài trăm triệu dặm cái này phương viên hơn ngàn nước dặm có lấy ngàn mà đến tinh thần trong nháy mắt này toàn bộ bị phá hủy dù là diệp tinh thi triển là phá hư thần đồng tử bây giờ cũng cảm thấy con mắt như kim đâm hắn nhịn được không có chớp mắt phá hư thần đồng tử đang chảy máu nhưng diệp tinh không hề từ bỏ quan sát phá hư thần đồng tử thấy hết thảy siêu nào đều tồn trữ ở trong đầu trận nổ tung siêu cấp tự tinh trung tâm nhất tạo thành một cái vòng xoáy đen kịt có một loại phá hủy hết thảy hương vị diệp tinh tâm bên trong khẽ động cái này vòng xoáy đen kịt cùng hắn hôn động tình tướng đã rất tương tự liền tại đây vòng xoáy đen kịt xuất hiện trong nháy mắt đó bốn phương tám hướng đều trong nháy mắt hư không lưu không gian toàn diện sụp đổ vừa rồi nổ tung ra năng lượng phá hủy mảnh vỡ ngôi sao toàn bộ đều theo hư không lịch lưu tiến nhập vòng xoáy đen kịt bên trong cái này vòng xoáy đen kịt giống như là một động không đáy có thể phá hủy hết thảy hết thảy vật chất vô luận là năng lượng vẫn là vật thể tiến vào bên trong toàn bộ đều bị nát bấy đến hư vô không có bất kỳ cái gì còn xuất lại giờ khác này diệp tinh cảm ứng được hỗn động phép tắc sức mạnh lập tức liền vận chuyển hỗn động tinh tướng hô ứng lẫn nhau nếu như nói hủy diệt pháp tắc gần chứa đại phá hỏng như vậy hỗn động phép tắc lực phá hoại còn cường đại hơn gấp trăm lần nghìn lần không chỉ hủy diệt pháp tắc là đem vật thể phá hư thành mảnh vụn hôn động pháp tắc là đem nát bấy thành hư vô không bao lâu phương viên hơn ngàn nước giảm không gian đều sụp đổ giống như là trong vũ trụ xuất hiện một cái lỗ thủng cái lỗ thủng này liên tục không ngừng cắn nuốt bốn phía mỗi cái phương hướng năng lượng cùng hư không từ từ thu nhỏ xoay tròn phải càng lúc càng nhanh cuối cùng trở nên cùng hôn động tinh tướng giống nhau như lúc diệp tinh tâm linh xúc động hôn động tinh tướng cũng lớn có cảm ứng một loại ẩn chứa thôn vệ hủy diệt hắc ám kinh khủng pháp tắc sức mạnh diệp tinh đã có thể đụng tay đến hắc ám pháp tắc diệp tinh sớm đã linh ngộ hơn nữa đạt đến tầng thứ ba thôn vệ pháp tắc vị diệt phát tắc thì tại trong chấp nhóm này diệp tinh cũng nước chạy thành sông lĩnh ngộ diệp tinh nhiều lần vận dụng hỗn động tinh tướng thôn vệ thiên mệnh trên thực tế chính là vận dụng hỗn động tinh tướng bên trong thôn vệ phát tắc bây giờ tiếp xúc đến chân chính hỗn động phát tắc tự nhiên là rất thoải mái liền lĩnh ngộ thôn vệ phát tắc đến nỗi hủy diệt phát tắc đối với lĩnh ngộ nhiều loại thiên đạo pháp tắc tối cường trí tôn mà nói cũng là rất dễ dàng lĩnh ngộ bởi vì hết thảy trong công kích đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt diệp tinh trong đầu siêu não một mực lặp lại chiếu lại lấy siêu cấp cự tinh nổ tung hóa thành hỗn động tràng cảnh diệp tinh cũng một mực vận dụng lấy hỗn động tinh tướng sức mạnh trong đó lĩnh ngộ thôn vệ phát tắc hủy diệt pháp tắc, hắc ám pháp tắc, không ngừng dung hợp. cái này ba loại pháp tắc dung hợp cũng không có tạo thành thần thông, mà là tạo thành một loại pháp mới thì hỗn động pháp tắc. quá trình này chỉ dùng mấy tháng liền hoàn thành. hỗn động pháp tắc là diệp tinh lĩnh ngộ loại thứ nhất tối cường đạo pháp tắc, mừng rỡ trong lòng. hỗn động pháp tắc bên trong lần chứa hủy diệt cùng thôn vệ, vừa có thể tạo thành cực hạn lực phá hoại, còn có thể thôn vệ đủ loại năng lượng thiên địa vì đã sử dụng, cực thiện lớn ở chiến đấu và tu luyện. ta phía trước lĩnh ngộ tiến đạo, hắc ám, phong đạo, hỏa đạo, kim đạo, thủy đạo, đường đất bảy loại pháp tắc, bây giờ lại lĩnh ngộ thôn vệ, hủy diệt, hỗn động ba loại pháp tắc. Tổng cộng 10 loại thiên đạo pháp tắc, trước đây 7 loại pháp tắc, ta đã sáng tạo ra tiến thuật thần thông toé tinh không dấu vết, lực sát thương đã thập phần cường đại, nếu là lấy hỗn động pháp tắc làm chủ, sáng tạo ra một loại tân thần thông, lúc đó đến mức nào? Lấy hỗn động pháp tắc làm chủ đại thần thông, hẳn là có thể đối với chí tôn thân thể tạo thành to lớn phá hư a. À. Diệp Tinh Tâm bên trong âm thầm nghĩ lại, rất là kích động. Hắn rất chờ mong, nếu là có thể sáng tạo ra lấy hỗn động pháp tắc làm chủ đại thần thông, đánh giết võ đạo chí tôn độ khó, đem giảm xuống gấp trăm lần không chỉ. Vô luận là tu luyện tinh thần bất diệt thể, vẫn là sáng tạo thần thông, đều cần thời gian không ngắn diệp tinh tiếp tục tại tinh thần trong điện bế quan những năm gần đây vô song kiếm thần thiên diệp chân thần cũng không có đi tìm diệp tinh có thể thấy được luân hồi thánh địa cũng không có cái gì chuyện trọng đại kể từ thiên đạo thánh giới kết thúc luân hồi trí tôn cùng tử vi trí tôn chờ phát sinh trí tôn đại chiến phía sau thời gian mới qua không đến hơn hai trăm năm cái này hơn hai trăm năm ngoại trừ tử vi thần đỉnh một mực tại thôn vệ chung quanh giới diện mở rộng cương vực thiên tinh vị diện trải qua rất là bình tĩnh cái này một phần bình tĩnh không biết sẽ kéo dài bao lâu chưa xong còn tiếp 1141-1041 trường tuyệt kiếm trí tôn thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa diệp tinh trở lại luân hồi thánh địa phía sau tại tinh thần trong điện bế quan thời gian đã qua hai trăm năm một ngày này luân hồi thánh địa cuối cùng có chuyện trọng đại vô song kiếm thần cho đang bế quan diệp tinh chuyển đến tin tức thánh tử tuyệt kiếm trí tôn giá lâm luân hồi thánh địa nói có đại sự cầu kiến sư tôn thỉnh thánh tử ra gặp một lần luân hồi trí tôn bế quan lúc nói qua ngoại trừ vi nhẹ huyên chuyện khác bất cứ chuyện gì đều không cần quấy dày hắn từ diệp tinh toàn quyền xử lý một vị trí tôn giá lâm nói có chuyện trọng đại vô song kiếm thần chắc chắn tiếp đại không được cho nên thỉnh diệp tinh xuất quan kể từ lĩnh ngộ hỗn động pháp tắc sau đó thời gian lại qua gần trăm năm diệp tinh không chỉ có đã đem tinh thần bất diệt thể tu luyện đến tầng thứ tư lấy hôn động pháp tắc làm chủ thần thông sớm đã sáng tạo thành công bây giờ diệp tinh lĩnh ngộ tối cường đạo pháp tắc sáng tạo ra tối cường đạo pháp tắc thần thông so với vừa chứng đạo không lâu tối cường trí tôn cũng không kém một chút cũng chỉ có so với những cái kia lĩnh ngộ tối cường đạo pháp tắc tầng thứ hai tối cường trí tôn mới có thể kém một chút tuyệt kiếm trí tôn diệp tinh là biết đến là vị đại đạo trí tôn lấy kiếm đạo pháp tắc chứng đạo hơn nữa tuyệt kiếm trí tôn còn có một thân phận khác là thái dương trí tôn một tay dạy nên đệ tử tuyệt kiếm trí tôn đi tới luân hồi thánh địa nói có chuyện trọng đại vậy khẳng định không thể giả trên thực tế diệp tinh tâm bên trong biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra khí linh tinh thần giám sát thiên tinh vị mặt đã sớm biết trước đây không lâu vẫn giấu kín tại thế hôn động trí tôn lần nữa hiện thân hơn nữa cùng hôn động trí tôn đồng thời hiện thân còn có số lớn tử linh trong đó có lông đen tử linh cấp bậc tử linh trí tôn tồn tại vô luận là hôn động trí tôn hiện thân vẫn là chết linh xâm lấn bất luận một cái chuyện nào cũng là chấn động thiên tinh vị mặt đại sự hai cái đồng thời xuất hiện vậy càng là nhường đông đảo trí tôn thánh địa đều lòng người bàng hoàng diệp tinh từ tinh thần trong điện đi ra tiếp kiến tuyệt kiếm trí tôn tuyệt kiếm trí tôn đến đây luân hồi thánh địa là tìm luân hồi trí tôn thương lượng chuyện quan trọng kết quả nhưng chỉ là bị một cái chín nhất thần quân hậu bối tiếp đãi tâm tình rất là khó chịu luân hồi điện bên trong tuyệt kiếm trí tôn nạo nghễ mà đứng đạo bản tọa đến đây luân hồi thánh địa là có chuyện trọng đại muốn cùng luân hồi trí tôn thương lượng luân hồi trí tôn ở đâu sao để cho ngươi cái này chưa dứt sữa hoàng mao tiểu nhi tới gặp bản tọa diệp tinh thần tiễn chi danh bởi vì thiên đạo thành giới bên trong sự tình tại thiên tinh vị mặt cũng coi như là nổi tiếng danh hảo bất quá tại võ đạo Chí tôn trong mắt vẫn là không đang chú ý tuyệt kiếm trí tôn thân là đại đạo trí tôn đi tới luân hồi thánh địa gặp chỉ là từ diệp tinh tới tiếp đãi cho rằng là bôi nhỏ chính mình cho nên sinh giận diệp tinh ngồi tại luân hồi đại điện phía trên chủ tọa phía trên đạo sư tôn ta bế quan để cho ta toàn quyền quản lý luân hồi thánh địa tuyệt kiếm chí tôn ngươi có chuyện gì liền cùng ta nói nếu như không có gì có thể nói vậy thì xin trở về a à? tuyệt kiếm chí tôn đạo bản tọa muốn nói sự tình há lại ngươi cái này hoàng mao tiểu nhi có thể thương lượng nhanh đi hồi báo luân hồi chí tôn đừng muốn làm trễ nải liên quan đến toàn bộ thiên tinh vị mặt đại sự diệp tinh nhất phất tay đạo tất nhiên không có gì có thể thương lượng. Vậy ngươi liền trở về à ngươi xem ta vì hoàng mao tiểu nhi, ta lại xem ngươi là cuồng ngạo ngu xuẩn, cũng lười cùng ngươi nhiều lời. Tuyệt kiếm chí tôn giận dữ, quát lên, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nhục mạ bản tọa? Diệp Tinh thản nhiên nói, lại muốn sủa loạn. Đừng trách ta mở ra luân hồi thánh địa trận pháp, đưa ngươi manh ra ngoài. Luân hồi chí tôn bế quan tu luyện, Diệp Tinh cũng bế quan tu luyện, cũng là thời gian cấp bách, Diệp Tinh có thể ngừng bế quan đi ra tiếp đãi Tuyệt kiếm chí tôn, đã là rất cho hắn mặt mũi. Không nghĩ tới Tuyệt kiếm chí tôn vẫn còn xem thường hắn, mở miệng một tiếng hoàng mao tiểu nhi, Diệp Tinh đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Người sáu. Tuyệt kiếm chí tôn tức giận vô cùng, nhưng nghĩ đến đây là luân hồi thánh địa, trận pháp khởi động liền xem như tối cường chí tôn cũng phải hoành ra ngoài, liền sinh sinh muốn phát tác lửa giận áp chế lại. Tuyệt kiếm chí tôn đến đây luân hồi chí tôn là có nhiệm vụ trên người, có thể nào chuyện gì không có làm liền trở về. Tất nhiên không thấy được luân hồi chí tôn, vậy hắn chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ, đem sự tình cùng Diệp Tinh nói. Tuyệt kiếm chí tôn tận lực để cho mình giọng ôn hòa đứng lên, "Đạo, thần tiễn, bản tọa nói tới sự tình, hoàn toàn chính xác quan hệ trọng đại, mọi người nhất thiết phải mau chóng chuyển cáo luân hồi chí tôn." Hơn 10 vạn năm trước làm thiên hạ loạn lạc hỗn động chí tôn, trước đây không lâu lại hiện thân tại thế thôn vệ vô số thần linh thậm chí một vị tiểu đạo trí tôn đều chết ở hỗn động trí tôn thủ hạ. bây giờ các đại tối cường trí tôn liên thủ đang cùng hỗn động trí tôn đánh nhau chỉ kém luân hồi trí tôn không có tiền đến sư tôn ta thái dương trí tôn đặc phái phái bản tọa đến đây thỉnh luân hồi trí tôn cùng nhau chém giết hỗn động la ma diệp tinh nhàn nhạt phất tay không đi tuyệt kiếm trí tôn lửa giận lập tức lại bốc cháy lên quắt lên ngươi nói cái gì diệp tinh thần sắc đạo nhiên đạo ta nói sư tôn ta không đi tuyệt kiếm trí tôn cả giận nói chém giết hỗn động la ma là mỗi một vị trí tôn trách nhiệm vì cái gì không đi diệp tinh đạo sư tôn ta cùng hôn động trí tôn không cựu không đoán vì sao muốn đi hơn nữa sư tôn ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nào có ở không đi quản hôn động trí tôn tuyệt kiếm trí tôn đạo hôn động lao ma muốn thôn vệ tất cả võ đạo trí tôn dạng này hắn có thể trở thành vị diện chúa tể nếu như không đồng lòng hiệp lập trước tiên chém giết hôn động lao ma chờ hắn đập tan từng cái tất cả võ đạo trí tôn đều sẽ vẫn lạc với hắn trên tay đây là sinh tử thù hận vì cái gì không đi thế gian còn có chuyện gì có thể so sánh việc này quan trọng hơn ha ha sáu diệp tinh cười lạnh đạo đối với sư tôn ta mà nói đương nhiên là có chuyện càng trọng yếu phải làm cứu hắn nữ nhi mới là sư tôn ta chuyện trọng yếu nhất đến nỗi hôn động trí tôn hắn không tới trêu chọc chúng ta chúng ta cùng hắn không cựu không đoán cũng sẽ không đi trêu chọc hắn tuyệt kiếm trí tôn hít thở mấy cái thật sâu diệp tinh mà nói hắn thật đúng là phản bác không được luân hồi trí tôn nữ nhi bị tử vi trí tôn bắt muốn luân hồi trí tôn đi hỗ trợ đối phó hôn động trí tôn trừ phi là tử vi trí tôn trước đem nữ nhi của hắn trả lại bằng không tại sao có thể có có thể nhưng mà tuyệt kiếm trí tôn lại nào có tư cách thay tử vi trí tôn làm quyết định luân hồi trí tôn cùng tử vi trí tôn sự việc của nhau hắn căn bản không có nhúng tay tư cách qua nửa ngày tuyệt kiếm trí tôn tiếp tục nói hỗn động trí tôn có những thứ khác tối cường trí tôn liên thủ cũng có thể đối phó được luân hồi trí tôn không đi cũng được nhưng mà một chuyện khác việc quan hệ thiên tinh vị mặt toàn bộ sinh linh luân hồi trí tôn nhưng là cần phải xuất lực không thể diệp tinh đạo ngươi là nói tử linh xâm lấn sự tình tuyệt kiếm trí tôn gật đầu đạo tử linh xâm lấn ngay tại luân hồi giới vực cùng tử vong giới vực biên giới vô ngần bên trong hư không phụ cận nhiều cái giới diện đều hứng chịu tới tử linh công kích bây giờ các đại giới vực trí tôn thánh địa đều có trí tôn tiến đến chém giết tử linh luân hồi thánh địa cũng không thể chỉ lo thân mình cũng phải ra một phần lực bản thân công chúng mẹ trát lợt hờ tám trăm bảy mươi nghìn bảy trăm linh năm kính thỉnh chú ý về sau sẽ ở hệ chặt tuyên bố sách mới tin tức chưa xong còn tiếp một nghìn một trăm bốn mươi hai một nghìn bốn mươi hai chương hỗn động đa y lư cờ tiễn diệp tinh gật gật đầu đạo đánh giết tử linh người người đều có trách nhiệm việc này luân hồi thánh địa đương nhiên sẽ ra sức bất quá sư tôn ta đang bế quan tu luyện chém giết tử linh sự tỉnh liền từ ta thần tiễn đi tới a tuyệt kiếm trí tôn hầu nghi nhìn liễu diệp tinh một mắt đạo từ ngươi đi tới lần này xâm lấn tử linh thế nhưng là từ lông đen tử linh lãnh đạo tóc tím tử linh đại quân tóc tím tử linh cùng nhau đương vụ chân thần lông đen tử linh cùng nhau đương vụ trí tôn tử linh thân thể kiên cố vô cùng so võ giả phải cường đại hơn nhiều giết chết tóc tím tử linh cần cấp trí tôn chiến lực, đến nỗi lông đen tử linh vậy càng là cần đông đảo trí tôn liên thủ mới có đánh chết có thể ngươi mới là chín nhất thần quân mà thôi coi như ngươi thực lực tại chân thần bên trong cực kỳ xuất chúng nhưng mà đối với lông đen tử linh tóc tím tử linh ngươi sáu thì có ích lợi gì lấy diệp tinh thực lực hôm nay liền xem như đại đạo trí tôn hắn cũng không để ở trong mắt mà tuyệt kiếm trí tôn chính là đại đạo trí tôn ngược lại là xem thường hắn diệp tinh cười cười đương nhiên sẽ không hướng tuyệt kiếm trí tôn giảng giải thực lực của mình đạo có tác dụng hay không không biết nhưng ta luân hồi thánh địa đã ra một phần lực chuyện này cứ như vậy quyết định ta sẽ lập tức lên đường tiến đến chém giết tử linh xin các hạ trở về a à. tuyệt kiếm trí tôn âm trầm nợ đủ cười đạo cùng tử linh giao chiến không đến vũ đạo chí tôn thực lực cấp bậc nhưng là sẽ người chết ngươi khăng khăng muốn đi vậy thì chúc ngươi may mắn nói xong rời đi diệp tinh trên mặt cũng lộ ra một nụ cười đó là tràn đầy lòng tin ý cười hắn tinh thần bất diệt thể đã tu luyện đến tầng cao nhất thân thể chi kiên cố cùng nhau đương vũ trí tôn khí trí tôn khí là có thể làm bị thương trí tôn thân thể bình khí so trí tôn thân thể còn kiên cố hơn liền xem như tối cường đạo trí tôn trí tôn thân thể đều không thể đánh đồng thân thể đến rồi tình trạng như thế e là cho dù là lĩnh nộ tối cường đạo pháp tắc tầng thứ ba tối cường trí tôn cũng khó có thể tổn thương được nếu như ở trên thiên tinh vị mặt lựa chọn ra một cái khó giết nhất người chết vậy khẳng định không phải thập đại tối cường trí tôn bên trong một cái nào đó mà là diệp tinh luận bảo mệnh diệp tinh là tuyệt đối đệ nhất cho nên cùng tử linh giao chiến đối với diệp tinh mà nói nguy hiểm là không tồn tại diệp tinh sở dĩ muốn đi một là bởi vì luân hồi trí tôn tại lĩnh hội luân hồi pháp tắc tầng thứ ba ngoại trừ luân hồi trí tôn bên ngoài luân hồi thánh địa không người có thể đi hai là diệp tinh cũng nghĩ thông qua chiến đấu nghiệm chứng một chút chính mình thực lực trước mắt mặc dù diệp tinh vẫn là chín nhất thần quân nhưng cái này hai trăm năm tới hán thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều hơn nữa còn lĩnh ngộ ra thôn phệ pháp tắc hủy diệt pháp tắc hỗn động pháp tắc trong đó thôn phệ pháp tắc hủy diệt pháp tắc đều đạt đến tầng thứ hai hơn nữa diệp tinh còn căn cứ vào hỗn động pháp tắc đã sáng tạo ra đại thần thông hỗn động đại lực tiễn thực lực cùng hai trăm năm trước so sánh có tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng lên diệp tinh bây giờ biết thực lực của mình rất cường đại so đại đạo trí tôn đều càng mạnh mẽ hơn nhưng mà đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì vẫn phải là thông qua thực chiến tới nghiệm chứng cùng tử linh giao chiến chính là phù hợp hơn nữa diệp tinh tiến đạo pháp tắc đã sớm lĩnh ngộ tới tầng thứ ba muốn hướng trung cực tiễn đạo pháp tắc đột phá đơn thuần lĩnh ngộ là không đủ nhất định phải chiến đấu binh khí loại đại đạo pháp tắc vô luận là tiến đạo pháp tắc vẫn là đao đạo thương đạo kiếm đạo đều cần thông qua chiến đấu mới có thể chân chính thăng hoa. Tuyệt kiếm trí tôn sau khi rời đi, Diệp Tinh hướng vô song kiếm thần dặn dò một ít lời, sau đó rời đi luân hồi thánh địa. Tại luân hồi giới vực cùng tử vong giới vực ở giữa vô ngần trong hư không có một khoảng không gian tiết điểm liên thông sinh tử nhị giới. Bình thường chỉ có lông đen tử linh mới có thể cưỡng ép thông qua khoảng không gian tiết điểm đi tới sinh trí giới, sinh chi giới cũng chỉ hữu vũ đạo trí tôn mới có thể cưỡng ép thông qua khoảng không gian tiết điểm tiến vào tử chi giới. Lông đen tử linh đã là chết giới mạnh nhất tồn tại đối với đồng dạng sinh linh máu thịt khát vọng gần như bằng không chỉ hữu vũ đạo trí tôn huyết nục mới có thể hấp dẫn nó nhóm nhưng mà nghĩ tại sinh giới săn giết vũ đạo trí tôn đó là không có khả năng không nói tử linh vừa xuất hiện tại sinh giới liền sẽ gây nên sinh giới các cường giả đánh giết chỉ là vũ đạo trí tôn thực lực cũng không phải là lông đen tử linh có thể săn giết được cho nên lông đen tử linh cho dù đối với vũ đạo trí tôn huyết nục rất khát vọng cũng chỉ hữu vũ đạo trí tôn tiến vào chết giới thời điểm mới có thể chịu đến công kích của bọn nó nhưng lông đen tử linh giới khác tử linh thì không phải vậy bọn chúng có thể thông qua thôn vệ huyết nục tiếp tục trưởng thành tăng cao thực lực tóc tím tử linh có thể thôn vệ số lượng cao sinh linh huyết nục trưởng thành lên thành lông đen tử linh cho nên mỗi khi liên thông sinh tử nhị giới khoảng không gian tiết điểm biến yếu ngoại trừ lông đen tử linh bên ngoài những thứ khác tử linh cũng có thể xuyên qua thời điểm chết giới tử linh tất nhiên sẽ xuyên qua khoảng không gian tiết điểm đến đây sinh giới thôn vệ huyết đủ. lần này luân hồi giới vực tử vong giới vực đều có mấy cái giới diện nhận lấy tử linh xâm lấn luân hồi giới vực theo thứ tự là la sơn giới xuyên sông giới vũ thần giới ba cái giới diện cái này ba cái giới diện đều ở vào luân hồi giới vực biên giới là từ không xuất hiện qua vũ đạo chí tôn giới diện thực lực võ giả mạnh nhất cũng chỉ là thập tinh chân thần không có hưu vũ đạo trí tôn giới diện căn bản là không có cách đối kháng lông đen tử linh lãnh đạo tóc tím tử linh đại quân bất quá kết nối sinh tử nhị giới khoảng không gian tiết điểm cách tử vong giới vực tương đối tiếp cận tử linh đại quân đầu tiên là công kích tử vong giới vực mấy cái giới diện tiếp đó phân ra một bộ phận tử lông đen tử linh đưa tới luân hồi giới vực một bộ phận này lại hóa thành ba cái đội ngũ phân biệt tiến vào luân hồi giới vực la sơn sức mạnh xuyên sung giới vũ thần giới từ vong giới vực bên kia, đã hưu vũ đạo chí tôn đuổi tới trợ giúp, lần này hết thể có 3 tôn lông đen tử linh tiến vào sinh giới, đều ở đây tử vong giới vực cùng vũ đạo chí tôn giao chiến, đến đây luân hồi giới vực lông đen tử linh tiến đưa tóc tím tử linh đưa tới 3 cái giới diện trung hậu, liền đuổi đến trở về. Lưu lại luân hồi giới vực tử linh, tất cả đều là tóc tím tử linh, đi tới 3 cái giới diện tóc tím tử linh, đều có chừng 1000. Tóc tím tử linh, chân thần chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, hơn ngàn cái tóc tím tử linh giết tới, cho dù là nắm giữ đông đạo chân thần cường giả ngũ tinh tông môn cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể lui giữ bên trong tông môn, bằng trận pháp phòng thủ nhưng mà tông môn ra địa vực nhưng là đã biến thành tóc tím tử linh nhạc viên may mắn đến rồi tóc tím tử linh cảnh giới đối với tại thần linh huyết nục có hứng thú võ giả bình thường huyết nục đã hấp dẫn không được bọn chúng cho nên ba cái giới diện bên trong chỉ là một chút chuẩn thần chân thần gặp thai vạn mà võ giả bình thường tóc tím tử linh liền thôn phệ bọn hắn máu thịt khát vọng cũng không có diệp tinh thông qua truyền tống trận đi tới trạm thứ nhất la sân giới la sân giới có hai cái cao đẳng đại lục mỗi một cái đại lục đều có một cái ngũ tinh tông môn trừ cái đó ra còn có đông đảo ngũ tinh gia tộc trong tộc có chân thần cường giả chuẩn thần số lượng không phải số ít tóc tím tử linh khó mà công phá ngũ tinh tông môn liền đem mục tiêu khóa chặt tại những này ngũ tinh gia tộc bên trên công phá một cái ngũ tinh gia tộc trận pháp thần linh chân thần liền đều sẽ trở thành bọn họ đồ ăn đến la sơn giới diệp tinh thi triển phá hư thần đồng tử toàn bộ la sơn giới đều ở đây trong tầm mắt của hắn chưa xong còn tiếp S, bản thân hệ chặt tài khoản công chúng lờ thờ 870.705 kính tỉnh chú ý về sau sẽ ở nít hệ chặt tuyên bố sách mới tin tức cũng sẽ ngẫu nhiên tuyên bố thần tiễn tất cả vai tuần một nghìn 1 mươi 1043 chương trí tôn thần tiễn la sơn giới bên trong đấu la đại lục đang có một vị võ đạo trí tôn đang cùng tóc tím tử linh giao chiến đây là một vị tiểu đạo trí tôn diệp tinh nhận ra hắn tên là thanh mục trí tôn lấy một tri đại đạo chứng đạo là luân hồi giới vực trí tôn thanh mục trí tôn am hiểu trị liệu công phạt cũng không am hiểu ạt có hạn mặc dù so sánh lại chân thần phải cường đại hơn nhiều nhưng mà đối với tóc tím tử linh lực sát thương cũng không phải rất nghiêm trọng mấy trăm cái tóc tím tử linh hung hãn không sợ chết vậy công thanh mục trí tôn song phương vậy mà đấu ngang sức ngang tài bởi vì thanh mục trí tôn nguyên cớ đấu la đại lục thật thần cường giả đều liên hợp lại cùng mặt khác hơn trăm tóc tím tử linh cũng tại trong đại chiến song phương lực lượng tương đương đến nỗi một cái khác cao đẳng đại lục núi hải đại lục nhưng là một cái khác phó cảnh tượng núi hải đại lục tóc tím tử linh ước chừng hơn bốn trăm cái không có chí tôn tồn tại núi hải đại lục thật thần cường giả căn bản ngăn cản không nổi lui giữ ngũ tinh tông môn mà ngũ tinh gia tộc thì đã có mấy cái đã bị tóc tím tử linh công phá thoái không không dấu vết diệp tinh xa xa khóa chặt một cái tóc tím tử linh vung tay lên lông nhọn lóe lên liền xuyên thẳng qua hư không mà đi diệp tinh thi triển thần thông chỉ là tóc tím tử linh tự nhiên là tránh cũng không thể tránh trong nháy mắt tiễn phình một tiếng tóc tím tử linh lồng ngực bị xuyên thấu thi ngọc bị đánh ra trực tiếp mất mạng diệp tinh nhất bước bước ra liền xuyên qua hư không ước vạn dặm xuất hiện ở bị bắn giết tóc tím tử linh bên cạnh nhấc tay một cái liền đem thi ngọc trào tới trong tay nói rất dài dòng kỳ thực một cái trước mắt tóc tím tử linh đột nhiên mất mạng còn lại tóc tím tử linh giật nảy cả mình thanh mao tử linh liền đã có linh hồn ý thức tóc tím tử linh đã trí tuệ khá cao đối với đột nhiên xuất hiện diệp tinh đều có vẻ sợ hãi liền xem như võ đạo chí tôn có thể nhất kích đánh giết tóc tím tử linh cũng cực kỳ thưa thớt mà người trẻ tuổi trước mắt này mới là chín nhất thần quân chúng tóc tím tử linh đơn giản không dám tin trước mắt chín nhất thần quân vậy mà nắm giữ nghịch thiên như vậy sức mạnh hôn động đại lực tiễn diệp tinh vung tay lên của mọi người tóc tím tử linh kinh ngạc ở giữa xuất thủ lần nữa một mũi tên bắn ra hư không nát ấy hóa thành hôn động vòng xoáy một cái tóc tím tử linh trong nháy mắt tiễn hôn động đại lực tiễn hình thành hôn động vòng xoáy sức mạnh cực kỳ kinh khủng tóc tím tử linh thân thể lập tức bị cuốn vào trong đó trong nháy mắt liên biến thành mạnh vụn thi ngọc cùng thân thể phân ly lại là nhất kích biểu sát hơn nữa bên trên một tiễn chỉ là xuyên thấu tóc tím tử linh lồng ngực đánh ra thi ngọc mà một tiễn nhưng là đem tóc tím tử linh thân thể nát bấy đánh ra thi ngọc rõ ràng phía sau một mũi tên uy năng còn đáng sợ hơn nhiều lắm nhưng diệp tinh đối với cái này kết quả nhưng là không hài lòng lắm thầm nghĩ trong lòng trí tôn thân thể so tóc tím tử linh thân thể càng kiên cố hơn nhưng nếu không thể nát bấy thành hư vô chỉ là vỡ vụn thành huyết nhục khối vụn đối với trí tôn thân thể sát thương hiệu quả không lớn xem ra hôn động đại lực tiễn uy năng vẫn có hạn lập tức nát bấy toàn bộ trí tôn thân thể còn rất khó khăn trong lòng nghĩ lại ở giữa đối với như thế nào phá hủy trí tôn thân thể diệp tinh tâm bên trong nhưng là có biện pháp tốt hơn cái này nhân loại thực lực siêu cường huyết nục cát hẳn bành trướng, nuốt huyết nục của hắn, chúng ta trở thành lông đen tử linh hy vọng càng lớn hơn. Một cái tóc tím tử linh hô to một tiếng, tử quang lóe lên liền hướng Diệp Tinh nào tới. Tóc tím tử linh đối với Diệp Tinh thực lực mặc dù rất là sợ hãi, nhưng chúng nó thiên tính chính là hung hãn không sợ chết, chỉ cần có đầy đủ dụ hoặc, bọn chúng liền dám quyết nhất tử chiến. Tỷ như đối mặt thanh mục chí tôn tóc tím tử linh nhóm, cũng bởi vì thôn phệ chí tôn huyết nục có cực lớn tỷ lệ có thể làm cho bọn hắn trở thành lông đen tử linh. Cho nên bọn hắn đối mặt thanh mục chí tôn cũng không có lùi bước. Bất quá, Diệp Tinh có thể so sánh thanh mục chí tôn đáng sợ nhiều. Thứ 6, diệp tinh hừ lạnh mười ngón liên động liên tục thi triển vai không không dấu vết vai không không dấu vết là xem trọng tốc độ thần thông hôn động đại lực tiễn là xem trọng lực lượng thần thông luận xuất tiễn tốc độ tự nhiên là toái không không dấu vết nhất là toái không không dấu vết có thể giữ cực kỳ nhanh chóng độ liên tục thi triển từng đạo lông nhọn thoáng hiện cái này đến cái khác tóc tím tử linh lồng ngực bị xuyên thấu thi ngọc đánh ra bỏ mình mệnh tăng bất quá số lớn tóc tím tử linh nào lên vẫn có một ít vọt tới liêu diệp tinh bên cạnh diệp tinh đối với mình thần thể rất tự tin mà vọt tới diệp tinh trước mặt tóc tím tử linh nhưng là hưng phấn tới cực điểm bén nhọn chảo như lao Diệp Tinh Thần Thể chộp tới, muốn bắt tiếp theo khối lớn nếm thử mỹ vị. Một cái tóc tím tử linh, càng là trực tiếp mở ra miệng rộng, lộ ra thật dài răng nanh, trực tiếp cắn hướng Diệp Tinh bà vai. Đinh 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 sáu. Một hồi giòn vang, tóc tím tử linh lợi trào trào tại Diệp Tinh thần thể bên trên, tất cả đều phá giải, răng nanh cắn tại Diệp Tinh trên bờ vai, suýt chút nữa tan vỡ tóc tím tử linh răng. Diệp Tinh thần khu, không thể phá vỡ, như cùng đến Tôn khí. Cho dù là lông đen tử linh, đều mơ tưởng phá hư chí Tôn khí, thống chi là tóc tím tử linh. sáu diệp tinh liên tục thi triển thoái không không dấu vết bốn phía tóc tím tử linh rơi xuống như mưa tóc tím tử linh tuy hung hãn không sợ chết nhưng đó là tại có đầy đủ dụ hoặc điều kiện tiên quyết bây giờ bọn chúng đã biết được diệp tinh thần khu kiên cố vô cùng bọn chúng căn bản không gặp nổi mà diệp tinh nhưng là giết bọn nó dễ như trở bàn tay nào còn dám tai chiến còn lại tóc tím tử linh vội vàng bỏ chạy diệp tinh ngược lại là đứng tại chỗ không động nhưng mà bắn ra mũi tên lại xuyên thẳng qua hư không vô luận tóc tím tử linh chạy ra bao xa đều bị một tiến bắn thủng lồng ngực mất mạng rất nhanh mấy trăm cái tóc tím tử linh liền toàn bộ mất mạng không còn một mống diệp tinh thu thi ngọc người đang núi hải đại lục tiếp tục thi triển thoái không không dấu vết hướng đấu la đại lục tóc tím tử linh công kích rất nhanh đấu la đại lục tím đi linh cũng toàn bộ mất mạng diệp tinh lấy tiễn đạo pháp tắc hộ thể xuyên thẳng qua hư không rời đi tầng thứ nhất tiễn đạo pháp tắc còn chỉ có thể nhường mũi tên vượt giới tầng thứ hai liền có thể nhường bản thân võ giả vượt biên giới hiện tại diệp tinh tiễn đạo pháp tắc đã lĩnh ngộ đến tầng thứ ba xuyên qua giới diện rất là nhẹ nhõm đấu la đại lục bên trên vô luận là thanh mục trí tôn vẫn là chúng chân thần cường giả đều từng cái thần sắc rung động cùng bọn hắn kịch chiến rất lâu bất phân thắng phụ mấy trăm tóc tím tử linh vậy mà tại thời gian cực ngắn bên trong bị người toàn bộ bắn giết mà chúng chân thần cường giả xuất liên tục tiễn người ở nơi nào cũng không biết đến nỗi thanh mục trí tôn ngược lại là thông qua trí tôn thần nhãn thấy được ở vào núi hải đại lục thần tiễn diệt tinh hắn biết vị này thần tiễn là luân hồi trí tôn con rể cũng đã sớm nghe nói qua thần tiễn ở trên thiên đạo thành giới bên trong yêu nghiệt biểu hiện nhưng mà trước kia yêu nghiệt biểu hiện xa xa không có bây giờ càng làm cho thanh mục trí tôn cảm thấy rung động xem như trí tôn thanh mục trí tôn rất rõ ràng tóc tím tử linh có bao nhiêu khó khăn đánh giết mà diệp tinh nhưng là một tiễn một cái thực lực thế này không chỉ có là đã đặt chân ở trí tôn tri cảnh hơn nữa là võ đạo trí tôn bên trong tồn tại cực kỳ cường đại vẹn vẹn chín miết thần quân lại nắm giữ võ đạo trí tôn thực lực cái này còn không phải thần linh nhất định chính là trí tôn a thanh mục trí tôn thầm nghĩ trong lòng thần tiễn chi danh hoàn toàn không đủ để hình dung hắn mỹ tiên xưng là trí tôn thần tiễn còn tạm được chưa xong còn tiếp ds bản thân mẹ chặt tài khoản công chúng lợt tám trăm bảy mươi nghìn bảy trăm linh năm kính tỉnh chú ý về sau sẽ ở hệ chặt lần lượt tuyên bố thần tiễn tất cả nhân vật bức họa cùng với sách mới tin tức 1144-1044 chương huyết lệ trí tôn la sân giới xuyên sông giới vũ thần giới ba cái giới diện cũng không có lông đen tử linh tồn tại mà tóc tím tử linh căn bản ngăn cản không nổi diệp tinh nhất tiễn giết tốc độ thật nhanh xuyên sông giới vũ thần giới cũng đều có một vị vũ đạo trí tôn cùng thanh mục trí tôn một dạng cũng là luân hồi giới vực tiểu đạo chí tôn giải quyết luân hồi giới vực tam đại giới diện nguy cơ diệp tinh liền lập tức chạy tới tử vong giới vực lần này tử linh xâm lấn quy mô cũng không lớn vẹn vẹn ba cái lông đen tử linh tóc tím tử linh số lượng tuy nhiều nhưng ở vũ đạo trí tôn trước mặt nhưng là không tính là uy hiếp một chút am hiểu công phạt tiểu đạo trí tôn liền có thể nhanh chóng giết chết húng chi lần này ngăn cản tử linh xâm lấn vũ đạo trí tôn bên trong có không ít cũng là lớn đạo trí tôn dù cho không có tối cường trí tôn ra tay tử linh cũng toàn tuyến bị bại ba cái lông đen tử linh nhận lấy thương tích hướng chết giới bỏ chạy diệp tinh còn chưa tới đạt tử vong giới vực liền gặp được đảo vong bên trong ba cái lông đen tử linh cùng với hậu phương đuổi giết chúng vũ đạo chí tôn lông đen tử linh thân thể cực kỳ kiên cố cơ hồ có thể cùng tối cường trí tôn trí tôn thân thể đánh động, rất khó giết chết cuối cùng ba cái lông đen tử linh đều đem về chết giới đến nơi tóc tím tử linh vô luận là xâm nhập luân hồi giới vực hay là xâm nhập tử vong giới vực cơ bản đều đã bị giết bây giờ còn có mấy cái vũ đạo trí tôn đang đổi giết tóc tím tử linh bên trong lọt lưới chi vũ còn lại vũ đạo trí tôn đều bởi vì truy sát lông đen tử linh mà tụ tập đến rồi liên thông sinh tử nhị giới tọa độ không gian phụ cận diệp tinh cũng tới đến nơi này theo sát phía sau hắn còn có thanh mục trí tôn chờ luân hồi giới vực ba vị tiểu đạo trí tôn tại chỗ tổng cộng có ba người trừ liễu diệp tinh bên ngoài mặt khác ba mươi sáu người đều là vũ đạo trí tôn ba cái lông đen tử linh đều đem về chết giới lần này tử linh xâm lấn xem như đã kết thúc diệp tinh theo số đông vũ đạo trí tôn bên trong cảm nhận được không thiếu ánh mắt ác ý những thứ này vũ đạo trí tôn bên trong có chút là quá âm trí tôn hát cám trí tôn trở tối cường trí tôn thuộc hạ có chút nhưng là diệp tinh đánh chết quá ông trời của bọn hắn mới đệ tử lần này luân hồi trí tôn không tại diệp tinh bên cạnh bọn hắn vừa nhìn thấy diệp tinh liền không che giấu chút nào trong ánh mắt sát ý ngoại trừ luân hồi trí tôn sống thời gian còn thiếu thuộc hạ không có vũ đạo chí tôn những thứ khác tối cường chí tôn Thuộc hạ đều là có vũ đạo chí tôn, nhất là Thái Dương Chí Tôn, Quá Âm Chí Tôn, Hắc Ám Chí Tôn, Quang Minh Chí Tôn bốn người, thuộc hạ càng là có đại đạo chí tôn, cũng là bọn hắn một tay dạy dỗ nên thân truyền đệ tử. Thì như Thái Dương Chí Tôn đệ tử tuyệt kiếm chí tôn, bây giờ tuyệt kiếm chí tôn liền tại chỗ. Quá Âm Chí Tôn đệ tử băng xương chí tôn, Hắc Ám Chí Tôn đệ tử ba động chí tôn, Quang Minh Chí Tôn đệ tử sinh mệnh chí tôn, cũng là lớn đạo chí tôn, cũng toàn bộ tại chỗ. Diệp Tinh tại tám nhất thần quân lúc bị chúng vũ đạo chí tôn ánh mắt nhìn chăm chú, còn có thể cảm nhận được tinh thần áp bách. Bây giờ dù là có không ít vũ đạo trí tôn nhìn hắn ánh mắt đều tràn đầy sắc ý hắn cũng như gió nhẹ quất vào mặt không có nửa điểm áp lực diệp tinh không có lùi bước ánh mắt quét ngang mà đi cùng những ánh mắt kia tràn ngập ác ý vũ đạo trí tôn nhóm từng cái va chạm còn lại vũ đạo trí tôn đều cảm nhận được giữa song phương khí thế va chạm nhao nhao lui hướng hai bên rất nhanh phương viên mấy chục vạn dặm bên trong chỉ còn lại mười người một người là diệp tinh mặt khác chín người đều là đối với diệp tinh tràn ngập sát ý vũ đạo chí tôn trong đó băng sương trí tôn ba động trí tôn thình lình xuất hiện trừ cái đó ra còn có hai vị đại đạo chí tôn một vị là điên trí tôn diệp tinh ở trên thiên đạo thành giới giết hắn đệ tử càn la chân thần gió tả kiếm thần đến nỗi một vị khác diệp tinh cũng không nhận ra hẳn là chăm chỉ học tập pháp cải biến dung mạo bằng không diệp tinh nhìn qua thiên tinh vị diện tất cả đại đạo trí tôn bức họa không có khả năng không biết ngoại trừ bốn vị đại đạo trí tôn bên ngoài còn lại sáu người cũng là tiểu đạo trí tôn cũng phân biệt cũng là quá âm trí tôn hắc ám trí tôn tử vong trí tôn tử vi trí tôn đệ tử thân tiễn diệp tinh một vị tiểu đạo trí tôn mở miệng nói chuyện là quá âm trí tôn đệ tử đèn thủy trí tôn ngươi vậy mà một người rời đi luân hồi thánh địa hh sáu trong tiếng cười ý vị không nói mà nói diệp tinh ánh mắt khóa chặt tại đen thủy trí tôn trên thân đạo ta đại biểu luân hồi thánh địa đánh giết tử linh như thế nào sáu các ngươi muốn giết ta đen thủy trí tôn cười lạnh đạo tử linh uy hiếp đã trừ kế tiếp nên diệt trừ ngươi ma đầu kia không tệ ngươi nắm giữ hôn động tinh tướng người người có thể chu diệt lần trước có luân hồi trí tôn bảo hộ ngươi lần này ngươi chắc chắn phải chết băng xương trí tôn lạnh giọng nói xem như quá âm chí tôn đệ tử hắn cùng đen thủy trí tôn đối với diệp tinh sát ý coi trọng nhất diệp tinh cười nhạt một tiếng không có giảng giải cho đến ngày nay cánh chim hắn đã phong không cần lại khăng khăng chính mình không có hỗn động tình tướng liền xem như để người ta biết cũng không có người có thể làm gì được hắn diệp tinh ánh mắt theo số đông trên thân người đạo qua cuối cùng khóa chặt tại cái kia không quen biết đại đạo trí tôn trên thân đạo bọn hắn những người này cùng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thù hận muốn giết ta còn có chút lý do ta cùng với các hạ sáu lại có cái gì thù ngươi cũng cùng bọn hắn một dạng muốn đem ta đến nỗi tử địa hhhh sáu người này liên tục câm hiểm cười đạo ngươi là luân hồi trí tôn con rể cái này một cái lý do liền đầy đủ để cho ta giết ngươi trăm ngàn lần. Diệp Tinh lập tức nghĩ tới một nhân vật, ánh mắt ngưng lại, bắn ra hai đạo tinh mang, quát lên, ngươi là huyết lệ chí tôn. Luân hồi chí tôn, kiểu gia rất ít, nhưng huyết lệ chí tôn nhưng là một cái. Chính là huyết lệ chí tôn, giết vi nhẹ nguyên mẫu nữ, vi nhẹ nguyên đến nay an nghỉ không dậy nổi, vi nhẹ nguyên cũng là dựa vào luân hồi đại đạo có thể trùng sinh. Ha 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 <laughs> sáu, ngươi cũng không tính là rất đần. Cái này đại đạo chí tôn cười lên ha <laughs> ha, trên thân tuân gia huyết khí nồng nặc, khuôn mặt biến hóa, chính là huyết lệ chí tôn. Huyết lệ chí tôn, hại chết vi nhẹ nguyên mẫu nữ phía sau, bị luân hồi trí tôn truy sát thật lâu sau cuối cùng xâm nhập một chỗ tuyệt địa mới đưa luân hồi trí tôn thoát khỏi nhưng ở vậy tuyệt trong đất huyết lệ trí tôn cũng là đã trải qua cựu tử nhất sinh mới có thể thoát thân từ đây không dám lấy chân diện mục gặp người ẩn tàng tại thế diệp tinh nhìn chằm chằm huyết lệ trí tôn trong hai mắt sát cơ bùng lên đạo rất tốt không nghĩ tới hôm nay có thể gặp phải ngươi huyết lệ trí tôn ngươi trốn được quá lâu hôm nay chính là tử kỳ của ngươi huyết lệ trí tôn hai mắt đều hóa thành huyết hồng sắc cả người huyết khí ngọc trời để lộ ra một cỗ uy thế kinh khủng cười nói liền xem như luân hồi trí tôn cũng giết không được bản tọa chỉ bằng ngươi cái này chưa dứt sữa hoàng mao tiểu nhi cũng dám ở trước mặt bản tọa nói này khoác lác Ha ha sáu bản tọa nhất ba trưởng liền có thể đập chết ngươi mười lần huyết lệ huynh thần tiễn với ta sư tôn có mối thủ giết con hôm nay huyết lệ huynh lại không muốn xuất thủ để cho ta thai âm thánh địa diệt cầu ta kia lấy tế thai âm thánh tử trên trời có linh thiêng thấy máu lệ trí tôn muốn xuất thủ băng xương trí tôn ngăn cản lại tới đối với bên cạnh đen thủy trí tôn đạo hát thủy sư đệ thần tiễn chi mệnh liền từ ngươi tới lấy a à. chưa xong con tiếp 1145-1045 chương một tay thôn vệ một tay hủy diệt diệp tinh mới là chín nhất thần quân băng xương trí tôn là đại đạo trí tôn tự trọng thân phận đem việc này giao cho tiểu đạo trí tôn đen thủy trí tôn đi làm hh sáu hảo đen thủy trí tôn cười lạnh lập tức vận dụng tinh tướng để lộ ra một cỗ cực hạn khí tức hủy diệt trí cao tinh tướng hủy diệt tinh tướng cùng lúc đó đen thủy trí tôn thể nội truyền đến giang hà lao nhanh thanh âm trong chốc lát chín đầu màu đen dòng nước từ trong cơ thể hắn xông ra hóa thành chín đầu màu đen thần long trí tôn thuật hát thủy cựu long công đen thủy trí tôn vô luận là hắn tinh tướng vẫn là trí tôn thuật đều hết sức am hiểu công phạt ạt mười phần đáng sợ cho dù là tiểu đạo trí tôn bên trong đen thủy trí tôn thực lực cũng là ở thượng lưu nhường không thiếu tiểu đạo trí tôn rất là kiên kỵ so ra mà nói một cái chín miết thần quân tại đen thủy trí tôn trước mặt mấy như sâu kiến đồng dạng của mọi người vũ đạo trí tôn xem ra chỉ cần đen thủy trí tôn ra tay diệp tinh chắc chắn phải chết liền xem như luân hồi trí tôn cảm ứng được nguy hiểm từ luân hồi thánh địa chạy đến cứu rút về thời gian cũng không kịp chín miết thần quân không có khả năng tại đen thủy trí tôn thủ hạ ủng hộ bao lâu dù là vị này chín miết thần quân nắm giữ chân thần bên trong cơ hồ thực lực vô địch Chân thần cùng vũ đạo chí tôn, liền như là phạm nhân cùng thần linh khác nhau. Chân thần vô địch, tại vũ đạo chí tôn xem ra cũng như sâu kiến đồng dạng. Bất quá, có ba vị vũ đạo chí tôn, nhưng là có ngoài ra quan điểm. Đó chính là đến từ luân hồi giới vực ba vị tiểu đạo chí tôn, bọn hắn đều được chứng kiến diệp tinh đánh giết tóc tím tử linh thủ đoạn. Tóc tím tử linh, thân thể mười phần kiên cố, diệp tinh có thể một tiên đánh giết, công kích uy năng mạnh, so đại đạo chí tôn đều càng kinh khủng. Tại thanh mục chí tôn ba người xem ra, liền xem như đại đạo chí tôn, cũng chưa hẳn là diệp tinh địch thủ, càng không nói đến đen thủy trí tôn mới là tiểu đạo chí tôn. Ba người nhìn xa xa đều sáng suốt không có nhiều lời siêu một đạo tinh quang từ diệp tinh mi tâm sông ra vận dụng cung nhân mã tinh tướng dù cho đối mặt chín vị trí tôn diệp tinh cũng khí thế bành trướng không hề sợ hãi trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng diệp tinh nhấc tay một cái tinh thần điện xuất hiện tại diệp tinh trong tay trí tôn khí sáu chúng trí tôn kinh hô bọn hắn đều có thể cảm nhận được tinh thần điện bất phàm nhưng mà không có ai biết đây là một kiện so trí tôn khí cao cấp hơn chúa tể khí đen thủy trí tôn bọn người trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam trí tôn khí mặc dù đáng sợ nhưng ở một vị chín miết thần quân trên tay nhưng cũng để bọn hắn trong lòng sinh không nổi e ngại ngược lại có cướp bật lại luyện chế trí tôn khí tài liệu mười phần thưa thớt ngoại trừ tối cường trí tôn cũng có trí tôn khí bên ngoài liền xem như đại đạo trí tôn cũng không có ai người nắm giữ trí tôn khí đến nỗi tiểu đạo trí tôn trong tay cũng không có trí tôn khí đen thủy trí tôn trên mặt tôn ra vẻ hưng phấn nếu là hắn giết chết diệp tinh thu được diệp tinh bảo vật thiên kinh địa nghĩa cứ như vậy cái này trí tôn khí liền thuộc sở hữu của hắn tinh thần điện xuất hiện tại diệp tinh trong tay lóe lên biến mất không thấy gì nữa đen thủy trí tôn cho là diệp tinh dùng trí tôn khí triển khai công kích lập tức mừng rỡ đề cao cảnh giác nhưng mà cũng không có công kích được tới tinh thần điện tác dụng không ở chỗ công kích một là phụ trợ võ giả lĩnh ngộ thiên đạo phát tắc hai là phong tỏa không gian bây giờ diệp tinh liền dùng tinh thần điện phong tỏa không gian chỉ là mảnh này phong tỏa không gian quá lớn chúng vũ đạo trí tôn không có phát hiện thôi vũ đạo trí tôn rất khó giết chết vừa trốn đứng lên tự xuyên toa giới diện hư không cũng không tiện truy sát diệp tinh thế nhưng là chuẩn bị kỹ cảng một khi đậu thủ liền muốn tất sát đối phương huyết lệ trí tôn ngày xưa từ luân hồi trí tôn trong tay đào thoát nhưng tại diệp tinh trước mặt diệp tinh sẽ không cho huyết lệ trí tôn cơ hội đào tẩu đến nội những thứ khác trí tôn tất nhiên động thủ lấy tính mệnh của hắn cái kia cũng phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị đen thủy trí tôn híp đôi mắt một cái hắn không biết diệp tinh trong tay trí tôn khí đi nơi nào nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều chỉ cần giết chết diệp tinh bảo vật tự sẽ xuất hiện chết đen thủy trí tôn hét lớn từng bước đi ra song trường cùng bay hát thủy cựu long công tồi động quay chung quanh tại bên ngoài cơ thể chín đầu màu đen thủy long lập tức đồng loạt phát ra tiếng long âm đồng thời hướng diệp tinh nào tới đối mặt trí tôn thuật công kích diệp tinh đạp đứng ở trong hư không không nhúc nhích tí nào tay trái hoặc tròn tay phải thành trưởng đánh ra tay trái hoạch thành vòng tròn sinh ra kinh khủng hấp thu lực đem mấy cái hát thủy thần long hấp thu đi vào liền bọn nước đều không tràn ra tới mà tay phải đánh ra trường ấn càng là kinh khủng hát thủy thần long nhất sở nhao nhao tán loạn hóa thành nát ấy diệp tinh tay trái thôn vệ phát tắc tay phải hủy diệt phát tắc đều là đại đạo phát tắc hơn nữa ở vào cấp độ thứ hai tiểu đạo trí tôn trí tôn thuật ở trước mặt hắn căn bản không có thể nhất kích thôn vệ phát tắc hủy diệt phát tắc chúng chí tôn lên tiếng kinh hô vạn vạn không ngờ rằng diệp tinh vậy mà lĩnh nộ ra hai loại đại đạo phát tắc căn cứ trước đây tình báo diệp tinh ở trên thiên đạo thành giới bên trong tám nhất thần quân lúc thế nhưng là liền đã lĩnh ngộ tiến đạo pháp tắc hắc ám pháp tắc phong đạo pháp tắc hỏa đạo pháp tắc bốn loại pháp tắc bây giờ lại thêm thôn vệ pháp tắc hủy diệt pháp tắc chẳng phải là đã lĩnh ngộ sáu loại thiên đạo pháp tắc đây quả thực nhường đại đạo chí tôn đều cảm thấy ghen ghét đại đạo chí tôn bên trong nhưng không có người lĩnh ngộ sáu loại thiên đạo pháp tắc hắc thủy thần sông đen thủy chí tôn vừa sợ vừa giận hét lớn một tiếng thi triển hắn suốt đời sáng tạo thần thông âm âm một đầu hắc thủy trường hà xuất hiện bao phủ vô tận hư không những nơi đi qua hư không sụp đổ giống như một đầu lao nhanh thần long hướng diệp tinh giết tới đen thủy chí tôn miết miệng lên thần nghĩ coi như ngươi lại người tiên cũng chỉ là chín miết thần quân lĩnh ngộ pháp tắc cường thịnh trở lại không có luyện thành thần thông, không có trí tôn thần lực cũng ngăn cản không nổi thần thông chi uy diệp tinh đối mặt hát thủy thần sông công kích thần sắc đạm nhiên tự nhiên nhẹ nhàng vung tay lên thoái tinh không dấu vết lông nhọn loại lên hát thủy thần sông trong nháy mắt bị xuyên thủng đen thủy trí tôn lập tức thần sắc biến đổi cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy hiếp cảm giác nhưng mà lại không biết uy hiếp đến từ nơi nào thoái tinh không dấu vết đến vô ảnh đi vô tùng thư không không lưu vấn kể từ hát cám pháp tắc đạt đến cấp độ thứ ba toái tinh không dấu vết tẩn tàng năng lực liền càng thêm cường đại liền xem như đại đạo trí tôn cũng không phát hiện được không phát hiện được uy hiếp nơi phát ra như thế nào ngăn cản phanh đen thủy trí tôn trong nháy mắt tiễn trong chốc lát huyết nhục văng khắp nơi thưa không nhuốm máu toái tinh không dấu vết tẩn chứa bảy loại thiên đạo phát tắc đều tăng lên một cảnh giới uy năng so với đánh giết tám tinh trí tôn lúc nào chỉ là mạnh gấp mười đen thủy trí tôn trí tôn thân thể bị bắn thủng đen thủy trí tôn lập tức thân ảnh lui nhanh trí tôn thân thể bên trên xuất hiện một bạt thai lớn lỗ thủng những bộ vị khác cũng nứt ra vết thương tiên huyết huy sái mà ra ti cái gì vậy mà một tiên kích thương chí tôn sáu chúng vũ đạo trí tôn trong nháy mắt này thần sắc đồng thời đại biến liên tục lên tiếng kinh hô đơn giản không dám tin chưa xong còn tiếp 1146 nghìn chương chiến đại đạo trí tôn một giây nhớ kỹ là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc chín nhất thần quân không chỉ có một tiễn phá trí tôn chi thân thể phòng ngự lại còn đem trí tôn chi thân thể bắn cái thông thấu việc này nếu không phải tận mắt nhìn thấy chỉ là thai nghe lời đồn đãi lời nói thật sự là không thể tin được thế nhưng là bây giờ sự thật đang ở trước mắt chúng trí tôn tận mắt nhìn thấy hát thủy trí tôn thật là bị chín nhất thần quân thần tiễn một tiện bắn thủng trí tôn chi thân thể băng xương sư minh hát thủy trí tôn vết thương trên người tái sinh máu thịt trong chớp mắt liền khôi phục lại nhưng mà thanh âm bên trong nhưng là để lộ ra kinh hãi tiểu tử này thần thông thật là đáng sợ ta ngăn cản không nổi còn phải từ ngươi xuất mã chu sát này tặc một bên huyết lệ trí tôn hắc hắc cười lạnh tiểu tử này xác thực của quái bất quá bản tọa rất có hứng thú giết hắn các ngươi thai âm thánh địa như ngại phiền phước liền do bản tọa xuất mã băng xương trí tôn phất tay ngừng xuẩn xuẩn dục động huyết lệ trí tôn đạo không cần đến ngươi ra tay bản tọa sẽ đem hắn thoái thì vạn đánh gãy diệp tinh đạp lập hư không nhìn đối phương chín vị chí tôn đạo ta nhìn các ngươi cũng đừng đẩy tới đẩy lui ngược lại các ngươi đơn đả độc đấu không được liền sẽ cùng nhau liên thủ bên trên hà tất giả vờ tự trọng thân phận dáng vẻ không bằng sớm làm toàn bộ đều lên đi đầu răng răng lị băng sương trí tôn lạnh rên một tiếng quát lên chỉ bằng ngươi cũng có tư cách để chúng ta toàn bộ độc thủ bản tọa một người đủ để đang khi nói chuyện băng sương chí tôn nhanh chân mà ra một cố lạnh vô cùng khí tức lấy băng sương trí tôn làm trung tâm hướng tứ phương quyết tán tạo thành một cái hàn băng lĩnh vực phương viên mấy vạn dặm hóa thành một mảnh hàn băng thế giới liền hư không tựa hồ cũng đọc lại chỉ cần có bất kỳ vật gì xuất hiện đều sẽ băng phong diệp tinh nát tinh vông ấn vô tung vô ảnh băng xương trí tôn hiển nhiên là muốn bằng hàn băng lĩnh vực tìm ra thần thông dấu vết nát tinh vông ấn diệp tinh nhất phát tay lông nhọn loại lên liền thi triển nát tinh vông ấn dễ ra hàn băng lĩnh vực lập tức bị nát tinh vông ấn xuyên thấu, hư không như băng tinh vỡ vụn băng xương trí tôn hai mắt sáng lên quả nhiên bằng hàn băng lĩnh vực phát hiện liễu diệp tinh thần thông quy tích bất quá nát tinh vông ấn tốc độ thật sự là quá nhanh cho dù băng xương trí tôn phát hiện quy tích di động vẫn như c khó mà né tránh băng cực chạm băng xương trí tôn hét lớn một tiếng trong nháy mắt tế ra một kiện chí tôn khí thi triển đại thần thông băng cực chạm cùng nát tinh vô ngấn đụng vào nhau phát ra một tiếng bạo hưởng trí tôn khí băng cực kiếm chấn động đến mức ông ông trực hưởng băng xương trí tôn trong hư không liên tiếp lui về phía sau mặc dù chặn nát tinh vô ngấn nhưng mà rất rõ ràng nát tinh vương ngấn uy năng so băng xương trí tôn băng cực chạm phải cường đại hơn nhiều băng xương trí tôn trong nháy mắt biến sắc diệp tinh cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn đơn đả độc đấu hắn tuyệt không phải diệp tinh địch bất quá nếu là cùng diệp tinh nhất giao thủ tìm người hỗ trợ cái này cũng tựa hồ quá ngoảnh mặt mặt băng xương trí tôn dự định cùng diệp tinh giao chiến một đoạn thời gian lại nói Diệp Tinh cũng không muốn cùng băng xương trí tôn đánh lâu xuống, vẫy tay một cái, thi triển thần thông biến đổi, hỗn động đại lực tiễn, siêu núi tên vừa ra, liền dẫn hỗn động vòng xoáy, phía trước hết thể tất cả đều nát bấy thành hư vô, thế không thể lỡ Hỗn động đại lực tiễn, thế nhưng là bằng mạnh đạo pháp tác hỗn động pháp tắc làm chủ mà sáng tạo thần thông, ẩn chứa mười loại thiên đạo pháp tắc, uy lực vô tận. Hàn băng lĩnh vực tại hỗn động đại lực tiễn trước mặt, giống như không có tác dụng đồng dạng, vừa chạm vào đánh tan. Mặc dù hỗn động đại lực mũi tên tốc độ so nát tinh vô ngấn muốn chậm một chút, nhưng là chỉ là tương đối nát tinh vô ngấn mà nói, trên thực tế bất quá thoáng qua ở giữa hôn động đại lực tiễn liền giết tới băng xương trí tôn trước mặt nhìn xem cái kia tạo thành hôn động ụ dù mạ kỳ thần thông mũi tên băng xương trí tôn sắc mặt đại biến lập tức lộ ra vẻ sợ hãi mũi tên này đạo thần thông cùng hôn động chí tôn thần thông hôn động thốn vệ nhìn qua rất là tương tự băng cực chạm băng xương trí tôn trong lúc vội vã lần nữa tế ra trí tôn khí thi triển đại thần thông ngăn cản nhưng mà lần này kết quả hoàn toàn khác biệt hôn động đại lực mũi tên uy năng có thể so sánh nát tinh vông ân khủng bố hơn nhiều lắm vay một tiếng bạo hưởng băng xương trí tôn cùng băng cực kiếm đồng thời hướng phía sau bàn tới kinh khủng lực trùng kích lượng, nhường băng xương chí tôn ngũ tạng lục phủ đều chấn động phải khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi. băng xương chí tôn thế nhưng là đại đạo chí tôn, ở chính diện liều mạng bên trong, tế ra trí tôn khí đều chặn lại hôn động đại lực tiễn, lại còn bị phản chấn phải thổ huyết, có thể nghĩ mà chi, một tiễn này uy năng mạnh độ. chúng chí tôn nhìn xem bắn mạnh mà quay về băng xương chí tôn, đều là mặt mũi tràn đầy dị sắc. vạn vạn không ngờ rằng, băng xương chí tôn thân là đại đạo chí tôn, cũng như vậy nhanh liền bại tại diệp tinh trên tay. không chỉ là như thế, ngay tại băng xương chí tôn bị hôn động đại lực tiễn đánh lui thời điểm, diệp tinh lần nữa phất tay công kích lông nhọn lóe lên lần này thi triển là nát tinh vô ấn băng xương trí tôn thổ huyết lui nhanh bên trong có thể nói là phòng ngự hoàn toàn không có nát tinh vô ấn tốc độ nhanh bực nào không có chịu đến bất kỳ ngăn cản trực tiếp xuyên thẳng qua hư không xuất hiện ở băng xương trí tôn trước mặt phanh băng xương trí tôn lập tức trúng tên trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe đại đạo trí tôn trí tôn chi thân thể so tiểu đạo trí tôn đích thật là muốn mạnh hơn một bậc nát tinh Vô ấn không có thể đem băng xương trí tôn xuyên thấu nhưng mà kinh khủng y năng bộc phát cũng tạo thành một bản thai đại hơn một thước sâu lỗ thủng băng xương trí tôn lui về phía sau tốc độ trong nháy mắt bùng lên trong miệng hắn khất huyết lại lập tức hét dầm lên hỗn động phát tắc hắn vậy mà lại hỗn động phát tắc hắn quả nhiên là một cái ma đầu nhanh sáu nhanh toàn bộ ra tay diện tên ma đầu này kinh ngạc chúng trí tôn lập tức phản ứng lại không đợi diệp tinh tiếp tục hướng băng xương trí tôn ra tay huyết lệ trí tôn ba động trí tôn điên trí tôn ba vị đại đạo trí tôn đồng thời ra tay nhao nhao thi triển đại thần thông, giết hướng diệp tinh hát thủy trí tôn chờ tiểu đạo trí tôn chậm lửa nhịp đồng dạng thi triển thần thông đánh tới diệp tinh nhất trong nháy mắt nhận lấy tám vị võ đạo trí tôn công kích Võ đạo chí tôn bởi vì chí tôn chi thân thể đều cực kỳ kiên cố, liền xem như tiểu đạo chí tôn, đối mặt tối cường chí tôn cũng có thể một trận chiến. Mấy cái tiểu đạo chí tôn liên thủ, liền có thể chống lại đại đạo chí tôn, mấy cái đại đạo chí tôn liên thủ, liền có thể chống lại tối cường trí tôn. Bây giờ, 8 vị trí tôn bên trong, 3 vị đại đạo chí tôn, 5 vị tiểu đạo chí tôn, liên thủ công tới, cho dù là tối cường chí tôn, đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Tinh thực lực, chỉ có thể cùng vừa chứng đạo tối cường chí tôn đánh đồng, so với thập đại tối cường chí tôn hay là muốn kém một chút, tự nhiên không cách nào chống lại 8 vị chí tôn liên thủ công kích. Mây xanh chi dực trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Tinh sau lưng, Diệp Tinh người như lưu quang, trong chốc lát xuyên thẳng qua hư không. Bên trong hư không, lưu quang lấp lóe, Diệp Tinh liên tục nhiều lần xuyên thẳng qua hư không, một cái chớp mắt liền chuyển biến nhiều lần phương hướng phi hành mười mấy vạn dặm, cuối cùng đem cái kia tỏa hồn thần thông công kích cho tránh đi. Không đợi Diệp Tinh bày ra phản kích, công kích của đối phương lại hướng Diệp Tinh giết tới đây. Dù sao, Diệp Tinh mặc dù né ra, nhưng lại cũng không có xuyên thẳng qua giới diện hư không, rời đi mảnh không gian này. Đối với võ đạo chí tôn mà nói chỉ cần tại cùng một mảnh trong hư không vô luận chạy ra bao xa đối phương đều có thể linh hồn khóa chặt công kích trong nháy mắt liền tới chưa xong còn tiếp 1147-1047 chương chín vị trí Chí tôn một giây nhớ kỹ là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc diệp tinh hử lạnh hắn quả nhiên không có nói sai những thứ này trí tôn cái gọi là tự trọng thân phận chẳng qua là chê cười một khi đơn đả độc đấu không phải là đối thủ thì sẽ một chen nhau mà lên chín đại trí Chí tôn liên thủ chính diện va chạm diệp tinh đích thật là khó mà chống lại hôn động đại lực tiễn uy năng cường thịnh trở lại cũng không sánh được đối phương chín đại thần thông đồng loạt bộc phát nhưng mà diệp tinh vẫn như cũ không hề sợ hãi thực lực của hắn không chỉ có giới hạn trong công kích uy năng cường đại tốc độ của hắn phòng ngự đồng dạng cực kỳ xuất chúng nhất là thần thể phòng ngự có thể so với trí tôn khí so trí tôn thân thể đều càng hơn một bậc mấu chốt nhất một điểm diệp tinh còn có một thứ át chủ bài đó chính là hỗn động tinh tướng diệp tinh nếu là toàn lực một trận chiến át chủ bài toàn bộ ra liền xem như quyết đấu chín đại trí tôn hắn cũng có mười phần lòng tin hưu diệp tinh thân ảnh như quang lần nữa né tránh cười ha ha nói các ngươi quả nhiên là một cái không được liền cùng một chỗ đều lên cái gì võ đạo trí tôn bất quá là một đám vô sỉ hàng người gà đất chó sành mà thôi huyết lệ trí tôn quát lên người ma đầu kia người người có thể chu diện lấy tính mạng ngươi với thiên đạo chính là đại công đức trừ ma vệ đạo tự nhiên là phải đồng tâm hiệp lực liên thủ giết phạt chẳng lẽ còn muốn để người ma đầu kia đập tan từng cái thôn phệ chúng ta không thành diệp tinh không ngừng né tránh trong lúc nhất thời chín vị trí tôn cũng khó có thể công kích được hắn diệp tinh cười lạnh nói huyết lệ trí tôn ngươi cũng có khuôn mặt nói ta là ma đầu ngươi tu luyện huyết tế đại pháp luyện hóa nguyên một tọa tinh lục triệu tỷ tỷ võ giả sinh mệnh giết hại bao nhiêu vô tội võ giả còn có các ngươi những thứ này trí tôn sắp tới tôn chi ở dưới võ giả tất cả coi là sâu kiến trong cả đời lại tạo qua bao nhiêu sắc nhiệt Luân ma các ngươi mới thật sự là đại ma đầu nói bậy nói bạn điên trí tôn phẫn nộ quát võ đạo trí tôn thọ nguyên vĩnh hằng cùng võ giả bình thường có sự khác biệt về mặt bản chất trí tôn phía dưới vốn chính là sâu kiến người dẫm chết con kiến thiên kinh địa nghĩa trí tôn giết chết võ giả bình thường liền xem như nhiều hơn nữa thì thế nào điên trí tôn trong tay giết chết võ giả bình thường nhiều nhất vì tu luyện thần thông liên kiếp, từng đem lên mười cái tinh không đại lục võ giả đều giết chết luận sắc nghiệt, điên trí tôn còn xa tại huyết lệ trí tôn phía trên ha 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 sáu diệp tinh giận quá mà cười đạo cũng tốt đã các ngươi cho là ta mới là ma đầu vậy ta cũng đừng để các ngươi thất vọng hôm nay các ngươi chết hết đi siêu diệp tinh gầm thét ở giữa lại có một đạo tinh quang từ mi tâm xông ra là hôn động tinh tướng trong chốc lát lấy hôn động tinh tướng làm trung tâm tạo thành một cái phương viên mấy chục mấy vạn dặm thế giới hắc ám, đem đối phương chín vị trí tôn tất cả bao phủ trong đó hôn động tinh tướng hình thành thế giới hát ám, đen kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón coi như tất cả vị trí tôn cũng đều nắm giữ trí cao tinh tướng. thế nhưng là chỉ là xé ra phạm vi ngàn dặm xung quanh hắc ám, ngoài ngàn dặm hư không, là nhìn không thấu hắc ám. chín vị trí tôn, bởi vì ra tay truy sát diệp tinh, ở vào vị trí bất động, riêng phần mình đều chỉ có thể nhìn đến phạm vi ngàn dặm phạm vi. ngoài ngàn dặm hắc ám, cản trở bọn họ cảm ứng, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều đã mất đi vị trí của đối phương. đối với ẩn tàng tại thế giới hắc ám diệp tinh, vậy càng là không biết tung tích. nát tinh vong vâng ấn, ngay tại chín vị trí tôn lâm vào thế giới hắc ám trong nháy mắt đó, diệp tinh liền triển khai phản kích nguyên bản không dấu vết vô tích nát tinh vô ngấn, tại bên trong thế giới hắc ám, càng là vô tung vô ảnh, không thể nào cảm ứng. trong chốc lát, đen thủy trí tôn chúng tên, nát tinh vô ngấn lại một lần nữa sắp tối thủy trí tôn xuyên thấu. diệp tinh vừa mới thi triển nát tinh vô ngấn, lập tức lại thi triển một loại khác đại thần thông hỗn động đại lực tiễn. đen thủy trí tôn bị nát tinh vô ngấn xuyên thấu ra một bạt thai lớn lỗ thủng, cơ thể những bộ vị khác cũng xuất hiện vết rách, huyết đục vừa mới bắt đầu chủ sinh, lại bị hỗn động đại lực tên bắn vùi vạn hỗn động đại lực mũi tên uy năng có thể so sánh nát tinh vô ngấn phải cường đại hơn nhiều. hơn nữa hôn động đại lực mũi tên đặc điểm không ở chỗ xuyên thấu phá phòng ngự mà là đại lực nghiền ép nếu là hoàn hảo không vẫn trí tôn thân thể kiên cố vô cùng hôn động đại lực tiễn trực tiếp nghiền ép khó mà tạo thành bao lớn phá hư nhưng bây giờ đen thủy trí tôn trí tôn thân thể đã bị nát tinh vô ngấn xuyên thấu hơn nữa xuất hiện vết rách đây chính là phòng ngự đại giảm thời điểm Quanh một tiếng bạo hưởng đen thủy trí tôn trí tôn thân thể trực tiếp bị bắn nổ hóa thành mảnh vụn điệp phải đồ nhất là bị hôn động đại lực tiễn trực tiếp bắn trúng bộ vị một tảng lớn đều triệt để nát bấy thành hư vô diễn sát đại lượng sinh mệnh lực đen thủy trí tôn lập tức phát ra thống khổ kêu thảm thanh âm bên trong lần chứa hoảng sợ nát tinh vô ngấn mặc dù đối với hắn cũng tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng mà đối với hắn mênh mông sinh mệnh lực mà nói còn chưa đủ mấy chục vạn phần có một theo lý thuyết nát tinh vô ngấn công kích mấy chục vạn lần cũng không giết chết hắn chỉ là một lần công kích tạo thành tổn thương đối với đen thủy trí tôn mà nói không tính là cái gì nhưng mà hỗn động đại lực tiễn giết chết sinh mệnh lực ít nhất cũng đạt tới đen thủy trí tôn sinh mệnh lực tổng số lượng một phần ngàn tà hữu lấy hỗn động đại lực mũi tên uy năng vẹn vẹn công kích một ngàn lần đen thủy trí tôn liền phải mệnh tăng hoàn tuyển lấy võ đạo cấp trí tôn cái khác tốc độ, độ xuất thủ liền xem như thi triển không cách nào nhanh chóng công kích liên tục đại thần thông công kích một ngàn lần cũng chỉ cần chừng một khắc đồng hồ thời gian nếu là giống nát tinh vô ngấn loại này có thể nhanh chóng liên tục thi triển đại thần thông một khắc đồng hồ có thể thi triển mấy ngàn lần võ đạo trí tôn đột xuất nhất một điểm chính là trí tôn thân thể không thể phá vỡ sinh mệnh lực cực kỳ bành trướng gần như không có khả năng bị giết chết bởi vì không có nguy hiểm tính mạng cho nên không chỗ nào sợ hãi có thể diệp tinh công kích chỉ là chừng một khắc đồng hồ liền có thể giết chết một vị trí tôn đen thủy trí tôn sao không sợ hãi Đen thủy trí tôn tiếng kêu thảm thiết, rơi vào mặt khác mấy vị trí tôn trong thai, chúng trí tôn lập tức hướng đen thủy trí tôn vị trí phi tốc mà đi. liền tại đây thoáng qua ở giữa, Diệp Tinh liên tục phất tay, thi triển ra mấy lần nát tinh vông ấn. Thừa dịp đen thủy trí tôn trí tôn thân thể vỡ vụn, còn không có gây dựng lại lúc, trực tiếp đem một chút khối nhỏ huyết đục nát bấy thành hư vô, diệt sát sinh mệnh lực. Nếu là ở đen thủy trí tôn hóa thành máu thịt vụn thời điểm, lại tới một lần nữa hỗn động đại lực tiên công kích, nhất định sẽ đem rất nhiều máu thịt đều nghiền thành hư vô, nhường đen thủy trí tôn bị thương nặng. Bất quá hỗn động đại lực tiên điều động sức mạnh quá nhiều thi triển một lần cần thời gian so nát tinh vô ngấn dài hơn chờ diệp tinh lại thi triển một lần hỗn động đại lực tiễn đen thủy trí tôn cơ thể đã tái sinh máu thì tốt chín đại trí tôn hội tụ vào một chỗ chín loại trí cao tinh tướng trùng điệp đem hắc ám thế giới sẽ rách rất nhiều phương viên mười vạn dặm đều khôi phục bình thường nhưng hỗn động tinh tướng hình thành thế giới hắc ám, chừng phương viên mười mấy vạn dặm đối với chín đại trí tôn mà nói diệp tinh vẫn như cũ giấu ở trong bóng tối khó mà phát hiện ba động thuật ba động trí tôn một tiếng quát nhẹ thi triển ra trí tôn thuật xem như hắc ám trí tôn đệ tử ba động trí tôn nắm giữ điều tra giấu ở trong bóng tối võ giả thủ đoạn chưa xong còn tiếp 1148-1048 chương ghi vào sử sách một trận chiến cùng lúc đó vang xương trí tôn quát to lên các vị trí tôn ma đầu kia liền hỗn động tinh tướng đều vận dụng các ngươi còn đang chờ cái gì đồng loạt ra tay chúng giết này ma quyết không thể nhường hắn chút nữa huyết lệ trí tôn cũng lớn quát lên này ma mới là chín miết thần quân liền có như thế nghịch thiên thực lực nếu như chờ hắn chứng nhận đạo trí tôn tuyệt đối là so hỗn động trí tôn đều tồn tại càng khủng bố hơn ai cũng không chống lại được hắn đến lúc đó tu vi cũng phải bị hắn thôn vệ nếu muốn mạng sống chỉ có thừa dịp bây giờ liên thủ giết hắn diệp tinh thân ảnh tại bên trong thế giới hắc cám biến hóa âm thanh truyền ra ta thần tiễn từ trước tới giờ không giết không thủ người tu luyện cũng không cần dựa vào thôn phệ người khác tu vi không cùng ta làm địch nhân chúng ta nước giếng không phạm nước sông ai dám động thủ giết ta hôm nay chắc chắn phải chết muốn nhìn sách một ca sách siêu diệp tinh vừa dứt lời một mũi tên từ trong hư không xuyên thấu mà ra ở giữa hậu tâm là một chi thần thông mũi tên thứ linh tiễn trí tôn bắn ra linh tiễn trí tôn ở vào bên ngoài mấy trăm ngàn dặm hôn động tinh tướng thế giới hắc đối với hắn cũng không có ảnh hưởng linh tiễn trí tôn lấy tiễn đạo pháp tắc chứng đạo tinh tướng lại là chủ công phạt cung nhân mã tinh tướng bán ra thần thông tiến thuật nắm giữ cực hạn lực xuyên đấu, lực sát thương phi thường cường đại bất quá diệp tinh thần thể như cùng đến tôn khí đồng dạng kiên cố liền xem như tối cường trí tôn thần thông cũng khó có thể thương hắn ken thần thông tiến thuật cùng diệp tinh thần thể va chạm ra kim thiết giao kích giòn vang thanh âm diệp tinh chỉ là cơ thể hướng về phía trước một cái lảo đảo bị thần thông tiến thuật ẩn chứa sức mạnh đánh cho đứng không vững nhưng chúng tiến chỗ không hư hại chút nào cái gì bên ngoài mấy trăm ngàn dặm linh tiến trí tôn thần sắc khẽ giật mình hóa thành kinh hãi hắn biết rõ thần thông của mình tiễn thuật lực xuyên thấu khủng bố cỡ nào liền xem như trí tôn chi trốn cũng có thể phá vỡ mảng ra nhưng diệp tinh cứng rắn đập một tiễn lại một chút việc cũng không có hào không bị thương linh tiễn trí tôn đệ tử thiên tiễn chân thần độc cô thành ở trên thiên đạo thành giới bên trong cũng chết tại diệp tinh trên tay trong lòng đã sớm đối với diệp tinh có sát nghiệm bất quá lần này gặp gỡ diệp tinh có bó lớn vũ đạo trí tôn đều nghĩ giết chết diệp tinh linh tiễn trí tôn liền không có ra mặt bây giờ gặp chín vị trí tôn liên thủ đều không làm gì được liễu diệp tinh linh tiễn trí tôn cuối cùng nhịn không được ra tay diệp tinh chú ý của lực tại huyết lệ trí tôn chờ chín vị trí tôn trên thân không có hàng chuẩn bị linh tiễn trí tôn tự nhiên bị đột nhiên xuất thủ linh tiễn trí tôn bắn vừa vặn tê lạp diệp tinh chúng tên cơ thể lảo đảo lúc lại có một vị đại đạo trí tôn ra tay tuyệt kiếm trí tôn trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không thế ra một cái trí tôn kiếm một kiếm vùng ra hư không phân liệt trong nháy mắt giết tới diệp tinh sau lưng tuyệt kiếm trí tôn lấy kiếm đạo pháp tắc chứng đạo đồng dạng am hiểu công phạt kiếm thuật thần thông uy lực mười phần kinh khủng sắc bén đến cực điểm nhưng mà tuyệt kiếm trí tôn kiếm thuật thần thông vẫn như cũ không thể phá vỡ diệp tinh thần thể phòng ngự kiếm mang đập tới hỏa hoa bắn tung tóe diệp tinh cơ thể bị đánh bay bên trên mười dặm bình yên vô sự đứng tại bên trong hư không một ca diệp tinh phẫn nộ quát tuyệt kiếm trí tôn linh tiễn trí tôn hai người các ngươi cũng phải tìm chết tuyệt kiếm trí tôn trong mắt đồng dạng kinh hãi tại luân hồi thánh địa hắn đối với diệp tinh cái này chín nhất thần quân còn rất là không để vào mắt nhưng mà hiện tại diệp tinh lại là đối chiến chín đại trí tôn không rơi vào thế hạ phong bị đòn sát thủ của hắn đánh trúng đều không có chút nào thường cái này sao có thể liền xem như tối cường trí tôn cũng khó có thể làm đến mức độ này tuyệt kiếm trí tôn đã ra tay trong lòng mặc dù quái lạ nhưng cũng không có hối hận đối với diệp tinh sát ý càng thêm quát lên thần tiễn ngươi nắm giữ hôn động tình tướng thái âm trí tôn bọn người lần trước cũng không có oan của ngươi ngươi thật sự là cái đại ma đầu lần này luân hồi trí tôn cũng lại không bảo vệ được ngươi hôm nay trả giá giá cao hơn nữa cũng muốn chém ngươi ma đầu kia hưu linh tiễn trí tôn cũng không nói chuyện nhưng trong mắt sát cơ nhưng là máy liệt cầm trong tay trí tôn cùng lần nữa thi triển thần thông tiễn thuật dễ ra nguyên bản diệp tinh đối chiến chín vị trí tôn bây giờ lại nhiều hai vị hơn nữa là hai vị đại đạo trí tôn một vị chín nhất thần quân đối chiến mười một vị vũ đạo trí tôn những cái kia không có động thủ vũ đạo trí tôn đều âm thầm kinh tâm một trận chiến này dù là diệp tinh vẫn lạc chỉ sợ cũng chính là ghi vào sử sách một trận chiến giống thần tiên cường đại như vậy thần linh chưa bao giờ xuất hiện qua đơn giản so số đông trí tôn đều đáng sợ lấy thần tiên thực lực trực tiếp mang theo trí tôn trí danh cũng không quá đáng thế nhưng là thần tiên mới là chín nhất thần quân còn chưa chứng đạo theo tu vi võ đạo tới nói lại hoàn toàn chính xác không phải trí tôn bây giờ những thứ này trí tôn trong lòng đều tránh quá nhất cái xương hào trí tôn thần tiễn trí tôn thần tiễn trí tôn là hình dung tử không phải tu vi võ đạo diệp tinh vẫn là thuộc về thần linh cho nên phong hào vẫn là thần tiễn nhưng mà nắm giữ cấp trí tôn thực lực cho nên hẳn là xưng là trí tôn thần tiễn không có động thủ trí tôn lui phải càng xa hơn ước chừng ra khỏi bên ngoài mấy triệu dặm dùng trí tôn thần nhãn quan chiến diệp tinh thực lực để bọn hắn quá mức rung động bọn họ cùng diệp tinh vốn không thù hận tự nhiên muốn đánh giá một chút có đáng giá hay không cùng diệp tinh là địch dù sao diệp tinh thế nhưng là nói hắn không giết không thủ người nhưng mà ai dám động thủ giết hắn hôm nay chắc chắn phải chết đương nhiên tại chỗ mỗi một vị vũ đạo trí tôn không có ai tin tưởng đằng sau câu kia bọn hắn không tin diệp tinh sẽ giết chết bất luận một vị nào vũ đạo chí tôn nhưng mà bọn hắn đối với diệp tinh tiềm lực cũng rất kiên kỵ hôm nay nếu là giết không chết diệp tinh nhựa diệp tinh chạy trốn lấy diệp tinh trình độ yêu nghiệt đợi một thời gian nói không chừng thật sự có đánh giết trí tôn thực lực 6. linh tiễn trí tôn thần thông tiễn thuật xuyên thẳng qua hư không tới cực nhanh nhưng mà diệp tinh lần này có chỗ phòng bị hơn nữa diệp tinh đối với thế giới hắc ám cảm xúc mười phần linh mẫn mũi tên vừa tiến vào thế giới hắc ám phạm vi trong lòng của hắn liền đã biết mây xanh chi rực phát động thân ảnh thời gian lập lòe, liền đã tránh đi Tiễn đạo cái thứ tư cảnh giới chính là tòa hồn linh tiễn chí tôn lĩnh ngộ tiễn đạo phát tắc đạt đến đệ lục cảnh vừa giới đương nhiên cũng có tòa hồn hiệu quả trong chốc lát thần thông mũi tên liền chuyển biến phương hướng tiếp tục hướng diệp tinh bắn giết diệp tinh không còn trốn tránh quay người lại một ngón tay thi triển toái tinh không dấu vết linh tiễn chí tôn thần thông tiết thuật trong nháy mắt hóa thành nát ấy lúc này diệp tinh sát ý bao phủ tuyệt kiếm chí tôn tuyệt kiếm chí tôn cũng lâm vào bên trong thế giới hát cám đã mất đi đối với diệp tinh vị trí cảm ứng không có tiếp tục giết tới đột nhiên diệp tinh cảm ứng được trong hư không truyền lại quá nhất trận gợn sóng ở chỗ này nơi xa chuyển đến ba động chí tôn đồng thanh ba động liệt không trong hư không vận sóng trong lúc đó vạt mẹo cường đại lên đánh nát hư không diệp tinh đang ở tại vùng hư không này bên trong bốn phía hư không trong lúc đó vỡ vụn nếu có vật thể sẽ theo hư không vỡ vụn thành vô số khối nhưng mà diệp tinh cơ thể hào không bị thương thần thông ba động nứt có thể đánh nát hư không lại nứt không ra diệp tinh thần thể tan vỡ hư không ảnh hưởng liễu diệp tinh hành động còn lại trí tôn chịu đến ba động chí tôn chỉ dẫn đều hướng diệp tinh lao đến trong nháy mắt diệp tinh liền tiến vào chúng chí tôn ánh mắt chúc mừng thư hữu trở thành quyển sách người thứ mười minh chủ Vô cùng cảm tạ bốn. Thần tiên tại bản hoàn tất phía trước, cuối cùng đầy trang fan hâm mộ bảng mười cái minh chủ chi vị, Sô cô la rất là cao hứng, cảm tạ các vị bạn đọc một đường ủng hộ. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http://1149.1049 chương xung kích chân thần một giây nhớ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc Giết, chém giết này ma. băng cực trạm Sáu, chúng trí tôn nhao nhao thi triển thần thông hướng diệp tinh đánh tới. Có trực tiếp tiêu giết, có lớn tiếng quát ra thần thông tên, khí thế mãnh liệt. Qua trong giây lát, đủ loại thần thông đánh giết mà đến hỗn động đại lực tiễn diệp tinh lập tức thi triển ra tối cường thần thông bàn tay vung lên mũi tên bắn ra phía trước xuất hiện một cái to lớn hỗn động vòng xoáy muốn nát bấy hết thảy hỗn động đại lực tiễn uy năng thật là kinh khủng đơn đả độc đấu có thể dễ dàng nát bấy tại chỗ bất luận một vị nào trí tôn đại thần thông thế nhưng là bây giờ lại có 10 vị võ đạo trí tôn thi triển thần thông đồng thời đánh tới hỗn động đại lực tiễn cũng ngăn cản không nổi ầm 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 sáu hỗn động đại lực tiễn hình thành hỗn động vòng xoáy trực tiếp sụp đổ phát ra kinh khủng tiếng nổ vang thoáng qua ở giữa diệp tinh liền bị đủ loại thần thông bao phủ phạm vi ngàn dặm hư không đều trực tiếp nát bấy hoàn toàn sụp đổ đủ loại thần thông va chạm phóng ra hào quang sáng chói làm cho người mắt không thể xem liền trí tôn thần nhãn đều thấy không rõ quang mang kia trong cảnh tượng diệp tinh đến tột cùng bị đánh trở thành bộ dáng gì không có người biết nhưng xuất thủ võ đạo các trí tôn trong mắt cũng là sáng lên lộ ra vui mừng mười đạo thần thông công kích liền xem như tối cường trí tôn bị đánh chúng cũng phải thụ thường trí tôn thân thể đều sẽ vỡ tan theo bọn hắn nghĩ diệp tinh nhất định trọng thương xa xa võ đạo trí tôn đều thi triển trí tôn thần nhãn chịu đựng trói mắt hào quang áo ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm bọn hắn biết do thập vị trí tôn liên thủ nhất kích đáng sợ đến cỡ nào một cái hô hấp phía sau mạnh liệt cương lưu manh sóng đã tản ra hào quang sáng trói tàn biến diệp tinh thân ảnh xuất hiện ở chúng trí tôn trong mắt vị trí của hắn so chịu đến lúc công kích lui về sau mấy trăm dặm nhưng mà vẫn như cũ đạp lập hư không thần sát tự nhiên diệp tinh thần thể hoàn hảo vô khuyết không mất một sợi lông cái gì chúng trí tôn đều thất kinh suýt chút nữa trong mắt không có rơi ra tới liền tối cường trí tôn đều không chịu nổi công kích diệp tinh vậy mà không mất một sợi lông tiếp tục chống đỡ cái này sao có thể một cái chín nhất thần quân mà thôi thân thể làm sao có thể so trí tôn thân thể còn kiên cố hơn chúng trí tôn không biết diệp tinh tu luyện thể thuật là tinh thần chúa tể sáng tạo tự nhiên không thể nào hiểu được diệp tinh vô vô bụi bặm trên người quát lên trí tôn công kích cũng bất quá như thế hưu diệp tinh tiếng nói vừa lên một chi thần thông mũi tên liền xuyên thẳng qua hư không xả đến linh tiễn trí tôn tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đồng thuật khóa chặt diệp tinh thừa dịp mười đại trí tôn thần thông uy năng tán đi lúc tiếp tục đối với diệp tinh bày ra công kích như diệp tinh thụ thường thân thể băng liệt lại bị thần thông này tiễn thuật bắn chúng nhất định là chó cắn áo rách đừng nói tái sinh máu thịt thần thể còn phải tiếp tục vỡ vụn mười một vị võ đạo trí tôn ra tay chỉ cần diệp tinh nhất thụ thường thần thể hở ra căn bản không có tái sinh máu thịt thời gian liên tục thần thông công kích có thể một mực tương diệp tinh công kích đến chết đáng tiếc phía trước thập vị trí tôn liên thủ nhất kích cũng không có đả thương được diệp tinh đối mặt linh tiễn trí tôn thần thông tiến thuật diệp tinh thần sắc đạm nhiên hời hợt một ngón tay thi triển thoái tinh vô hận liền đã bị đánh nát ấy các ngươi cũng bồi thường bồi thường ta thần thông diệp tinh quất lạnh hai tay liền động một tay thi triển thoái tinh không dấu vết một tay thi triển hỗn động đại lực tiễn hướng thập vị trí tôn đánh tới đồng thời thân ảnh như điện cũng hướng thập vị trí tôn sông thẳng tới hắn phải phát huy ưu thế của mình đó chính là nhục thân phòng ngự vô địch thích hợp cận thân chiến đấu chỉ cần xông vào thập vị trí tôn bên trong cận thân chiến đấu như vậy thần thông của đối phương công kích liền dễ dàng lẫn nhau nội thương nhất định có thể đánh vỡ đối phương liên thủ công kích chi thế chúng ta thu hẹp cùng một chỗ trí tôn lĩnh vực được ra đừng để hắn xông lại băng xương trí tôn quát lên rõ ràng nhìn ra liễu diệp tinh ý đồ ngoài ra trí tôn cũng đều tinh tường thế cục bọn họ liên thủ chi thế vừa vỡ tuyệt không phải diệp tinh thủ sẽ bị Diệp Tinh đập tan từng cái, đều hướng băng xương chí tôn tới gần. Mười đại chí tôn tụ tập cùng một chỗ, chỉ là chí tôn lĩnh vực được ra, ba phủ trong vòng nghìn dặm, đẹp phi thường cùng bố. Diệp Tinh nhất vọt tới 10 đại chí tôn ngoài và dặm, liền cảm nhận đến liễu cự lớn lực cản. Liền thần thông tốc độ cũng chậm lại không thiếu. Băng xương chí tôn chờ thập vị chí tôn vội vàng ra tay, đầu tiên là phá hủy Diệp Tinh thần thông, tiếp đó, một mảng lớn thần thông liền hướng Diệp Tinh đánh tới. Ầm 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 sáu. Hư không sụp đổ, Diệp Tinh lần nữa bị văng bay. Mười đại chí tôn tụ tập cùng một chỗ, công phòng nhất thể, muốn xông vào trong đó cận thân chiến đấu, căn bản không có khả năng hưu lại có thần thông tiễn thuật bắn giết mà tới diệp tinh không rảnh để ý hắn thần thể phòng ngự vô địch thần thông tiễn thuật bắn tại trên thân cùng con mỗi cắn không có gì khác biệt diệp tinh cũng không có đi đối phó xa xa linh tiễn trí tôn linh tiễn trí tôn ra tay giết hắn diệp tinh tự nhiên là sẽ không bỏ qua nhưng mà muốn đem đối phương toàn bộ giết chết liền phải phá phía trước mười đại trí tôn liên thủ chi thế diệp tinh vung tay lên dầm dầm một mảng lớn thi ngọc bị hắn ném ra là hắn đánh giết tóc tím tử linh sau đó lấy được thi ngọc chừng mấy trăm khối hỗn động phát tắc bên trên bầu trời hỗn động tinh tướng xoay tròn cấp tốc đứng lên tạo thành to lớn thôn vệ chi lực, diệp tinh đồng thời cũng vận dụng hôn động phát tác. hơn nữa cũng vận chuyển tinh thần lưu ly quyết trong đan điền hôn động tình tuyển sinh ra kinh khủng thôn vệ chi lực. mấy trăm khối thi ngọc tại chuyển trong nháy mắt ở giữa liền toàn bộ nát ấy hóa thành mênh mông tinh lực dòng lũ bị diệp tinh từ mỗi cái con đường thôn vệ hấp thu. những thứ này thi trong ngọc ẩn chứa cực hạn tử khí, chân thần cường giả hấp thu một khối đều cần thời gian rất dài tới luyện hóa tử khí. nếu là đồng thời hấp thu ba khối trở lên, chân thần cường giả cũng sẽ bị tử khí chuyển hóa biến thành tử linh. bất quá nếu là võ đạo chí tôn nắm giữ chí tôn thân thể thể phách cùng sinh mệnh lực tăng lên rất nhiều ngược lại là có thể cưỡng ép hấp thu tóc tím tử linh thi ngọc nhưng là có một cực hạn cùng một thời gian có thể luyện hóa mấy chục khối thi ngọc liền xem như cực hạn nhiều hơn nữa cũng sẽ bị thi trong ngọc tử khí đồng hóa diệp tinh cơ thể mặc dù còn không phải trí tôn thân thể nhưng lại so trí tôn thân thể cường đại hơn nhiều sinh mệnh lực cũng càng bành trướng căn bản không sợ chết tức giận ăn mòn mấy trăm khối tóc tím tử linh thi ngọc hắn một hơi hấp thu cưỡng ép luyện hóa muốn nhất cử xung kích chân thần tri cảnh chuẩn thân đột phá chân thần mặc dù không có chân thần chứng đạo thuế biến đại nhưng cũng là một lần cực lớn bay vọt đột phá chân thần, diệp tinh thần lực, thể phách sẽ có chất để thăng, thực lực còn có thể nâng cao một bước. Diệp tinh tâm bên trong chưa bao giờ có tránh lưu ý niệm, tất nhiên tại chín miết thần quân không cách nào đánh vỡ thập vị trí tôn liên thủ chi thế như vậy, diệp tinh liền ra sức đánh cược cưỡng ép xung kích chân thần, chờ tu vi nâng cao một bước sẽ cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Hô màu xám đậm khí tức từ diệp tinh thể nội tản ra, đó là cực hạn khí tức tử vong. Trong trước mắt khí tức tử vong liền tương diệp tinh bao phủ, hơn nữa hướng tứ phương lan tràn. Cái này tử vong trong hơi thở có chí cao tử vong phát tắc, cho dù là võ đạo chí tôn, đều cảm thấy tim đập nhanh, không dám đụng vào. Chưa xong còn tiếp. 1.150-1.050 chương đột phá chân thần một giây nhớ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Băng xương chí tôn bọn người vội vàng lùi lại, cùng Diệp Tinh giữ một khoảng cách. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tinh nhất khẩu khí thôn vệ nhiều như vậy từ cấp thi ngọc, không cần bọn hắn động thủ, chính mình cũng sẽ bị tử vong pháp tắc giết chết, biến thành tử linh. xa xa vũ đạo chí tôn cũng đều cùng nhau biến sắc. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tinh cử động lần này đồng dạng là tự sát cử chỉ. Tại nơi nồng đậm tử khí bên trong diệp tinh trên mặt cũng bị kín một tầng cho tàn chi sắc tử vong pháp tắc đang ăn mòn hắn tử vong pháp tắc quy tắc rất cao diệp tinh lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc nhưng mà ngoại trừ hôn động pháp tắc những thứ khác pháp tắc cũng không thể hóa giải bất quá tử vong pháp tắc số lượng nhiều lắm như dòng lũ quá cảnh hôn động pháp tắc cũng hóa giải không qua tới lúc này diệp tinh cường đại thần thể liền phát huy được tác dụng tinh thần bất diệt thể chịu đến ăn mòn chủ động liền đem tử vong pháp tắc bái xuất bên ngoài cơ thể cùng lúc đó diệp tinh cũng tại phi tốc lĩnh ngộ tử vong pháp tắc ảo diệu tầng thứ tư tinh thần bất diệt thể kiên cố như trí tôn khí tử vong pháp tắc có thể đem thần khí biến thành phế binh lại tổn hại không được trí tôn khí Nông đậm tử khí bên trong diệp tinh trên mặt cho tàn chi sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lưỡi bước đồng thời một cỗ minh mông khí thế từ trong cơ thể hắn tàng ra thần lực vận chuyển như dòng sông lao nhanh thể nội truyền đến trọng xung kích thanh âm diệp tinh tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng chân thần chi cảnh bích trướng chịu đến liêu cự lớn xung kích lung lay sắp đổ cảm nhận được diệp tinh khí tức đang kéo dài bùng lên chúng vũ đạo trí tôn hai mặt nhìn nhau thần sắc kinh hãi mặc dù diệp tinh bị tử vong pháp tắc quay chung quanh nhưng chúng trí tôn có thể cảm nhận được diệp tinh sinh mệnh lực cũng không có yếu bớt ngược lại càng ngày càng mạnh nhìn bùng lên khí tức diệp tinh tựa hồ cũng không có bị tử khí giết chết ngược lại sáu có loại tu vi đề thăng dấu hiệu muốn đột phá cái này sao có thể chúng trí tôn đơn giản không dám tin liền xem như tối cường trí tôn đồng thời hấp thu mấy trăm khối tử cấp thi ngọc cũng phải bị tử khí ăn mòn sinh mệnh lực bị diệt sát mà diệp tinh mới là chín miết thần quân mà thôi xa xa vũ đạo chí tôn đi qua lúc ban đầu kinh ngạc sau đó bắt đầu tiếp nhận sự thật này diệp tinh đích sắc không có bị tử khí giết chết mà là mượn nhờ thi trong ngọc bành trướng năng lượng đang trùng kích chân thần chi cảnh có lẽ là hôm nay diệp tinh cho bọn hắn chấn kinh nhiều lắm đã sớm phá vỡ bọn họ thưởng thức cho nên cho dù là khó có thể tưởng tượng kinh người cái này nâng chúng trí tôn cũng bắt đầu tiếp nhận hắn không có chết đang trùng kích chân thần chi cảnh băng xương trí tôn hét lớn lên trong giọng nói vậy mà mang theo một chút bối rối nhanh mau ngăn cản hắn tuyệt đối không thể để cho hắn thành công diệp tinh hôm nay đối với chúng trí tôn tạo thành chấn kinh thật sự là nhiều lắm băng xương trí tôn thân là đại đạo trí tôn đối với diệp tinh cũng không nhịn được có tâm mang sợ hãi diệp tinh mới là chín miết thần quân liền cần bọn hắn mười một vị vũ đạo trí tôn liên thủ mới có thể chiếm thượng phong cũng chỉ là chiếm thượng phong mà thôi đều không thể làm bị thương diệp tinh nếu là diệp tinh đột phá chân thần tri cảnh cái này tình thế chẳng phải là có khả năng phát sinh người chuyển không chỉ là băng xương trí tôn còn lại trí tôn trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng đối với diệp tinh đột phá chân thần cảm thấy e ngại không đợi băng xương trí tôn chờ trí tôn ra tay diệp tinh mang theo nồng đậm từ khí trực tiếp hướng bọn hắn lao đến cười lớn tiếng đạo ha 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 sáu các ngươi không phải vũ đạo chí tôn sao nay liên sợ thời khắc này diệp tinh mặc dù còn chưa đột phá chân thần nhưng mà khí thế rõ ràng so trước đó mạnh hơn rất nhiều đang kẹt tại đột phá chân thần biên giới dựa theo bình thường tu luyện diệp tinh đột phá chân thần ít nhất còn phải hai trăm năm hiện tại diệp tinh thôn vệ mấy trăm khối từ cấp thi ngọc cưỡng ép xung kích chân thần chi cảnh năng lượng ngược lại là đầy đủ nhưng mà chân thần chi cảnh bích chướng, cỡ nào cứng cỏi trong lúc vội vàng cưỡng ép xung kích cho dù là có thể số lượng lớn đủ cũng khó có thể đột phá nếu để cho diệp tinh thời gian mười năm lợi dụng cái này mấy trăm khối từ cấp thi ngọc diệp tinh chậm rãi hấp thu lợi dụng mài nước công phu ngược lại là có thể đem chân thần chi cảnh bích chướng nước chạy thành sông hóa giải mất mà bây giờ tiến cảnh quá nhanh quá mạnh chân thần chi cảnh bích chướng chính là cứng cõi thời điểm muốn nhất cử phá vỡ còn phải lại thêm một phần lực thi ngọc cần chứa năng lượng sung kích sức mạnh có hạn muốn lại thêm một phần lực chỉ có mượn ngoại lực dưới mắt băng xương trí tôn bọn người chính là diệp tinh thu được ngoại lực tốt nhất nơi phát ra kiến diệp tinh lao đến băng xương trí tôn vội vàng thi triển thần thông đánh tới tuyệt đối không dám nhượng diệp tinh xông lại phá bọn hắn công phòng nhất thể liên thủ chi thế hỗn động phát tắc thôn phệ phát tắc đối mặt băng xương trí tôn đám người thần thông công kích diệp tinh hai tay vung ra tả hữu khai cung diệp tinh vận dụng hỗn động pháp tắc cùng tôn vệ pháp tắc không phải muốn đem thần thông của đối phương hóa giải nắp ấy mà là muốn đem thần thông chi lực trực tiếp dẫn vào thể nội thập đại trí tôn công kích liền xem như tối cường trí tôn đều không chịu nổi nếu là dẫn vào thể nội tạo thành thương thế càng là sẽ nghiêm trọng gấp 10. tối cường trí tôn nếu dám cách làm như vậy e rằng trí tôn thân thể đều phải nổ tan thành hai đoạn nhưng rõ ràng diệp tinh ỉ vào như cùng đến tôn khí vậy thân thể cũng không sợ thần thông của đối phương chi lực tại thể nội bộc phát nói thì chậm khi đó thì nhanh Thoáng qua ở giữa, thập đại trí tôn thần thông công kích, liền bị thay đổi vị trí đến diệp tinh thể nội. Quanh một tiếng bạo hưởng, từ diệp tinh thể nội truyền ra, chỉ kiến diệp tinh thân thể chấn động, trong miệng chảy máu, hiển nhiên là thể nội bị phá hư, đã thụ thương. Nhưng là chỉ thế thôi, diệp tinh thần thể cũng chính là nội bộ có chút nhỏ phá hư, bên ngoài cơ thể vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp tinh cơ thể bị lực lượng cường đại đánh cho lui nhanh, nhưng trên mặt cũng lộ ra ý cười. Thập đại trí tôn thần thông công kích, cường đại cỡ nào, diệp tinh trí tôn thân thể đều hứng chịu tới một điểm nhỏ phá hư, cái tiết thật thần chi cảnh bích trướng tự nhiên là mới vừa rồi một chớp mắt kia ở giữa liền bị cưỡng ép quanh mở trong chốc lát diệp tinh khí tức bùng lên không chỉ gấp mười lần khí thế kinh khủng tách ra từ vòng pháp tắc quay chung quanh lui nhanh cơ thể lập tức ngừng lại vết máu ở khỏe miệng trong nháy mắt mất đi thương thế đã hoàn toàn khôi phục hai mắt ánh mắt đào qua để lộ ra một cỗ chấn áp lục hợp bắt hoang quét ngang cựu thiên thập địa vô địch khí phách không tốt hắn vậy mà mượn nhờ lực lượng của chúng ta cưỡng ép đột phá chân thần chi cảnh chúng ta thần thông chi lực ở trong cơ thể hắn bộc phát vậy mà này cũng không chết sáu sáu băng xương trí tôn mọi người sắc mặt đại biến là thất thanh Siêu 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 Diệp Tinh đột phá chân thần, tốc độ bùng lên, thân ảnh loại lên, liền vô tung vô ảnh. Tốc độ quá nhanh, liền võ đạo thân nhãn đều thấy không rõ Diệp Tinh thân ảnh, thoái tinh không dấu vết, hỗn động đại lực tiễn. Diệp Tinh hai tay vung lên, đồng thời thi triển hai loại đại thần thông, hướng băng xương trí tôn bọn người công tới. Mặc dù thiên đạo pháp tắc cấp độ không thay đổi, nhưng mà vận dụng thần thông thần lực cường đại không chỉ gấp 10 lần, hai loại đại thần thông uy năng cũng có không biên độ nhỏ tăng trưởng. Tại hai loại đại thần thông công kích đến, chí tôn linh vực ầm ầm tan vỡ băng xương trí tôn bọn người xác định không liễu diệp tinh thân ảnh nhưng đối với xuyên thấu trí tôn lĩnh vực đánh tới hai loại tiện thuật thần thông nhưng là cảm ứng được vội vàng thi triển thần thông ngăn cản chưa xong còn tiếp 1151-1051 chương đại đạo trí tôn cái chết một giây nhớ kỹ là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc ngay tại lực chú ý của mọi người đều chú ý tại băng xương trí tôn đám người thần thông cùng diệp tinh thần thông và chạm thời điểm diệp tinh thân ảnh nhưng là xuyên thẳng qua mấy chục vạn dặm hư không đi tới linh tiên trí tôn bên cạnh tại chín thần Quân lúc Diệp Tinh không muốn trước tiên đối phó Linh Tiễn Chí Tôn, bởi vì Linh Tiễn Chí Tôn cũng có tu luyện đồng thuật, chỉ cần Diệp Tinh nhất tới gần, đối phương liền sẽ né ra. Lấy Diệp Tinh tốc độ, muốn cầm xuống Linh Tiễn Chí Tôn, hy vọng không lớn. Nhưng mà đột phá chân thần sau đó, đó chính là một loại khác tình huống. Dù cho Linh Tiễn Chí Tôn có tu luyện đồng thuật, nhưng Diệp Tinh tốc độ nhanh đến mức độ nhất định, Linh Tiễn biết biết Diệp Tinh tới, cũng né tránh không được. Diệp Tinh đột nhiên hướng Linh Tiễn Chí Tôn giết tới đây, Linh Tiễn Chí Tôn run lên trong lòng, thần sắc đại biến. Trong lúc vội vàng, Linh Tiễn Chí Tôn tồi động chí tôn cùng vội vàng bắn ra một tiễn, thân ảnh xuyên thẳng qua hư không lui nhanh diệp tinh trong nháy mắt đem đạo này thần thông mũi tên kích diệt đồng dạng xuyên thẳng qua hư không diệp tinh phá hư thần đồng tử thế nhưng là có thể nhìn thấu hư không coi như tại thứ nguyên hư trên không xuyên thẳng qua diệp tinh cũng thấy nhất thanh nhị sở linh tiễn trí tôn còn tại thứ nguyên hư trên không xuyên thẳng qua liền bị diệp tinh đuổi kịp hai người vừa cẩn thân linh tiễn trí tôn nào có sức hoàn thủ diệp tinh nhất đưa tay liền bóp linh tiễn trí tôn cổ linh tiễn trí tôn trong tay trí tôn cung trong nháy mắt đội chủ đến liêu diệp tinh trong tay ông trí tôn cũng có linh một hồi cự chiến muốn từ diệp tinh trong tay dãy rủa mà ra nhưng mà diệp tinh bàn tay nắm chặt tựa như vô tận công xiềng trí tôn cùng căn bản dãy rủa không ra bóc phía dưới không nhúc nít được hôm nay là ngươi tự tìm đường chết diệp tinh nhất âm thanh hét lớn nắm lấy linh tiễn trí tôn hất lên trong chốc lát nát tinh vô ngấn thi triển mà ra dết tới lập tức lại thi triển ra hỗn động đại lực tiễn linh tiễn trí tôn đầu tiên là bị nát tinh vô ngấn bắn trúng cơ thể lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng lớn vết thương bốn phía nứt ra mười mấy đạo vết thương ngay sau đó uy năng càng kinh khủng hơn hỗn động đại lực tiễn lại bắn trúng hắn trí tôn thân thể oanh trí tôn thân thể ầm vang vỡ vụn diệp tinh nói chuyện thời điểm còn tại thứ nguyên hư khoảng không nhưng còn lại vũ đạo trí tôn cũng đều nghe được liễu diệp tinh thanh âm trong nháy mắt sau đó liền có đồ vật từ lần nguyên hư không bên trong vọt ra cũng không phải một người mà là vô số huyết nhục khối vụn Tuy chúng vũ đạo trí tôn đều hít vào một ngụm khí lạnh lúc này mới bao lâu linh tiễn trí tôn vậy mà tại thứ nguyên hư khoảng không liền bị diệp tinh đội kịp giết đến trí tôn thân thể đều vỡ vụn mau tới cứu ta cái kia tan vỡ huyết nhục khối vụn bên trong chuyển đến linh tiễn trí tôn kinh sợ mà sợ hãi âm thanh mặc dù đang cầu cứu nhưng linh tiễn chí tôn rõ ràng cũng không có đem hy vọng đặt ở khát trí tôn trên thân dù cho hóa thành huyết nhục khối vụn nhưng linh tiễn trí tôn thực lực còn tại chỉ thấy từng khối huyết nục núp ních không gian bốn phía phá toái tại huyết nục trọng tổ quá trình bên trong linh tiễn trí tôn liền phá toái không gian muốn phá giới mà đi đó là so lần nguyên hư không cấp độ càng sâu hư không bị phá ra không gian bích trướng nhưng mà phá vỡ không gian bích trướng sau đó một bức cẩn tảng tại giới diện sâu trong hư không vết tưởng xuất hiện ở linh tiễn trí tôn trước mặt đây là một tòa chung quanh đều mong không vào đề vết tưởng vô biên vô hạn không biết có cái gì chất liệu đúc thành không thể phá vỡ linh tiễn chí tôn đâm vào phía trên vang một tiếng liền gậy trở về lúc này linh tiễn trí tôn trí tôn thân thể đã gây dựng lại cùng một chỗ trong mắt cũng là hoảng sợ cùng vẻ không thể tin cái này sao có thể xuyên thẳng qua giới diện hư không cư nhiên bị một bức tường chật lại ta nói hôm nay người đạo thủ chắc chắn phải chết còn muốn đào tẩu si tâm vào tưởng. diệp tinh thanh nhâm vang lên trí tôn cũng đã bị hắn thu vào tinh thần trong điện chấn áp đang khi nói chuyện tay trái nát tinh vô ngấn tay phải hỗn động đại lực tiễn đồng thời hướng linh tiễn trí tôn công tới nát tinh vô ngấn đầu tiên là đem linh tiễn trí tôn xuyên đấu phá trí tôn thân thể phòng ngự hỗn động đại lực tiễn toàn diện nghiên ép lại một lần nữa sắp tới tôn chi thân thể đánh cho huyết đục khối vụn. Trong quá trình này, rất nhiều máu thịt đều bị hỗn động đại lực tiễn nghiền thành hư vô, linh tiễn chí tôn sinh mệnh lực cực tốc trôi qua. Bởi vì linh tiễn chí tôn đào vong, Diệp Tinh cùng hắn cách băng xương chí tôn bọn người đã cách xa hơn trăm vạn dặm. Khoảng cách xa như vậy, vũ đạo chí tôn cũng không thể một bước vượt qua hư không mà đến, phải xuyên thẳng qua hư không mới được. Tuy bọn họ và linh tiễn chí tôn cũng không có bao nhiêu giao tình, nhưng bây giờ cũng là một cây rồi lên châu chấu, tự nhiên không thể để cho linh tiễn chí tôn chết tại Diệp Tinh trên tay. Thoáng qua ở giữa, thập đại chí tôn liền xuyên thẳng qua lần nguyên hư không thúy diệp tinh truy sát mà đi diệp tinh cười lạnh một tiếng hắn là bắt lấy một cái liền giết một cái đã tuyển định linh tiễn chí tôn là thứ nhất đánh giết mục tiêu linh tiễn chí tôn chí tôn thân thể vỡ vụn diệp tinh không có tiếp tục thi triển nát tinh vô ngấn công kích trong chớp mắt không đến linh tiễn chí tôn liền máu thịt trùng sinh gây dựng lại chí tôn thân thể diệp tinh bàn tay duỗi ra linh tiễn chí tôn vừa mới trọng tổ cơ thể liền bị diệp tinh bóc cổ siêu diệp tinh mang theo linh tiễn chí tôn xuyên thẳng qua hư không biến mất không thấy gì nữa diệp tinh tốc độ so những thứ khác vũ đạo chí tôn thực sự nhanh hơn nhiều băng xương chí tôn bọn người xuyên thẳng qua hư không mà ra vô hụt diệp tinh mang theo linh tiễn trí tôn rời xa tại thứ nguyên hư trên không một tay nát tinh vông ấn một tay hôn động đại lữ tiễn lần nữa đối với linh tiễn trí tôn tiến hành công kích linh tiễn trí tôn bị vanh ra lần nguyên hư không bên ngoài đã hóa thành huyết nhục khối vụn hiu 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 sáu diệp tinh đồng thời từ lần nguyên hư không bên trong xuyên thẳng qua mà ra liên tục thi triển nát tinh vông ấn đem khối nhỏ huyết nhục nát ấy linh tiễn trí tôn phát ra thống khổ kêu gen huyết nhục phá toái hư không lần nữa xuyên thẳng qua giới diện nhưng mà làm giới diện hư không không gian bích trướng bị phá ra mặt kia ẩn tàng tại giới diện hư không vết tưởng nhưng là vẫn tồn tại như cũ linh tiễn trí tôn lại bị bắn ngược mà quay về cuối cùng là cái gì linh tiễn trí tôn tại diệp tinh trước mặt không hề có lực hoàn thủ trốn cũng không cách nào thoát thân tinh thần gần như điên cuồng giống to là ngươi phong tỏa giới diện hư không ngươi phong tỏa mảnh không gian này cái này sao có thể ngươi đến tột cùng là làm sao làm được diệp tinh âm thanh lạnh lùng nói không thể sáu mảnh không gian này đã bị phong tỏa liền xem như tối cường trí tôn đều cứu không được các ngươi hôm nay người động thủ đều phải chết chúng trí tôn đều biến sắc vũ đạo Chí tôn dựa dẫm chính là có cường đại trí tôn thân thể gần như không có khả năng bị giết chết cho nên, bọn hắn lực lượng mười phần, cho dù là tiểu đạo chí tôn đối mặt tối cường trí tôn, cũng có thể kiên cường nói không. Cho dù là trên thực lực có rất lớn trên lệch, nhưng có trí tôn thân thể, tại một trình độ nào đó bên trên, bọn hắn chính là ở vào cùng một cấp bậc. Một khi bọn họ dựa dẫm bị phá vỡ, một khi bọn hắn cũng có thể bị dễ dàng giết chết. Như vậy, bọn hắn so chân thần không có gì khác biệt, chỉ là thực lực càng mạnh mẽ hơn một điểm võ giả mà thôi. Diệp Tinh có ưu thế tốc độ, băng xương trí tôn bọn người đuổi không kịp hắn, mà Linh Tiễn trí tôn lại trốn không thoát Diệp Tinh tay lòng bàn tay. Cho nên kết quả sau cùng tự nhiên là linh tiễn trí tôn trí tôn thân thể bị diệp tinh nhất nhiều lần đánh nát sinh mệnh lực lần lượt phi tốc trôi qua ngắn ngủi chừng một khắc đồng hồ linh tiễn trí tôn liền bị diệp tinh triệt để diệt sát một vị đại đạo trí tôn ở dưới con mắt mọi người trí tôn thân thể bị triệt để phá hủy đi lên tử vong chi lộ chưa xong con tiếp 1152-1052 chương liên tục đánh giết một giây nhớ kỹ là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc chứng nhận đạo trí tôn sau đó ngoại trừ tam thai cựu nạn thái kiếp khó khăn gần như không có khả năng bị người giết chết nhưng mà hôm nay của mọi người võ đạo trí tôn trước mắt linh tiễn trí tôn bước lên tử vong trí lộ hơn nữa đánh giết vị này đại đạo trí tôn chỉ là thần tiễn cái này vừa mới đột phá chân thần thần linh băng xương trí tôn bọn người trong lòng lập tức liền mông thượng một tầng xương lạnh hơi hơi kinh hãi liền nơi xa xem cuộc chiến võ đạo trí tôn nhóm đều có một loại thỏ chết cáo buồn cảm giác mỗi một vị trí tôn đều từ linh tiễn trí tôn trong tử vong cảm nhận được đối với sợ hãi tử vong mà loại sợ hãi là chứng nhận đạo trí tôn sau đó cơ hồ đã không có khả năng tồn tại đương nhiên đối với tử vong sợ hãi là cường liệt nhất thuộc về băng xương trí tôn trở liên thủ mười vị trí tôn giới diện hư không đã bị phong tỏa diệp tinh lại có đánh giết trí tôn năng lực cùng băng xương trí tôn bọn người đã là không chết không thôi sáu một trận chiến này như không thắng được chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong gặp mấy vị tiểu đạo trí tôn trên mặt đã lộ ra vẻ vẻ vải băng xương trí tôn quất lên không nên nản trí chúng ta mười người công phòng nhất thể chỉ cần liên thủ cùng một chỗ hắn liền không làm gì được chúng ta huyết lệ trí tôn gật đầu quất lên không tệ chúng ta chỉ có hiệp tâm đồng lực mới có thể còn sống đều xốc lại tinh thần cho ta hắn không làm gì được chúng ta tuyệt kiếm trí tôn cũng tại hết lớn chư vị trí tôn đồng đạo chuyện hôm nay các ngươi còn xem không rõ sao ma đầu kia phong tỏa mảnh không gian này muốn đem chúng ta tất cả trí tôn đều đổi tận giết sạch các ngươi cho là hắn đối phó chúng ta sau đó thì sẽ bỏ qua các ngươi sao tuyệt đối không thể hắn đã thành chân thần lại lĩnh ngộ hôn động phát tắc nếu đem chúng ta thôn vệ nhất định có thể thu được đầy đủ tinh lực năng lượng có thể chứng đạo tối cường trí tôn đến lúc đó bị giết các ngươi dễ như trở bàn tay nếu muốn mạng sống bây giờ tiểu ra tay cùng bọn ta sóng vai dắt tay một trận chiến toàn lực phấn đấu phía dưới không chỉ có thể bảo toàn tính mệnh còn có chu sát này mà hy vọng xa xa trong hư không diệp tinh cười ha ha một tiếng hăng hái đạo ta giết linh tiễn trí tôn nhưng có đem hắn thôn vệ ta theo đuổi cũng không phải là vấn đỉnh trí tôn mà là chúa tể chi đạo chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện từng bước từng bước đi xuống mà không phải dựa vào thôn vệ người khác tu vi cùng ta không cựu không oán người ta sẽ không động đến hắn một sợi lông động thủ giết ta người ta tuyệt không về phần tính mệnh giống như linh tiễn trí tôn hạ tràng Diệp Tinh mà nói rất đơn giản, nhưng chúng võ đạo chí tôn nhưng là rất dễ dàng minh bạch. Tuy có chút chí tôn, bởi vì sợ Diệp Tinh cho bọn hắn mang đến tử vong, nghe xong tuyệt kiếm chí tôn lời nói có chút dục dịch, nhưng nghe Liễu Diệp Tinh mà nói sau đó cũng không dám có hành động. Bây giờ, Diệp Tinh chỉ là đối bọn hắn có tử vong uy hiếp mà thôi. Nếu là động thủ, như vậy thì là hòa Diệp Tinh trở thành sinh tử mối thủ. Diệp Tinh sẽ mang tới tử vong chân chính. Điên chí tôn lạnh rên một tiếng, "Đạo, chúng ta 10 người liên thủ, hắn tuyệt đối công không phá được chúng ta phòng thủ, coi như không có hỗ trợ của bọn hắn, chúng ta cũng chết không được." điên trí tôn vừa mới nói xong diệp tinh nhắc tay một cái một cái đến tôn cung xuất hiện ở trong tay hắn chính là linh tiễn trí tôn phía trước sử dụng đến tôn cung cung tên diệt thần diệt thần cung tại linh tiễn trí tôn trong tay lại không có thể diệt liễu diệp tinh người thần linh này nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa diệt thần cung không cường đại xem như trí tôn khí đối với trí tôn công kích đều có cực lớn tăng phúc càng là nắm giữ tổn thương trí tôn thân thể năng lực lấy diệp tinh thực lực liền xem như cực phẩm thần cung đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng mà tới tôn cung thì không phải vậy còn có thể không có tăng phúc diệp tinh tiễn thuật kỹ năng tăng cường lực sát thương Diệp Tinh tiên thuật thần thông đã quá đáng sợ, lại thêm đến tôn cung tăng phúc, vậy càng là như hổ thêm cánh. Linh tiễn chí tôn sống sót lúc Diệp Tinh chỉ là dùng tinh thần điện cưỡng ép chấn áp lại diện thần cung. Linh tiễn chí tôn vừa chết, khí linh liền cùng linh tiễn chí tôn cắt đứt liên lạc, tự nhiên là bị Diệp Tinh cưỡng ép luyện hóa. Đến tôn cung nơi tay, Diệp Tinh khí thế càng khủng bố hơn, khí tức càng thêm sắc bén, có cực mạnh xuyên thấu tính chất. Chỉ là nhìn xem Diệp Tinh, chúng chí tôn cũng hơi hơi biến sắc, chỉ là Diệp Tinh để lộ ra khí tức, liền để bọn hắn cảm thấy không thoải mái, tựa hồ Diệp Tinh tùy thời đều có thể xuyên thủng bọn họ chí tôn thân thể băng xương trí tôn bọn người thấy thế trong lòng đông cảm giác không ổn giết diệp tinh cầm trong tay đến tôn cung hét lớn một tiếng khi thế bạo trùng tận trời hướng băng xương trí tôn bọn người phản sát mà đến thoái tinh không dấu vết hỗn động đại lực tiễn diệp tinh liên tục bắn cung bắn ra hai mũi tên cơ thể cũng như mũi tên đồng dạng đầu tiên là xuyên thẳng qua hư không tiếp đó nhanh như thiểm điện giống như phóng tới mười vị trí tôn vê vâng. anh vâng. mười đại trí tôn liên thủ thực lực xác thực đáng sợ thoái tinh không dấu vết hỗn động đại lực tiễn cho dù là đi qua đến tôn cung tam phúc đều bị bọn hắn cách diệt nhưng mà bọn hắn kích diệt hai đạo thần thông thân thể cũng là hơi chấn động một chút diệp tinh cơ thể giống như mũi tên đồng dạng xuyên thấu đã bị thần thông tiễn thuật phá hư trí tôn lĩnh vực chỉ là trong nháy mắt cũng đã xông tới gần chúng trí tôn trong vòng vạn dặm vạn dặm đối với trí tôn mà nói đã là gần tại thức gấp. băng xương trí tôn trở vội vàng thi triển thần thông hướng diệp tinh công tới diệp tinh cũng là liên tục bắn cung thi triển tái tinh không dấu vết ầm 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 sáu liên tiếp va chạm mạnh tiếng nổ vang liên tục mãnh liệt khí cương sông mở mấy vạn dạm, hào quang sáng chói vạn trượng diệp tinh cơ thể tại va chạm mạnh bên trong không lùi mà tiến tới trong nháy mắt liền xông vào mười đại trí tôn bên trong lấy diệp tinh thần thể mạnh xông vào mười đại trí tôn bên trong giống như là hổ vào bề dê hoàng bét xong sáu mười đại trí tôn trong lòng đồng thời một giật mình sinh ra đủ loại không ổn cảm giác mười đại trí tôn chống lại diệp tinh dựa dẫm là có thể công phòng nhất thể nhưng mà diệp tinh đánh vào mười đại trí tôn bên trong bọn họ công thủ một trong thể chi thế lập tức vỡ tan phanh 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 sáu diệp tinh liên tục ra quyền buộc phát ra thần thể sức mạnh cùng chúng trí tôn cận thân bắt đấu tại thể chất phương diện diệp tinh có áp đảo tính ưu tú chúng chí tôn nhau nhau bị đánh bay cuối cùng chỉ còn lại huyết lệ trí tôn đối mặt cũng không phải diệp tinh nằm đấm mà là tiễn thuật thần thông phái tinh không dấu vết hỗn động đại lực tiễn huyết lệ trí tôn trí tôn thân thể đầu tiên là bị xuyên thấu tiếp đó bị nghiền thành mạnh vụn hét thảm một tiếng rất nhanh huyết lệ trí tôn liền bị diệp tinh mang theo cách xa chiến trường chúng trí tôn theo không kịp diệp tinh tốc độ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết lệ trí tôn bị diệp tinh không ngừng phá vỡ trí tôn thân thể sinh mệnh lực phi tốc trôi qua bây giờ huyết lệ trí tôn chính là mới vừa linh tiễn trí tôn tại diệp tinh trong tay gần như không sức hoàn thủ coi như huyết lệ trí tôn lấy huyết chi đại đạo chứng đạo huyết khí bành trướng sinh mệnh lực so linh tiễn trí tôn phải cường đại hơn nhiều nhưng là chỉ là tại diệp tinh sát chiêu phía dưới chống đỡ thời gian lâu hơn một chút bỏ ra gần tới nửa canh giờ diệp tinh mới đưa huyết lệ trí tôn triệt để giết chết là giết chết linh tiễn trí tôn bốn lần thời gian nhưng cái này không có căn bản tính biến hóa huyết lệ trí tôn vẫn phải chết đến các ngươi cái tiếp theo là ngươi điên trí tôn diệp tinh lạnh giọng nói lại hướng băng xương trí tôn bọn người giết tới vừa rồi mười vị trí tôn liên thủ đều không thể ngăn trở diệp tinh bây giờ chỉ còn dư chín cái tự nhiên càng ngăn không được rất nhanh điên trí tôn lại rơi vào liễu diệp tinh trong tay chưa xong còn tiếp 1153-1053 trường trung cực tiễn đạo pháp tắc một giây nhớ kỹ là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc trận đại chiến này kéo dài suốt cả ngày tinh thần điện phong tỏa giới diện hư không đại đạo trí tôn đều không thể dung chuyển không có chạy trốn chi lộ cuối cùng chúng trí tôn thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cùng diệp tinh liều mạng một trận chiến nhưng diệp tinh nắm giữ tuyệt đối phòng ngự chúng trí tôn phản kháng đều là phí công đầu tiên là hát thủy trí tôn sau đó là huyết lệ trí tôn điên trí tôn băng sương trí tôn sáu mười vị vũ đạo chí tôn một cái tiếp một cái vẫn lạc tại diệp tinh dưới tên tăng thêm trước đây linh tiễn trí tôn một trận chiến này diệp tinh nhất trung đánh chết mười một vị vũ đạo trí tôn phụ cận xem cuộc chiến vũ đạo trí tôn ước chừng chừng hai mươi mỗi một cái đều thấy hai hùng kiếp vĩa nhìn xem diệp tinh ánh mắt bên trong cũng có sâu đậm kính sợ cùng sợ hãi 11 một vị đại đạo trí tôn sau khi nga xuống chúng trí tôn thở mạnh cũng không dám cảnh giác nhìn xem diệp tinh chỉ sợ diệp tinh không tuân thủ lời hứa tiếp tục hướng bọn hắn độc thủ diệp tinh đương nhiên sẽ không như thế đem sao trời điện vừa thu lại liền rời đi ở đây trải qua trận này diệp tinh cảm nộ rất nhiều hơn nữa còn lĩnh nộ tử vong phát tắc đối với thiên đạo phát tắc có cấp độ càng sâu cảm xúc nhất là thiên đạo phát tắc hắc ám pháp tắc diệp tinh tinh tu tiến đạo tiến đạo pháp tắc cũng là diệp tinh trước hết nhất lĩnh ngộ pháp tắc sau khi chiến đấu có tầng sâu hơn lĩnh ngộ cái này rất bình thường còn đối với hắc ám pháp tắc cảm xúc nhưng là bởi vì hỗn động pháp tắc nguyên cớ hỗn động pháp tắc bên trong liền ẩn chứa hắc ám pháp tắc rất nhiều ảo diệu bởi vì hỗn động pháp tắc nguyên cớ diệp tinh đối với thôn vệ pháp tắc hủy diện pháp tắc cũng đều có đủ loại ảo diệu lĩnh ngộ đột phá đến tầng thứ cao hơn cũng không khó khăn diệp tinh phải về luân hồi thánh địa bế quan trải vớt một chút nếu là tiến đạo phát tắc hắc Ám Pháp tắc có thể có tiến triển vậy là có thể đạt đến tối cường đạo chi liệt như diệp tinh có thể lãnh nộ ba loại tối cường đạo pháp tắc coi như chỉ có tầng thứ nhất thực lực kia cũng sẽ siêu việt đế vương pháp tắc tầng thứ hai tím vi trí tôn đến lúc đó không cần chờ luân hồi trí tôn luân hồi pháp tắc đột phá tầng thứ ba diệp tinh cũng có thực lực đi tới tử vi thần đình cứu người trở lại luân hồi thánh địa diệp tinh lập tức bắt đầu bế quan mà diệp tinh đánh giết mười một vị vũ đạo trí tôn sự tỉnh nhưng là tại chúng trí tôn rời đi về sau lấy như bay tốc độ ở trên thiên tinh vị mặt các đại trí tôn thánh địa ở giữa chuyên gia tất cả nghe được tin tức võ giả toàn bộ đều rung động trận mắt hốc mồm đơn giản khó có thể tin thế nhưng là tin tức là từ chúng trí tôn truyền ra, nhưng là làm cho không người nào có thể hoài nghi, coi như một cái trí tôn nói dối, cũng không khả năng hơn 20 cái trí tôn, toàn bộ nói dối. Hơn nữa, bình tử linh chi loạn trí tôn bên trong, băng xương trí tôn, tuyệt kiếm trí tôn, điên trí tôn 6. 11 vị trí tôn, đích thật là đã tử vong, lấy được tất cả trí tôn thánh địa chứng thực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên tinh vị diện đều nhắc lên hiên viên song lớn. Tin tức từ các đại thánh địa truyền ra, chậm rãi quyết tán đến mỗi cái giới diện ngũ tinh thế lực, thiên tinh vị diện các thần linh, cơ hồ đều biết ra một vị có thể đánh giết trí tôn thần linh nghe đến mấy cái này tin tức các thần linh có lẽ có ít không biết diệp tinh bản danh thế nhưng là đều nhớ một cái xương hào trí tôn thần tiễn diệp tinh trở về luân hồi thánh địa tự nhiên không có hướng người nói từ bản thân đánh giết trí tôn sự tỉnh nhưng mà tin tức hay là từ địa phương khác lan tràn tới luân hồi thánh địa luân hồi thánh địa các thần linh đều rung động nhưng so với những thứ khác các thần linh nhưng là nhiều hơn một phần kinh hỷ một cái có một không hai cổ kim nhân vật sinh ra mà cái nhân vật đúng là bọn họ luân hồi thánh địa thánh tử tất cả luân hồi thánh địa võ giả đều cảm thấy tự hào nhưng này một chút đều cùng diệp tinh không quan hệ hắn hoàn toàn chìm đắm trong đối với thiên đạo phép tắc lĩnh ngộ bên trong đi qua trận chiến kia tên của hắn đạo phát tắc thật sự xảy ra thuế biến nước chạy thành sông đột phá tầng ba cực hạn tiến giai đến trung cực tiến đạo phát tắc hắc cám phát tắc cũng đã ở vào lỗ sắc biên giới diệp tinh toàn tâm thần đ nhập lĩnh hội hắc cám sự thảo diệu không được bao lâu thời gian cũng sẽ phát sinh chân chính thuế biến đến nội thôn vệ phát tắc hủy diện phát tắc diệp tinh đều không cần cố ý đi tìm hiểu tại hôn động pháp tắc bên trong lĩnh hội hắc ám sự thảo diệu lúc thuận tiện cũng sẽ lĩnh ngộ thôn vệ hủy diện sự thảo diệu nhường hai loại pháp tắc đạt đến tầng thứ ba không phải việc khó. Thậm chí, cuối cùng sẽ có một ngày thôn vệ pháp tắc hủy diệt pháp tắc cũng đều sẽ thuế biến đến tối cường đạo cảnh giới nhưng đây chỉ là một phương hướng diệp tinh lĩnh ngộ hai loại pháp tắc thời gian ngắn ngủi tạm thời còn không đạt được tối cường trí tôn nhóm cũng nghe đồn liễu diệp tinh tin tức đều rung động tím vi trí tôn thái âm trí tôn hắc ám trí tôn tử vòng trí tôn bốn người nghe xong tin tức sau đó càng là vô cùng phẫn nộ dưới quyền bọn họ vũ đạo trí tôn vậy mà toàn bộ đều vẫn lạc tại liễu diệp tinh dưới tên đối với toàn bộ thiên tinh vị diện mà nói vũ đạo trí tôn số lượng thật sự là có ít có thể có được một cái vũ đạo trí tôn thuộc hạ tuyệt không dễ dàng đến nỗi đại đạo trí tôn thuộc hạ thì càng không dễ dàng nhưng mà dưới quyền bọn họ vô luận là tiểu đạo trí tôn vẫn là đại đạo trí tôn toàn bộ đều vẫn lạc không còn một mống trong đó cũng bao gồm thái dương trí tôn một vị đại đạo trí tôn đệ tử tuyệt kiếm trí tôn đến mức nhường thái dương trí tôn đều hận lên liễu diệp tinh tím vi trí tôn bọn người đều hận không thể tương diệp tinh đến mức tử địa đáng tiếc đại địch trước mặt bọn hắn không cách nào bước ra hôn động trí tôn đi qua hơn mười vạn năm tiềm tu thực lực trở nên càng đáng sợ không chỉ có hôn động pháp tắc tại cấp độ thứ ba đã đạt đỉnh phong chi cảnh liền trung cực lôi đạo pháp tắc cũng đạt tới tầng thứ hai đỉnh phong mà còn lại vũ đạo trí tôn cái này hơn mười vạn năm thực lực cơ hồ đều không tiến triển đến gì chỉ có tím vi trí tôn đế vương đại đạo có chỗ để thăng thực lực đại tiến lúc này mới chống lại ở hỗn động trí tôn bằng không bọn hắn bắt đại tối cường trí tôn liên thủ cũng khó khăn cản hỗn động trí tôn chi vi cùng hỗn động trí tôn giao thủ mấy lần mặc dù mỗi một lần đều đưa hỗn động trí tôn đánh lui nhưng mà hỗn động trí tôn cũng không phải thụ thương mà chạy chỉ là tình thế chuyển kém phía sau liền sớm bước ra mà bắt đại tối cường chí tôn ngoại trừ tím vi trí tôn bên ngoài nhưng là mỗi một lần đều sẽ bị hỗn động trí tôn kích thương trận này trận tỷ thí bát đại tối cường trí tôn nhìn như mỗi một lần đều đánh thắng nhưng trên thực tế mỗi một lần thua thiệt cũng là bọn hắn một cái hôn động chí tôn liền đã để bọn hắn đủ nhức đầu bất lực phân tâm lại đi đối phó diệp tinh cái này sắp quật khởi đáng sợ đối thủ tối cường chí tôn giữa quyết đấu đánh một lần có thể chính là liên tục vài ngày tiếp đó vừa trốn liền xuyên thẳng qua giới diện hư không khó mà truy sát đuổi giết thời gian liền dài hơn có thể ba năm ngày cũng có thể là, là 10 ngày nửa tháng có khi trực tiếp truy tìm cần một lần nữa truy tung có thể cần hơn nửa năm mới có thể lần nữa tìm được như thế đức quãng chỉ chớp mắt liền qua hơn hai mươi năm bắt đại tối cường trí tôn cùng hôn động trí tôn tỉ thí vô số lần ngay từ đầu hôn động trí tôn ở tại bọn hắn trước mặt trèo trống một hai ngày liền bắt đầu trốn từ từ bắt đầu trèo trống hai ba ngày càng về sau một hồi đại chiến có thể kéo dài bên trên mười ngày hôn động trí tôn càng chiến càng hăng bắt đại tối cường trí tôn không chỉ có mỗi lần ăn thiệt thòi ngược lại tình thế càng thấy chuyển kém chưa xong còn tiếp 1154-1054 chương thu phục tối cường trí tôn một giây nhớ kỹ là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc hơn hai mươi năm sau tình thế càng là hoàn toàn nghịch chuyển lần thứ nhất bát đại tối cường trí tôn triệt để nếm được thua trận một trận chiến này kéo dài hơn nửa tháng liền tím vi trí tôn đều bị phá vỡ trí tôn thân thể bị thương tổn mặt khác bảy đại tối cường trí tôn càng là nhận lấy trọng thương cuối cùng bát đại tối cường trí tôn bắt đầu lần thứ nhất đào vong, bị hôn động trí tôn truy sát bất quá bát đại tối cường trí tôn liên thủ hôn động trí tôn muốn ăn hết bọn hắn nhưng cũng không thể truy sát một hồi sau đó hôn động Chí tôn liền thu tay lại nhưng bát đại tối cường Chí tôn trong lòng tin tưởng hôn động trí tôn thu tay lại là bởi vì đánh lâu mọi mệnh cần nghỉ ngơi lấy lại sức chờ hắn nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó nhất định sẽ lần nữa đánh tới hôn động trí tôn càng ngày càng mạnh nên làm cái gì lần này chúng ta liền đã ngăn cản không nổi lần tiếp theo hắn ngóc đầu trở lại thế công chắc chắn càng thêm hung mãnh chỉ dựa vào chúng ta đã vô pháp chống lại nhất thiết phải đem luân hồi trí tôn mời đến liên thủ với chúng ta mới có cùng hôn động trí tôn chống lại hy vọng sáu tối cường trí tôn nhóm tụ tập cùng một chỗ thương nghị đều là đầy mặt vẻ u sầu luân hồi trí tôn không tới bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi hắn làm sao lại liên thủ với chúng ta thứ sáu thái âm trí tôn hử lạnh nói các ngươi đều hiểu hắn là không có khả năng đến giúp đỡ tím vi trí tôn tử vong trí tôn hắc ám trí tôn đều đổi rét luân hồi trí tôn ở giữa đã kết rất sâu thù hận tím vi trí tôn càng là bắt luân hồi trí tôn nữ nhi trong lòng đương nhiên biết rõ rứt luân hồi trí tôn tuyệt đối không thể ra tay giúp đỡ ngũ hành trí tôn nhìn về phía tím vi trí tôn đạo hôn động trí tôn là cùng trung nhân ta nghĩ các ngươi cùng luân hồi trí tôn thù hận còn không đến mức ảnh hưởng chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó hôn động trí tôn mấu chốt là ngươi tím vi trí tôn ngươi bắt luân hồi trí tôn nữ nhân đây mới là luân hồi tôn không ra tay nguyên nhân Quang minh trí tôn cũng nói tím vi trí tôn cho tới bây giờ tình trạng này không có luân hồi trí tôn chúng ta đã không cách nào chống lại hỗn động trí tôn tím vi trí tôn ngươi đem luân hồi trí tôn nữ nhi đưa trở về hướng hắn bồi lễ nói lời xin lỗi lại từ chúng ta xuất mã mời hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ đối với tím vi trí tôn bắt luân hồi trí tôn nữ nhi ngũ hành trí tôn quan minh trí tôn trở trong lòng cũng là rất khinh bỉ bất quá tím vi trí tôn thực lực cường đại lúc bình thường bọn hắn sẽ không đúng tay tím vi trí tôn cùng luân hồi trí tôn ân đoán nhưng bây giờ hỗn động Chí tôn thế mạnh bọn hắn đã rơi vào bại thế Hy vọng duy nhất tựa hồ chính là luân hồi trí tôn tham chiến mới có hy vọng cùng hỗn động chí tôn chống lại ngũ hành chí tôn, quang minh chí tôn tự nhiên là biểu đạt ra đối với tím vi trí tôn bất mãn. Tím vi trí tôn cười ha ha, đạo hỗn động chí tôn thực lực, các ngươi đều biết, liền xem như thêm một cái luân hồi trí tôn. Chúng ta tối đa cũng chẳng qua là cho hỗn động chí tôn chống lại mà thôi, muốn chân chính đánh bại hắn, thêm một cái luân hồi trí tôn còn chưa đủ, mà bản tọa nhưng là có triệt để đánh bại hỗn động chí tôn biện pháp. Thái âm chí tôn, hắc ám chí tôn, tử vong chí tôn nhìn chăm chú một mắt, bọn hắn đương nhiên biết rõ tím vi chí tôn nói tới biện pháp là cái gì quả nhiên tím vi trí tôn còn nói đến rồi nhường tử vi thần đỉnh khai cương khoách thổ chủ đề ta đế vương pháp tắc đã đạt đến tầng thứ hai cực hạn chỉ kém một đường liền có thể đột phá tầng thứ ba chỉ cần bất kỳ một cái nào giới vực nhập vào tử vi thần đỉnh trở thành bản tọa chi thần dân nhận bản tọa vị trí cao đế hoàng bản tọa liền có thể đột phá nếu là bản tọa thống nhất toàn bộ thiên tinh vị diện thập đại giới vực lại có thể đột phá đế vương pháp tắc tầng thứ ba cực hạn trở thành trong truyền thuyết vị diện chủ tể đến lúc đó bản tọa liền có thể siêu thoát vĩnh hằng cũng có thể dẫn dắt các ngươi rời đi thiên tinh vị diện đi tới chân chính vĩnh sinh thế giới muốn đối phó hỗn động trí tôn cũng không có cần trở thành vị diện chúa thể, chỉ cần đế vương pháp tắc đột phá tầng thứ ba liền có thể cùng hôn động trí tôn chống lại lại thêm trợ giúp của các ngươi đánh bại hỗn động trí tôn không thành vấn đề nói dừng lại một chút tím vi trí tôn ánh mắt của mọi người trí tôn trên mặt đỏ qua tiếp tục nói các ngươi suy nghĩ một chút không thay đổi kết quả có thể chính là bại và hỗn động trí tôn thủ hạng tiếp đó bị hôn động trí tôn thốn vệ mấy trăm ngàn năm tu luyện đều sẽ thành người khác áo cưới mà đi theo bản tọa lại có thể siêu thoát vĩnh hằng không nhận tam thai cựu nạn làm hại phía trước tím vi trí tôn cùng thái âm trí tôn bọn người nói qua nhưng lúc đó thái âm trí tôn căn bản vốn không để ở trong lòng xem như tối cường trí tôn há nguyện vì người khác dưới gối trí thần nhưng này nhất thời cũng kiến nhất thời cũng bây giờ gặp phải tình thế nguy hiểm nếu không có thay đổi chi pháp liền có lo lắng tính mạng tối cường trí tôn đích thật là rất khó giết chết hôn động trí tôn nếu như trực tiếp công kích đồng dạng rất khó giết chết tối cường trí tôn nhưng mà hôn động trí tôn có thể dùng hôn động pháp tắc thôn vệ trí tôn hết thể năng lượng sinh mệnh lực tinh khí thần thần lực sáu các loại đều có thể thôn vệ nếu là bị hôn động chí tôn chế trụ cũng sẽ bị hôn động chí tôn chậm rãi thôn vệ đến chết tím vị trí tôn quan sát các vị trí tôn thần sắc trong lòng liền biết bọn hắn có chỗ tâm động chỉ là vì ngại mất mặt cho nên sẽ không dễ dàng hướng hắn thần phục tím vị trí tôn đạo đương nhiên các ngươi thần phục với bản tọa cùng phổ thông thần dân đương nhiên khác biệt các ngươi chỗ ở giới vực vẫn là các ngươi đất phong các ngươi vẫn là đất phong chủ nhân nhưng mà phải thuộc về tử vi thần đỉnh cơ vực nộp lên trên thu thuế tôn bản tọa là cao nhất đế hoàng thực hành tử vi thần tòa pháp quy pháp lệnh đây đối với các ngươi kỳ thực cũng không thiệt hại chỉ là vấn đề mặt mũi nhưng mà lại có thể thu được siêu thoát vĩnh hằng hy vọng đối với ngươi ta mà nói đây đều là tốt đẹp sự tình ngươi quả thật có thể dẫn dắt chúng ta siêu thoát vĩnh hằng có tối cường trí tôn nói chuyện chúng trí tôn nhìn lại đều có chút kinh ngạc nhất là ý động lại là thái dương trí tôn tím vi trí tôn đạo tuyệt vô hương ngôn. ta nếu có thể siêu thoát nhất định mang các ngươi cùng một chỗ siêu thoát nếu có vi phạm nguyện bị trời phạt mà chết thái dương trí tôn nói hảo tin ngươi dù sao cũng so hôn động trí tôn không giết ta muốn càng đáng tin một chút ta tôn ngươi là cao nhất đế hoàng thái dương giới vực có thể nhập vào tử vi thần đình chuyện này vì ngại mất mặt khó mà mở miệng bất quá một khi có người lên đầu người phía sau liền không có chướng ngại tâm lý ngược lại ai trước tiên thần phục sau này cùng tím vi trí tôn quan hệ cũng sẽ càng thân cận một chút tử vong trí tôn hắc ám trí tôn cũng đều biểu thị nguyện thần phục với tím vi trí tôn thái âm trí tôn vô cùng tốt mặt mũi nếu để hắn thứ nhất thần phục thà rằng chết cũng không muốn thế nhưng là hắn cả đời đối thủ thái dương trí tôn đều thần phục lại thêm tử vong trí tôn hắc ám trí tôn cũng lần lượt thần phục cuối cùng là nhường hắn bỏ đi mặt mũi lo lắng cũng hướng tím vi trí tôn biểu thị nguyện ý thần phục đến nội ngũ hành trí tôn quang minh trí tôn lôi phạt trí tôn nhưng là hai mặt nhìn nhau xem như tối cường trí tôn muốn bọn hắn thần phục với người khác đích thật là khó mà làm đến như thế nào sáu các ngươi không muốn tím vi trí tôn hướng ngũ hành trí tôn ba người nhìn lại có tối cường trí tôn thần phục với hắn khí thế của hắn lập tức liền uy nghiêm rất nhiều chưa xong còn tiếp một nghìn một trăm năm mươi lăm một nghìn năm mươi lăm chương đi tới tử vi thần đỉnh một giây nhớ kỹ là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc bởi vì hỗn động trí tôn ngoại lực nguyên cớ thiên tinh vị diện phát sinh liễu cự lớn biến đổi thái dương chí tôn tử vong trí tôn tử vong trí tôn hắc ám trí tôn bốn vị tối cường trí tôn đều hướng tím vi trí tôn thần phục đem tứ đại giới vực nhập vào tím vi thần đỉnh cương vực bên trong đến nội ngũ hành trí tôn quang minh trí tôn lôi phạt trí tôn ba người thì biểu thị lại muốn suy nghĩ một chút coi như ngũ hành trí tôn ba người không có thần phục tím vi trí tôn cũng lớn vui bởi vì thái dương trí tôn chờ bốn vị tối cường trí tôn thần phục tím vi thần đỉnh cương vực lập tức mở rộng đến rồi năm cái giới vực rộng chiếm cứ thiên tinh vị diện hơn một nửa làm tím vi thần đỉnh cờ xí xuyên khắp ngũ đại giới vực tím vi thần đỉnh quốc vận liền lập tức xuất hiện biến hóa tím vi trí tôn đế vương pháp tắc lĩnh ngộ cuối cùng đột phá bình cảnh có hướng tầng thứ ba đột phá dấu hiệu quốc vận biến hóa vô cùng nhanh ngắn ngủi mấy năm tím vi trí tôn liền đem đế vương pháp tắc lĩnh ngộ tới tầng thứ ba cái này mấy năm ở giữa tất cả trí tôn đều lui phòng thủ trong thánh địa hôn động trí tôn ngang dọc thiên tinh vị diện diện rất nhiều ngũ tinh thế lực thậm chí còn phá một cái tiểu đạo trí tôn thánh địa thôn vệ một vị tiểu đạo trí tôn tím vi trí tôn đế vương pháp tắc vừa đột phá tầng thứ ba liền lập tức triệu tập chúng tối cường trí tôn lại lần nữa thảo phạt hôn động trí tôn mà lúc này diệp tinh bê quan ba mươi năm hắc ám pháp tắc thôn vệ pháp tắc hủy diệt pháp tắc nhau nhau tiến thêm một bước Hắc ám pháp tắc đạt đến trung cực hắc ám pháp tắc cấp độ, thôn phệ pháp tắc, hủy diệt pháp tắc cũng đạt tới tầng thứ 2. Hơn nữa, Diệp Tinh hoàn thiện toái tinh không dấu vết, đem Tử Vong pháp tắc gia nhập vào trong đó, tăng lên thật nhiều lực sát thương. Diệp Tinh 6, ta luân hồi pháp tắc đã đột phá tầng thứ 3, chúng ta lên đường đi, có thể tiến đến cứu huyên Nhi. Ngược lại còn không có nhận được máu tím thương thần đột phá chân thần tin tức, Diệp Tinh vốn định đem Tử Vong pháp tắc cũng gia nhập vào hỗn động đại lực tiễn, nhưng lại đã thu đến luân hồi trí tôn đưa tin diệp tinh lập tức hai mắt sáng lên luân hồi trí tôn đem luân hồi pháp tắc đột phá tới tầng thứ ba thực lực sẽ có tăng lên cực lớn tiến đến tím vi thần đỉnh cứu ra vi nhẹ huyên hy vọng càng lớn hơn dù sao tím vi thần đỉnh trận pháp trọng trọng hơn nữa có trí tôn thần đỉnh long vận thủ hộ cứu người cũng không phải dễ dàng như vậy thực lực càng mạnh hy vọng mới càng lớn diệp tinh lập tức rời đi tinh thần điện hắn bây giờ trưởng khống ba loại tối cường đạo pháp tắc hơn nữa còn dung hợp lại cùng nhau tạo thành đại thần thông thực lực cũng có thể cùng tối cường đạo pháp tắc tầng thứ ba trí tôn chống lại có thể nói diệp tinh thực lực hoàn toàn không ở luân hồi trí tôn phía dưới diệp tinh ánh mắt hắc tránh ra vẻ tự tin, hai vị có thể chống lại hỗn động chí tôn cường giả liên thủ, hắn cũng không tin, còn không phá được tím vi thần đỉnh thủ hộ. nhạc phụ, diệp tinh đi tới luân hồi trí tôn bên cạnh. luân hồi khí tức trí tôn, quả nhiên so với bế quan phía trước cường đại hơn rất nhiều. tối cường đạo pháp tắc, tầng thứ hai đến tầng thứ ba là một nấc thang, hôn động chí tôn sở di cường đại, cũng là bởi vì tối cường trí tôn bên trong chỉ có một mình hắn đem tối cường đạo pháp tắc lĩnh ngộ tới tầng thứ ba, liền có thể chiến nhiều vị tối cường trí tôn, mà còn lại tối cường trí tôn đều tu luyện thật lâu sau, tối cường đạo pháp tắc lĩnh ngộ cũng đều đến rồi tầng thứ hai thực lực lại so hỗn động chí tôn trên lệnh rất xa đương nhiên trước mắt lại có hai vị lĩnh nộ tối cường đạo pháp tắc tầng thứ ba tối cường trí tôn theo thứ tự là tím vi trí tôn cùng luân hồi trí tôn luân hồi trí tôn nhìn xem diệp tinh có một loại lau mắt mà nhìn hương vị hắn sau khi xuất quan liền từ vô song kiếm thần trong miệng biết được liễu diệp tinh đánh giết mười vị võ đạo trí tôn tin tức lấy luân hồi trí tôn thực lực đem 11 vị võ đạo trí tôn đập tan từng cái đánh bại bọn hắn dễ dàng muốn đánh giết bọn hắn nhưng là làm không được diệp tinh làm được luân hồi chí tôn đều không làm được chuyện luân hồi trí tôn đối với cái này con rể tự nhiên là lau mắt mà nhìn trong mắt khen ngợi rất luân hồi trí tôn nói thiên tinh vị diện xảy ra đại cách cách bởi vì hỗn động trí tôn uy hiếp thái dương trí tôn thái âm trí tôn tử vong trí tôn hắc ám trí tôn đều hướng tím vi trí tôn thần phục tứ đại giới vực nhập vào tím vi thần đình cương vực tím vi thần đình đã chiếm lĩnh thiên tinh vị diện một nửa long vẫn chắc chắn lại mạnh mẽ rất nhiều bây giờ tím vi trí tôn đã đem đế vương pháp tắc đột phá tầng thứ ba thực lực không kém gì ta bất quá bây giờ tím vi trí tôn đang dẫn dắt những thứ khác tối cường trí tôn cùng thảo phạt hỗn động chí tôn không ở tím vi thần đình bên trong chúng ta vừa vặn có thể đi tới tím vi thần đình cứu người luân hồi thánh địa xem như tối cường trí tôn thánh địa một trong tự nhiên có tin tức con đường thời khắc chú ý thiên tinh vị diện thế cục biến hóa luân hồi trí tôn vừa xuất quan vô song kiếm thần liền đem sự tình từng cái hồi báo diệp tinh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn thần tình kích động vi nhẹ huyên bị tím vi trí tôn bắt đi đã gần đến bốn trăm năm diệp tinh bây giờ cũng mới hơn tám trăm tuổi mà thôi mỗi thời mỗi khắc diệp tinh đều nghĩ đem vi nhẹ huyên cứu trở về nhưng tiến đến tím vi thần đỉnh cứu người ít nhất cũng phải có tối cường đạo pháp tắc tầng thứ ba thực lực mới có hy vọng cho nên diệp tinh đành phải nhẫn lại luân hồi trí tôn cũng giống như vậy đành phải nhẫn bây giờ luân hồi trí tôn cuối cùng đem luân hồi pháp tắc lĩnh nộ đến tầng thứ ba diệp tinh cũng có không kém gì luân hồi trí tôn thực lực cuối cùng đã tới cứu ra vi nhẹ huyên thời khắc diệp tinh đương nhiên hưng phấn kích động đến, đến, rất cho dù là luân hồi trí tôn cũng là hồng quang đời mặt hai người từ luân hồi thánh địa xuất phát xuyên thẳng qua giới diện hư không cũng không lâu lắm liền đến tử vi giới vực tím vi thần đỉnh. tím vi thần đỉnh, vào là chết hơi giới tử quang đại lục trôi nổi tại giữa không trùng trọng trọng ban công cung điện liên miên mấy vạn giảm cung điện ở giữa tử quang nở rộ tiên khí quay chung quanh lộ ra cường đại hơi thở đế vương để cho người ta mong mà lòng sinh cung bái cảm giác. Mỗi ngày ở giữa, Tử Quang Đại Lục không biết có bao nhiêu võ giả hướng về phía Tím Vi Thần Đỉnh quy lại Diệp Tinh cùng Luân Hồi Chí Tôn, đương nhiên sẽ không chịu Tím Vi Thần Đỉnh ảnh hưởng, hai người đứng Tím Vi Thần Đỉnh phía trước bên trong hư không, đều thi triển đồng thuận, nhìn về phía Tím Vi Thần Đỉnh. Tinh thần điện khí linh đã nói cho Diệp Tinh vi nhẹ lên chỗ ở phủ đệ, nhưng mà, không thân mắt thấy gặp, trong lòng cuối cùng cảm giác khó chịu. Người nào dám can đảm nhìn trộm thần đỉnh? Diệp Tinh cùng Luân Hồi Chí Tôn, chỉ thấy trọng trọng tử quang, ánh mắt còn chưa xuyên thấu vào, Tím Vi Thần Đỉnh bên trong liền vang lên gầm lên một tiếng. Theo tiếng hét phẫn nộ lên, một khỏa to lớn hắc long đầu từ tím vi thần đỉnh bầu trời tử quang bên trong đưa ra ngoài. Cái này hắc long đầu lớn hơn cả ngọn núi, chỉ là hai cái sừng rồng, đều có hơn ngàn mét dài, há mồm đối với diệp tinh cùng luân hồi trí tôn rít lên một tiếng, mỗi một cái răng đều giống như một ngọn núi. Là tím vi thần đỉnh long vận, màu đen long vận đại biểu cho thực lực là trí tôn cấp bậc. Hơn nữa trí tôn thần đỉnh quốc vận cực mạnh, cương vực cực lớn, long vận hình thành hắc long chỉ sợ không phải vậy trí tôn cũng có thể so sánh, ít nhất cũng là tối cường trí tôn cấp bậc. Tiếng gầm thét điếc tai như góc sóng âm như sóng, đem hư không tầng tầng phá toái trong chốc lát liền xung kích đến liêu diệp tinh cùng luân hồi trí tôn trên thân hai người đồng thuật lập tức bị đánh gãy chưa xong còn tiếp 1156-1056 t phá vỡ trận pháp diệp tinh cùng luân hồi trí tôn lẫn nhau đều có kinh ngạc cái này thần đình long vận gào thét dù chưa có thể dung chuyển hai người nhưng hai người lại cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng cho dù là so với lĩnh ngộ tối cường đạo pháp tắt tầng thứ hai tối cường trí tôn cái này thần đình long vận tựa hồ cũng phải mạnh hơn một chút nếu không phải diệp tinh cùng luân hồi trí tôn thực lực đều đạt đến tối cường đạo pháp tắt tầng thứ ba tình cảnh chỉ là cái này thần đình long vận bọn hắn liền không đối phó được bất quá bây giờ luân hồi trí tôn nhưng cũng không đem cái này thần đình long vận để vào mắt đạo ta tới đối phó hát long diệp tinh ngươi đồng thuật tại thị lực phương diện càng thêm tinh xảo thích hợp phá trận ngươi đi phá trận cứu người diệp tinh gật gật đầu thân ảnh lóe lên hướng bên cạnh bay đi thần đình long vận chừng hai mắt một cái ánh mắt khóa chặt liễu diệp tinh rít lên một tiếng tiểu tử trốn chỗ nào gào thét ở giữa giữa tử quang nô ra một cái to lớn long trào tầng không gian tầng trong bụi xúc sinh bản tọa đánh với ngươi một trận luân hồi trí tôn hét lớn một tiếng tế ra trí tôn khí luân hồi bản thi triển lục đạo luân hồi dễ tới to lớn long trào còn chưa vô diệp tinh liền bị luân hồi trí tôn ngăn cản tới tiếp đó luân hồi trí tôn thi triển đồng thuật, một cái luân hồi chi quang đánh vào thần đỉnh long vận trên đầu đem long đầu đánh ra một cái lỗ thủ lớn Luân thực lực luân hồi trí tôn muốn xa cao thần đỉnh long vận một đoạn diệp tinh thoát khỏi thần đỉnh long vận dây dưa đến rồi tím vi thần đỉnh một bên khác thi triển phá hư thần đồng tử cuối cùng khám phá tầng tầng trận pháp tại nơi trọng trọng cung điện ở giữa tìm được vi nhẹ huyên thân ảnh vi nhẹ huyên chỗ ở phụ đệ không gian hoàn toàn phong ấn căn bản vốn không biết chuyện ngoại giới tím vi thần đình trận pháp cũng là là cấp tám trận pháp có chút càng là đại thành cấp 8 trận pháp, liền tối cường chí tôn đều không thể cưỡng ép phá vỡ. Cho dù là hỗn động chí tôn, cũng khó có thể công phá tím vi thần đỉnh trận pháp. Có thể Diệp Tinh không phải hỗn động chí tôn. Có lẽ, thực lực của hắn bây giờ so với hỗn động chí tôn còn có chút kém. Nhưng mà luận phá trận, Diệp Tinh lại thắng qua hỗn động chí tôn rất nhiều. Ở trên thiên đạo thành giới, Diệp Tinh thế nhưng là liền siêu việt cấp 8 tự nhiên trận pháp, đều có thể tìm ra sơ hở. Đem so sánh mà nói, tìm kiếm cấp 8 sở hở của trận pháp độ khó thấp hơn nhiều. 6. Thử vi giới vực bên ngoài xa xôi hỗn động giới vực đang tiến hành một hồi đại chiến một phe là hỗn động trí tôn một phe là tím vi trí tôn cầm đầu bát đại tối cường trí tôn tím vi trí tôn đế vương pháp tắc đột phá tầng thứ ba phía sau mặc dù cùng hỗn động pháp tắc đặt chân tầng thứ ba đã lâu hỗn động trí tôn còn có chút ít tranh lệch nhưng tranh lệch đã không lớn lại thêm mặt khác bảy đại tối cường trí tôn hỗ trợ hỗn động trí tôn tự nhiên là không địch lại hoàn toàn bị tím vi trí tôn tám người đẻ lên đánh tím vi trí tôn ngôn xuất phát ủy hô phong hoa vũ một lời ra điều động đủ loại thiên đạo sức mạnh công kích lại thêm bảy đại tối cường chí tôn đại thần thông công kích Hôn động trí tôn hôn động thôn phệ, hoàn toàn thôn phệ không qua tới, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí trên thân thấy máu, đã thụ thương. Tím vi trí tôn thần sắc rất là hứng phấn. Đế vương pháp tác đạt đến tầng thứ ba phía sau, có loại loại ảo diệu, hắn chân chính để ở trong mắt địch nhân, chính là hôn động chí tôn. Chỉ cần đem hôn động trí tôn cái này đại địch diệt trừ, như vậy là hắn có thể đủ giành tay giải quyết một cái khác uy hiếp chí tôn thần tiễn. đương nhiên, diệt trừ hôn động chí tôn cũng không có nghĩa là giết chết, lấy tím vi trí tôn thực lực, còn làm không được giết chết hôn động chí tôn, chỉ cần đem hôn động chí tôn đánh sợ, đánh tới không dám ra tới không dám cùng hắn là địch mới thôi liền xem như đại công táo thành hôn động trí tôn sau khi bị thương quả quyết lựa chọn đào vong Bắt đại tối cường trí tôn thì toàn lực truy sát đế vương pháp tác đạt đến tầng thứ ba tím vi trí tôn có thể điều động giữa thiên địa bất luận cái gì nguyên khí hôn động trí tôn trừ phi là trốn vào cái nào đó hiểm địa. hay là trốn trí tôn trong thánh địa bằng không căn bản chạy không khỏi tím vi trí tôn truy tung lần này nhất định phải nhường hắn nếm được giáo hấn đánh tới hắn cũng không còn dám cùng bản tọa là địch tím vi trí tôn thầm nghĩ trong lòng nhưng mà đột nhiên nhận được tử vi thánh địa chuyển tới tin tức tím vi chí tôn nghe tin đại biến luân hồi trí tôn vậy mà đem luân hồi pháp tắc đột phá tầng thứ ba cùng trí tôn thần tiễn đang tại tiến đánh tím vi thần đỉnh. kể từ thái dương thái âm tử vong Hắc Ám tứ đại tối cường trí tôn thần phục với tím vi trí tôn sau đó tím vi trí tôn đối với máu tím thương thần chứng đạo trí tôn liền không có bất luận cái gì mong đợi vi nhẹ huyên đối với hắn mà nói cũng là có cũng được không có cũng được tồn tại nhưng mà đây cũng không có nghĩa là tím vi trí tôn sẽ đem vi nhẹ huyên giao cho luân hồi trí tôn đây là dùng để bức bách luân hồi trí tôn hướng hắn thần phục một chương bài tốt hơn nữa tím vi thần đình là tím vi trí tôn căn bản không cho phép bất luận kẻ nào làm cản luân hồi trí tôn hòa diệp tình đánh lên tím vi thần đỉnh tím vi trí tôn tự nhiên là giận dữ tím vi trí tôn lập tức đình chỉ đối với hỗn động trí tôn truy sát luân hồi trí tôn đang tại tiến đánh thần đỉnh các ngươi nhanh chóng theo ta trở về tiến đến cứu viện không đợi chúng trí tôn đặt câu hỏi tím vi trí tôn liền dẫn đầu quát lên phá toái không gian mà đi luân hồi trí tôn tiến đánh tím vi thần đỉnh chúng trí tôn đều rất là giận mình tím vi thần đỉnh há lại dễ dàng như vậy có thể đánh hạ tím vi trí tôn vì cái gì gấp gáp như vậy thái âm trí tôn thái dương trí tôn tử vong trí tôn hắc ám trí tôn bốn người không có hỏi nhiều lập tức đi theo tím vi trí tôn phá toái hư không mà đi ngũ hành trí tôn quang minh trí tôn lôi phạt trí tôn ba người hai mặt nhìn nhau ba người bọn họ cũng không có lựa chọn hướng tím vi trí tôn thần phục đương nhiên sẽ không giúp tím vi trí tôn đi đối phó luân hồi trí tôn nhưng mà đại sự như thế bọn hắn cũng rất chú ý kết quả ngũ hành trí tôn nói đi chúng ta cũng đi xem sáu không dùng bao nhiêu thời gian diệp tinh liền tìm được phá trận chi pháp diệp tinh bay thẳng tới thần đình bầu trời cái kia mây tím, tím quang ngăn cản không được hắn đồng thuận tại tầng tầng trận pháp cái nào đó điểm tiếp giáp sức mạnh thập phần vi diệu ở vào trạng thái thăng bằng nhưng mà nếu là điểm thăng bằng bị phá vỡ như vậy nhiều tầng trận pháp đều sẽ bởi vì mất đi sức mạnh cân bằng mà sụp đổ ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới trực tiếp sẽ đem toàn bộ tím vi thần đỉnh phòng hộ trận pháp sẽ rách ra một cái lỗ thủ lớn đương nhiên cấp tám trận pháp đẹp mạnh phi thường vậy võ đạo trí tôn coi như biết có một cái như vậy sơ hở bằng thực lực của bọn hắn cũng không phá hư được bất quá đối với diệp tinh mà nói phá hư cái điểm cân bằng này cũng không coi là là việc khó diệp tinh lấy ra trí tôn khí diệt thần cung liền mở hai cung đầu tiên là thi triển phái tinh không dấu vết phía sau là thi triển hôn động đại lực tiễn hai đạo tiên thuật thần thông một trước một sau bắn chúng diệp tinh ánh mắt tỏa định trận pháp điểm thăng bằng chỗ này không gian đầu tiên là bị xuyên thấu tiếp đó vanh một tiếng trực tiếp bị hôn động đại lực tiễn nghiền thành nát bấy. âm âm lực lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng lan tràn không gian không ngừng sụp đổ nhiều tầng trận pháp sụp đổ đem toàn bộ phòng thủ trận pháp sẽ rách ra một cái phương viên mấy trăm dặm lỗ thủng lớn chấn diệp tinh tế ra tinh thần điện trấn tại trận pháp này lỗ thủng bên trong nhường trận pháp lỗ thủng không cách nào tự chủ chữa trị chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http một 1057 trương cứu gia nhẹ huyên lấy tử vi thần đỉnh trận pháp, trừ phi là duy nhất một lần phá vỡ hơn phân nửa, trực tiếp đánh cho tàn phế, bằng không, liền có thể tự chủ chữa trị đến hoàn hảo chi cảnh. Nhưng bây giờ có tinh thần điện trấn áp tại trận pháp trong lỗ thủng, cái kia trận pháp chi lực cũng là không cách nào tới gần, chữa trị không được. Diệp Tinh thân ảnh như điện, xuyên qua trận pháp lỗ thủng, thẳng hướng vi nhẹ huyên chỗ ở phủ đệ mà đi. Nơi xa, thần đỉnh long vận giận báo liên tục, xem như thần đỉnh thủ hộ giả, thủ hộ thần đỉnh là trách nhiệm của nó, có người xâm lấn đến rồi thần đỉnh nội bộ, thần đỉnh long vận tự nhiên vô cùng phẫn nộ nhưng có luân hồi trí tôn tại thần đình long vận căn bản là không có cách bận tâm diệp tinh thân thể của nó bị luân hồi trí tôn đánh không ngừng sụp đổ úc còn không mang nổi mình úc thần đình long vận đi qua ba mươi vạn năm tích lũy hùng hậu vô cùng luân hồi trí tôn trong lúc nhất thời muốn đem thần đình long vận diệt đi nhưng cũng không thể chỉ có thể chậm dài suy yếu nếu là tím vi trí tôn chạy về khống chế thần đình long vận có thể phát huy ra mạnh hơn vi năng cũng có thể kích phát ra trong trận pháp đủ loại công kích cứu viện vi nhẹ huyên độ khó sẽ gia tăng rất nhiều kiến diệp tinh nhanh như vậy liền phá vỡ trận pháp tiến vào thần đình bên trong luân hồi trí tôn mừng rỡ trong lòng trận pháp lấy phá thần đình nội bộ cấm chế đã không ngăn cản được diệp tinh bước chân tím vi trí tôn ở xa hỗn động giới vực chạy về phía trước diệp tinh có đầy đủ thời gian cứu ra vi nhẹ huyên thoái tinh không dấu vết thoái tinh không dấu vết diệp tinh cầm trong tay trí tôn cùng liên tục bắn cùng đem thần đình nội bộ cấm chế toàn bộ xuyên thấu tiếp đó cơ thể mạnh mẽ đâm tới mà qua có cái gì cấm chế đều hóa thành nắp ấy vẹn vẹn mấy cái trong lúc hô hấp diệp tinh liền phá vỡ vi nhẹ huyên chỗ ở phủ đệ cấm chế cơ thể rơi vào trong phủ đệ xuất hiện ở vi nhẹ huyên trước mặt diệp tinh tốc độ so tiểu đạo trí tôn đại đạo trí tôn cũng mau một đoạn bây giờ thần đình bên trong không có chi tôn tồn tại thần linh căn bản theo không kịp diệp tinh tốc độ đối mặt giết vào thần đình nội bộ diệp tinh thần linh căn bản không ngăn cản được hắn một chút diệp sáu diệp tinh ca vi nhẹ huyên nhìn xem từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt diệp tinh vừa mừng vừa sợ đơn giản không thể tin được thật sự nhẹ huyên là ta ta và nhạc phụ tới cứu ngươi những năm này ngươi chịu khổ diệp tinh đồng dạng mừng rỡ không thôi nhưng nhìn xem vi nhẹ huyên gầy gò bộ dáng lại có chút đau lòng vi nhẹ huyên xem như tám nhất thần quân cơ thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí sẽ không đến nỗi bị đói sở dĩ gầy gò không phải cái này bốn trăm năm không ăn đổ vật nguyên nhân mà là tâm tính nguyên cớ một người bị cầm tù nơi này vi nhẹ huyên trong lòng tưởng niệm diệp tinh tưởng niệm luân hồi trí tôn tự nhiên phiền muộn âu không vui mà tướng do tâm sinh dần dạ liền ảnh hưởng tới toàn bộ thân thể thật là ngươi diệp tinh ca vi nhẹ huyên bắt lấy diệp tinh tay mới xác định nhân vật trước mắt là thật đạo phụ thân cũng tới sao hắn ở đâu nói vi nhẹ huyên trong mắt không tự chủ được đã tuân ra nước mắt đây là vui đến phát khóc bị nhốt bốn trăm năm rốt cuộc đã tới chồng cứu viện vi nhẹ huyên trong lòng không có bi thương tràn đầy ngọc nào không đợi diệp tinh trả lời vi nhẹ huyên lại nói những năm này ta một mực bị tím vi trí tôn cầm tu nơi này hắn ngược lại là thường xuyên phái người đưa tới ẩm thực cùng tài nguyên tu luyện ta đều không lớn hắn cũng không có khó xử với ta ngược lại tính không hơn chịu khổ chỉ là một người cô liên liên ở ở đây diệp tinh ca ta quá tưởng niệm ngươi và phụ thân rồi diệp tinh gật gật đầu đạo tốt, ta cam đoàn với ngươi về sau ta tuyệt sẽ không để cho ngươi lại bị thương tổn không còn có người có thể từ trong tay của ta đưa ngươi cướp đi tuyệt đối không có diệp tinh ngữ khí nghiêm trọng như tại phát thệ siêu 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 sáu hai người trong lúc nói chuyện dâm dạp chẳng trị thần linh tới tới tòa phủ đệ này bầu trời khoảng chừng mấy vạn thần linh toàn bộ đều là chân thần thống nhất người mặc màu tím long giáp đây là tử vi thần đình tinh nhuệ nhất quân đội tím long vệ tím long vệ trực tiếp thủ hộ thần đình nội bộ mỗi một tên tím long vệ tu vi thấp nhất cũng là tứ tinh chân thần đội trưởng nhưng là thất tinh chân thần trở lên thống lĩnh nhưng là thập tinh chân thần một vạn tím long vệ là một nhánh quân đội liền có một cái thống lĩnh hết thể có năm vạn tím long vệ năm tên thống lĩnh bây giờ toàn bộ đều tới xem như thủ hộ thần đình nội bộ tím long vệ bọn họ nhiệm vụ tác chiến là chống lại chí tôn một chi tím long vệ đại quân tạo thành trận pháp liền có thể đối phó một vị võ đạo trí tôn năm chi tím long vệ đại quân toàn bộ điều động liền xem như đại đạo trí tôn đều khó mà chống lại năm chi tím long vệ đại quân phân tán phương hướng khác nhau tạo thành một cái đại trận bọn hắn đã tiếp vào tím vi trí tôn đưa tin đối với kẻ xâm lấn giết chết bất luật tội dầm 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 tím long vệ vừa mới hiện thân chính là một hồi dầm dạp chẳng trịt công kích đánh tới diệp tinh hòa vi nhẹ huyên chỗ ở phủ đệ chất liệu kiên cố thần linh rất khó phá hủy nhưng bây giờ nhưng là trong nháy mắt hóa thành nát ấy khó trách liền phổ thông chí tôn đều không thể cùng tím long vệ chống lại có thể diệp tinh không phải phổ thông trí tôn có thể so sánh hắn vung tay lên thi triển ra hỗn động đại lực tiễn tiên thuật hóa thành hỗn động vòng xoáy bên cạnh ngàn mét bên trong công kích tính cả không gian đều bị hỗn động vòng xoáy hấp thu hủy diệt tiếp đó hỗn động vòng xoáy như mũi tên đồng dạng cực nhanh hướng một chi tím long vệ đại quân phóng đi thoáng qua ở giữa hỗn động vòng xoáy liền từ chi này tím long vệ trong đại quân vượt qua chi này tím long vệ đại quân xếp thành một cái phương trận hoành kiên cũng là một trăm người thống lĩnh tại phía trước nhất hỗn động vòng xoáy trực tiếp đem ở giữa hẹn sáu hàng tím long vệ tính cả thống lĩnh trong nháy mắt liền phá hủy trở thành hư vô phất tay nhất kích một chi tím long vệ đại quân liền vẫn lạc hơn phân nửa làm đen nhánh kia vết nước không gian khôi phục như thường một bên tím long vệ nhìn xem giữa đội ngũ để chống cái kia một tảng lớn hai chân đều ở đây du lên có thậm chí trực tiếp sợ tệ ra quần tím long vệ đích xác rất tinh nhuệ nhưng mà diệp tinh thực lực nhưng căn bản không phải tím long vệ có thể chống lại nổi lan diệp tinh nhất âm thanh quất lạnh sóng âm như sóng ẩn chứa phát tắc mới vừa rồi bị phá hủy hơn phân nửa tím long vệ đội ngũ còn dư lại trực tiếp bị sóng âm đánh bay diệp tinh lôi kéo vi nhẹ huyên tay vẹo một cái liền biến mất không thấy trở lại tinh thần điện phụ cận diệp tinh lấy ra trí tôn cùng ánh mắt phong tỏa nơi xa một tòa cung điện đó là tử vi thần đình bên trong cao lớn nhất cung điện là thần đình đế cung tím vi trí tôn cư trú chỗ tại thần đình đế cung bên ngoài có một tòa pho tượng to lớn chính là tím vi trí tôn tản ra tử sắc quan mang diệp tinh lập tức liên tục bắn cung thoái tinh không dấu vết hỗn động đại lực tiễn thoái tinh không dấu vết đem màu tím kia pho tượng trong nháy mắt xuyên thấu hỗn động đại lực tiễn đem màu tím pho tượng trực tiếp nghiền thành mạnh vụn tiếp đó diệp tinh tiếp tục lái cung công kích mục tiêu là thần đình đế cung thần đình đế cung chất liệu cực kỳ kiên cố giống như cực phẩm thần minh, nhưng mà cũng không chịu nổi Diệp Tinh công kích. Diệp Tinh liên tục thi triển thái tinh không dấu vết cùng hỗn động đại lực tiễn, rất nhanh, liền đem thần đỉnh đế cung cũng biến thành đất bằng. Lần này mặc dù không thể giết Tím Vi trí Tôn để tiết mối hận trong lòng, nhưng là xem như thu điểm lợi tức, hiểu trong lòng một ngụm ác khí. Chúng ta đi. Diệp Tinh đem Vi nhẹ viên rời vào tinh thần trong điện, mang theo tinh thần điện phóng lên trời, cùng luân hồi trí Tôn tụ hợp mà đi. Chưa xong còn tiếp. 1158 1058 chương chân chính vợ chồng chờ Tím Vi Chí Tôn trở lại Tím Vi thần đỉnh, Diệp Tinh cùng luân hồi Chí Tôn đã sớm cứu ra Vi nhẹ nguyên đi nhìn xem thần đình đế cung tàn phế hư cùng với hắn pho tượng mạnh vụn tím vi trí tôn trong lòng bộc phát ra cực hạn lựa giận giết luân hồi trí tôn trí tôn thần tiễn ta muốn để bọn hắn toàn bộ đều chết không có chỗ trôn tím vi trí tôn siết quả đấm gầm thét thái âm trí tôn tử vong trí tôn hắc ám trí tôn trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn bọn hắn đồng dạng nghĩ tương diệp tinh cùng luân hồi trí tôn đến nỗi tử địa thái dương trí tôn cũng hơi lộ ra sắc khí tuy hắn đối với luân hồi trí tôn không có thủ gì hoán nhưng tương tự ước gì diệp tinh mất mạng ngũ hành trí tôn quang minh trí tôn lôi phạt trí tôn cũng đã đuổi theo tím vi thần đình đối với diệp tinh cùng luân hồi trí tôn tại tím vi thần đỉnh tạo thành phá hư rung động trong lòng không thôi bọn hắn nhưng là phi thường tin tưởng liền xem như tím vi trí tôn không ở thần đỉnh tím vi thần đỉnh phòng ngự cũng có mạnh cỡ nào liền xem như hai cái hỗn động trí tôn cũng không khả năng ở tại bọn hắn từ hỗn động giới vực chạy về chút thời gian này bên trong công phá tím vi thần đỉnh gặp tím vi trí tôn bây giờ thì có một loại muốn giết hướng luân hồi thánh địa tư thế ngũ hành trí tôn nói tím vi trí tôn bây giờ việc cấp bách hay là đối phó hỗn động trí tôn a luân hồi trí tôn cùng trí tôn thần tiện thực lực e rằng đã có thể cùng hỗn động trí tôn chống lại lại tại luân hồi trong thánh địa ngươi bây giờ muốn đối phó bọn hắn căn bản không có khả năng ngũ hành trí tôn lời nói ngược lại để tím vi trí tôn thoáng tỉnh táo một điểm luân hồi trí tôn đã đem luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ đến tầng thứ ba trí tôn thần tiện thực lực cũng thâm bất khả chắc coi như không ở luân hồi trong thánh địa cũng không tốt đối phó tại luân hồi trong thánh địa càng là đối với trả không được tím vi trí tôn thầm nghĩ bút chướng này xem ra cần phải chờ bản tọa trở thành chúa tể sau đó mới có thể tính toán rõ ràng hừ chờ bản tọa nhất thống thiên tinh vị diện trở thành vị diện chúa tể nhất định phải đem luân hồi thánh địa biến thành đất bằng đem luân hồi chí tôn chí tôn thần tiễn thịt nát xương tan không sáu trước hết để cho bọn hắn làm nô và năm sau đó lại đem bọn hắn giết chết diệp tinh vi nhẹ huyên luân hồi chí tôn trở lại luân hồi thánh địa thánh nữ được cứu trở về luân hồi thánh địa nâng cung vui mừng đêm đến trăng tròn trên không trên bầu trời tự nhiên ngân quang trong phòng vi nhẹ huyên quần áo bị nhẹ nhàng bóc đi lộ ra giống như dương chi ngọc sứ một dạng linh lung thân thể vi nhẹ huyên kẹp lấy hai đầu thon dài khẽ bị bốn thân thể của nàng đã sớm không phải lần đầu tiên bị diệp tinh trông thấy nhưng vẫn là lộ ra ngượng ngùng, trên mặt hơi hơi có đỏ ứng bởi vì hôm nay hai người đem lần thứ nhất viên phòng vi nhẹ huyên bởi vì thánh khiết đạo thể nguyên cớ có thể trợ nhân chứng đạo dù cho hai người thành thân nhưng vi nhẹ huyên một mực bảo lưu lấy chính tiết chờ diệp tinh đạt đến chứng đạo điều kiện sau đó hai người lại âm dương tương hợp trợ diệp tinh chứng đạo trí tôn tuy diệp tinh không thèm để ý vi nhẹ huyên có thể hay không trợ chính mình chứng đạo thậm chí hắn muốn thông qua cố gắng của mình chứng đạo nhưng chuyện này vi nhẹ huyên rất kiên trì cho nên liền vẫn không có viên phòng vi nhẹ viên sở dĩ kiên trì tự nhiên là bởi vì mẫu nguyên cớ mẫu thân nàng linh hồn tại chết giới có thể bốn chịu khổ nàng cần mình nam nhân mau chóng chứng đạo mới có thể phối hợp phụ thân nàng tiến đến chết giới cứu vớt mẫu thân nàng linh hồn nhưng mà bây giờ không cần diệp tinh dù chưa chứng đạo nhưng thực lực cũng đã không kém hơn tối cường đạo pháp tắc tầng thứ ba tối cường trí tôn luân hồi trí tôn thực lực cũng càng lên một tầng hai người có đầy đủ thực lực tiến đến chết giới cứu viện hơn nữa bọn hắn đã ước định ngày mai liền xuất phát đi tới chết giới diệp tinh đem vi nhẹ viên hai tay nhẹ nhàng lấy ra hai cái cao vút vũ hiện ra ở trước mắt vi nhẹ huyên thánh khiết đạo thể tản ra thánh khiết qua mang để cho người ta nhìn rất là tâm động táo động không thôi cũng không phải lần thứ nhất nhìn người còn thẹn thùng a sáu diệp tinh mỉm cười bàn tay cầm đi lên xoa nhẹ đứng lên xúc cảm sáu phi thường tốt vi nhẹ huyên phát ra nhẹ đâu thanh âm đạo diệp tinh ca ngươi thật sự quyết định không để ta giúp ngươi chứng đạo sao diệp tinh gật đầu xoay người đặt ở vi nhẹ huyên phía trên túi người xuống tại vi nhẹ huyên bên hai nói ta nếu muốn chứng đạo tùy thời cũng có thể chứng đạo nhưng bây giờ còn không phải chứng đạo thời điểm nhẹ huyên chúng ta thành thân 600 năm bây giờ để chúng ta làm chân chính vợ chồng a ân sáu vi nhẹ huyên nhẹ lâu đạo tim đập càng nhanh hơn đứng lên cơ thể đã phát nhiệt diệp tinh hôn lên đôi môi hai người lẫn nhau hôn lên lẫn nhau cảm ứng đến đối phương hô hấp phía dưới đại mãng cũng tìm được hang động nỗ lực tiến vào cảm ứng được nói nhói vi nhẹ huyên duyên dáng kêu to lên tiếng đây càng thêm gây nên liễu diệp tinh hứng thú càng dùng sức thẳng tiến không ngừng vừa đi vừa về sáu hôm nay phía trước hai người chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng qua tối hôm nay hai người mới xem như làm chân chính vợ chồng sáu ngay kế tiếp vi nhẹ huyên trên mặt mặt mày tỏa sáng giống một đoá hoa nở rộ đến rồi tươi đẹp nhất thời khắc diệp tinh cùng nàng hôn cáo biệt tiến đến chết giới nguy hiểm trọng trọng nhất định có đại chiến nếu là cùng tối cường cấp trí tôn cái khác tử linh chiến đấu liền xem như vi nhẹ huyên trốn ở tinh thần trong điện cũng không nhất định an toàn mà ở trí tôn trong thánh địa có diệp tinh từ tinh thần bí cảnh mang tới trận pháp thủ hộ bất luận cái gì trí tôn đều không phá nổi vi nhẹ huyên tuyệt đối an toàn phụ thân diệp tinh ca các người đi tới chết giới nhất định muốn cẩn thận ta chở đám các người mang theo mẫu thân linh hồn trở về sáu vi nhẹ huyên nhìn xem diệp tinh cùng luân hồi trí tôn kỳ thực trong nội tâm nàng cũng rất muốn cùng một chỗ tiến đến nhưng nàng biết lấy nàng thực lực đi tới chết giới chỉ có thể cản trở cho nên chỉ có thể lưu lại trí tôn trong thánh địa không cho bọn hắn thêm phiền phức yên tâm đi huyên nhi lấy thực lực của chúng ta xuất hiện nguy hiểm tỷ lệ là rất tiểu nhân chúng ta nhất định mang theo mẫu thân ngươi linh hồn trở về sáu luân hồi trí tôn vỗ vỗ vi nhẹ huyên bà vai nói cuối cùng đã tới đi tới chết giới cứu viện vợ thời điểm luân hồi trí tôn trong lòng cũng rất kích động nhẹ huyên chúng ta nhất định rất nhanh sẽ trở lại diệp tinh nói làm sao cùng cá biệt 6 liên thông sinh giới cùng chết giới tọa độ không gian ở vào luân hồi giới vực cùng tử vong giới vực ở giữa thông qua truyền tống trận diệp tinh cùng luân hồi trí tôn đi thẳng tới luân hồi giới vực danh giới la sân giới tiếp đó xuyên thẳng qua giới diện hư không rất nhanh liền đạt tới tọa độ không gian chỗ bây giờ diệp tinh cùng luân hồi trí tôn cũng là đứng tại thiên tinh vị diện cường giả đứng đầu nhất tiến đến chết giới không dám nói một điểm nguy hiểm cũng không có vốn lấy thực lực của hai người gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa cũng nên cần phải không có nhiều làm do dự hai người đều phá toái hư không tiến vào tọa độ không gian bên trong đi tới chết giới mà đi không bao lâu liền xuyên qua tọa độ không gian đến chết giới chết giới thiên địa vô cùng u ám không có một mặt cỏ trong gió có oán linh thốt thít cùng chu lên bên trong hư không luân hồi trí tôn nhắm mắt lại tinh tế cảm nộ luân hồi phát tác đối với linh hồn chuyển kiếp nghiên cứu cực sâu luân hồi trí tôn có thể cảm ứng được thê tử linh hồn phương vị không bao lâu luân hồi trí tôn mở hai mắt ra ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn rõ ràng vợ hắn linh hồn không diệt, vẫn tồn tại như cũ ngày mai dâng lên đại kết cục sách mới tin tức thỉnh chú ý tác giả công chúng nít thờ tám chưa xong còn tiếp 1059 chương đại kết cục bản hoàn tất cả nghĩ kiệt 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 sáu lại có hai vị sinh linh trí tôn đi tới chết giới 6. diệp tinh cùng luân hồi trí tôn còn không có đổi tới chỗ liền bị mấy vị ba vị chết linh trí tôn chặn lại ở nói chuyện chết linh trí tôn liếm môi một cái tràn đầy say mê biểu lộ sinh linh trí tôn huyết đủ thật là mỹ vị a à. ai cản ta thì phải chết sáu luân hồi trí tôn cứu vợ sốt ruột đối với chết linh trí tôn đã không còn gì để nói trực tiếp động thủ khai kiện. trí tôn khí luân hồi giống như thế ra thi triển lục đạo luân hồi giết tới đồng thời cái chán mở ra luân hồi thần đồng tử bắn ra một đạo luân hồi chi quang diệp tinh cũng trước tiên lấy ra trí tôn khí diệt thần cung thi triển nát tinh vông ấn bắn ra một tiễn phanh 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 ba cái chết linh trí tôn phân biệt bị lục đạo luân hồi luân hồi chi quang nát tinh vông ấn cho đánh bay hơn nữa nát tinh vông ấn công kích càng là bắn lên một khối mảnh vụn phá hủy vị kia chết linh trí tôn thân thể chết linh trí tôn thân thể so trí tôn thân thể chỉ có hơn chứ không kém cực kỳ kiên cố cho dù là luân hồi trí tôn công kích đều không thể hư hao một chút diệp tinh cùng luân hồi trí tôn không sai biệt lắm nhưng lực phá hoại nhưng là muốn càng hơn một chút nát tinh vô ngấn nắm giữ cực hạn xuyên qua lực cho nên sắp chết linh trí tôn thân thể xạ rơi mất một khối cái này ba cái chết linh trí tôn chính là ba mươi năm ngoái phía trước mang theo tóc tím tử linh xâm lấn sinh giới ba cái kia lông đen tử linh thực lực của bọn nó vẹn vẹn cùng phổ thông trí tôn tương đương không phải diệp tinh cùng luân hồi trí tôn đối thủ giao thủ một cái liền bị thua ba vị chết linh trí tôn đều thất kinh vội vàng bỏ chạy đối với có thể làm bị thương bọn chúng diệp tinh rất là sợ hãi có thể phá hư thân thể của bọn hắn này liền mang ý nghĩa đánh lâu xuống diệp tinh có đánh giết bọn chúng có thể bọn chúng đương nhiên sợ diệp tinh cùng luân hồi trí tôn không có truy sát việc cấp bách là tìm kiếm luân hồi trí tôn vợ linh hồn không có thời gian cùng cái này ba cái chết linh trí tôn hao tổn thiên tinh vị diện sinh giới rộng lớn đến mức nào chết giới liền có bao rộng quát ba vị này chết linh trí tôn chỉ là phụ cận khu vực này chết linh trí tôn tại cái khác chỗ còn có càng nhiều chết linh trí tôn diệp tinh cùng luân hồi trí tôn nhất định phải mau chóng tìm được mục tiêu tiếp đó chạy về sinh giới hai người phá toái không gian hoành độ hư không không bao lâu liền đã đến một khối to lớn trên lục địa tại một đầu tĩnh mịch hắc cám hẻm núi chốt sâu luân hồi trí tôn rốt cuộc tìm được vợ linh hồn tại chết giới, linh hồn hoặc là theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tiêu tan, hoặc là đúc lại từ linh thân thể. Từ đây linh thân thể hợp nhất, hóa thành tử linh, trừ phi gặp phải một chút đặc thù gặp bỡ. Từ đây linh hồn cùng cơ thể không thể lại chia cách, chỉ có thể vĩnh là tử linh. đương nhiên, còn có loại thứ ba tình trạng, chính là bị những thứ khác tử linh tuôn phệ, luân hồi trí tôn thế tử. khi còn sống là vị chân thần, linh hồn ý chí phi thường cường đại, có thể tại chết giới sống suốt thời gian rất dài luân hồi trí tôn lấy luân hồi đại đạo cho thê tử truyền tin tức cuối cùng cũng có một ngày sẽ đến đây chết giới cứu nàng cho nên nàng vẫn không có đúc lại tử linh thân thể một mực lấy linh hồn trạng thái tại chết giới kiên trì tại chết giới loại này u ám lạnh như băng chỗ ngẩn ngơ đã gần ngàn năm hơn nữa còn phải lúc nào cũng phòng bị bị những thứ khác tử linh thốn vệ đích thật là trải qua hết sức khổ cực vì an toàn nàng lúc nào cũng trốn ở bí mật nhất tối u ám hẻo lánh nhất chỗ anh nguyên sáu luân hồi trí tôn nhìn xem vợ linh hồn dù cho là trí tôn cũng kích động không thôi cơ thể đang run rẩy ta tìm được ngươi ta rốt cuộc tìm được ngươi ta không có nuốt lời ta thật sự tới chết giới cứu ngươi tiêu sông ca sáu anh nguyệt chân thần linh hồn nhìn xem đột nhiên xuất hiện luân hồi trí tôn ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc nàng đã đợi quá lâu quá lâu gần như sắp nạn lòng phải trí nàng có chút khó có thể tin đây là sự thực thật là ngươi tiêu sông ca nhưng ở xác định sau đó anh nguyệt chân thần linh hồn lập tức kinh hỉ nào tới luân hồi trí tôn trong ngực âm thanh giống như thúc thiết ngươi rốt cuộc đã đến tiêu sông ca ta chờ ngươi trở đến thật là khổ ta đều nhanh không tiếp tục kiên trì được sáu linh hồn chính là hư vô tri vật luân hồi trí tôn nghĩ vô vô anh nguyệt chân thần phía sau lưng nhưng mà trực tiếp từ trong thân thể của nàng xuyên qua luân hồi trí tôn không thể làm gì khác hơn là buông cánh tay xuống đạo anh nguyệt ngươi chịu khổ bất quá từ giờ trở đi hết thể đều tốt ngươi còn nhớ rõ huyên nhi sao nữ nhi của chúng ta nàng chuyển thế trùng sinh thành công cũng đã tu luyện thành tám nhất thần quân nàng tại luân hồi trong thánh địa chờ ngươi trở về huyên nhi nữ nhi của chúng ta ta làm sao lại quên huyên nhi còn tốt chứ nói đến nữ nhi anh nguyệt chân thần linh hồn lập tức liền chấn định rất nhiều tàn mát ra mẫu tính hào quang luân hồi trí tôn nói huyên nhi rất tốt anh nguyệt ta tới cho ngươi giới thiệu một chút huyên nhi trợ phu con rể của chúng ta sáu hắn gọi diệp tinh một bên diệp tinh cuối cùng sáng bóng bên trên bảo hướng anh nguyệt chân thần linh hồn cùng kính thi lễ một cái con rể bài kiến nhạc mẫu anh nguyệt chân thần linh hồn nhìn hướng diệp tinh lộ ra vẻ vui mừng đạo huyên nhi nàng cũng lập gia đình hào sáu Hảo hai tử chỉ là một mắt anh nguyệt chân thần liền đối với diệp tinh người con rể này tương đương hài lòng có thể cùng đi luân hồi trí tôn đến đây chết giới cứu nàng tuyệt không phải hạng người qua loa luân hồi trí tôn lấy ra một cây mặt ngoài có phủ văn màu đen đầu gỗ đạo nơi đây không phải nói chuyện chi địa anh nguyệt ngươi tiến vào căn này bảo hộ hồn mộc chi bên trong ta mang ngươi rời đi chết giới trở về luân hồi thánh địa anh nguyệt chân thần điểm linh hồn gật đầu hướng hai người giải thích một câu các ngươi cẩn thận một chút tiếp đó liền tiến vào bảo hộ hồn mộc chi bên trong linh hồn tại chết giới bên trong có thể còn sống nhưng ở sinh giới ngoại trừ một chút đặc thù hợp thành âm chi mà liền không cách nào mà sống muốn mang linh hồn rời đi chết giới nhất định phải đem linh hồn thu vào bảo hộ hồn mộc chi bên trong dạng này đến liêu sinh giới mới có thể tiếp tục sống sót chúng ta đi luân hồi trí tôn đem bảo hộ hồn mục thu vào không gian thần khí bên trong hòa diệp tinh lập tức phá toái không gian hướng trở về sinh giới khoảng không gian tiết điểm cực tốc mà đi bọn hắn tại chết giới bên trong tử linh có thể cảm nhận được huyết nhục của bọn hắn khí tức hơn nữa cái kia chạy trốn ba vị chết linh trí tôn nhất định sẽ thông chi những thứ khác chết linh trí tôn tìm kiếm giúp đỡ tuy lấy diệp tinh cùng luân hồi trí tôn thực lực cho dù là cường đại nhất chết linh trí tôn bọn hắn cũng không sợ nhưng mà vẫn là không có cách nào chỉ dựa vào hai người liền đối kháng toàn bộ chết giới chết linh trí tôn cho nên nhất định phải mau chóng chạy về sinh giới thời gian càng ngắn đuổi theo khoảng không gian tiết điểm phụ cận ngăn giết bọn hắn chết linh trí tôn lại càng ít cũng không lâu lắm diệp tinh cùng luân hồi trí tôn liền về tới thông hướng sinh giới khoảng không gian tiết điểm phụ cận không ra dự liệu của bọn hắn phía trước chạy trốn ba vị chết linh trí tôn lại trở về tới hơn nữa còn nhiều thêm bảy vị chết linh trí tôn hết thể 10 vị chết linh trí tôn chờ đợi ở trên không gian tiết điểm phụ cận bọn chúng mặc dù có thể thông qua huyết đục khí tức cảm ứng được diệp tinh cùng luân hồi trí tôn vị trí nhưng cũng không có giết đi qua mà là lựa chọn ở trên không gian tiết điểm phụ cận chờ đợi bọn chúng rất rõ ràng diệp tinh cùng luân hồi trí tôn nhất định sẽ thông qua không gian tiết điểm trở về sinh giới diện thân cung luân hồi bàn diệp tinh cùng luân hồi trí tôn lập tức sử dụng trí tôn khí thi triển thần thông giết tới đối với chết linh trí tôn không có chuyện gì để nói coi như ngươi nói đến dễ nghe đi nữa bọn chúng cũng sẽ không thả ngươi đi qua muốn thông qua bọn chúng phong tỏa chỉ có chiến đấu sinh linh trí tôn huyết đục sáu giết chết bọn hắn uống máu của bọn hắn sáu sáu chết linh trí tôn đều hưng phấn thét lên hướng diệp tinh cùng luân hồi trí tôn vào tới chết linh trí tôn sẽ không thần thông cũng không có thiên đạo linh nộ có chính là kiên cố vô cùng thân thể cùng lực lượng cường đại cùng với tốc độ cực nhanh dù cho sinh linh trí tôn biết thần thông nhưng mà đối mặt một cái thân thể so với mình vững chắc hơn sức mạnh lớn hơn nữa tốc độ mau hơn chết linh trí tôn đơn đà độc đấu cũng không phải đối thủ chỉ là bằng tốc độ diệp tinh cùng luân hồi trí tôn liền có thể đoán được cái này mười cái trí tôn bên trong có mấy cái so vừa rồi ba cái chết linh trí tôn càng thêm cường đại cùng nhau đương vu đại đạo trí tôn cấp bậc bất quá còn tốt cũng không có cùng nhau đương vu tối cường trí tôn tồn tại diệp tinh liền từng một người đánh chết quá mười một vị trí tôn liên thủ hiện tại diệp tinh nhiều lĩnh ngộ hai loại tối cường đạo phát tắc thực lực lại tăng lên rất nhiều chết linh trí tôn tuy nhiều đối với vu diệp tinh mà nói nhưng cũng không tính là cái gì nát tinh vô hạn hỗn động đại lực tiễn diệp tinh liên tục bắn cung thi triển tiễn thuật thần thông đem công kích phong tỏa một cái chết linh trí tôn chết linh trí tôn tốc độ rất nhanh nhưng tiễn thuật thần thông tốc độ càng nhanh thoáng qua ở giữa cái này chết linh trí tôn liền ngay cả bên trong hai mũi tên đầu tiên là một khối thân thể mảnh vụn bay ra ngay sau đó một mảng lớn thân thể mảnh vụn bắn tung tóe cái kia chết linh trí tôn lập tức liền bị đánh bay gian lận bên trong bên ngoài còn lại xông lên chết linh trí tôn thần sắc cũng là sở lập tức sợ hãi nếu như nói sinh linh trí tôn dựa dẫm là trí tôn thân thể như vậy, từ linh thân thể so đồng cấp bậc trí tôn thân thể đều phải càng hơn một bậc, vậy càng là dựa dẫm. Nếu là phần này dựa dẫm không còn, chết linh trí tôn đồng dạng sẽ sợ hãi. Chết linh trí tôn, không có tam thai tiểu nạn, chỉ cần không bị giết chết, liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Hơn nữa, từ linh trở thành trí tôn, thật quá khó khăn. Từ thế giới sinh ra đến nay, vô tận năm tháng, đạn sinh chết linh trí tôn còn không, có bây giờ thiên tinh vị diện còn sống sinh linh trí tôn nhiều. Thật vất vả trở thành chết linh trí tôn, ai sẽ nguyện ý bị giết chết? bởi vậy một kiến diệp tinh lại có thể đối với chết linh trí tôn tạo thành lớn như vậy tổn thương chúng chết linh trí tôn tất cả đều sợ hãi thôn vệ trí tôn huyết nhục tự nhiên có thể tăng cao thực lực nhưng cùng tướng mệnh so rõ ràng vẫn là mạng tương đối trọng yếu ngay tại chúng chết linh trí tôn ngây người ở giữa diệp tinh lại lần nữa bắn cùng, lại có một vị chết linh trí tôn thân thể bị bắn ra vỡ tan lui nhanh luân hồi trí tôn ra tay cũng là đánh bay mấy cái chết linh trí tôn ngay từ đầu chết linh trí tôn vào người đông thế mạnh kêu là muốn nuốt diệp tinh cùng luân hồi trí tôn huyết nụ. bây giờ xem xét diệp tinh cùng luân hồi trí tôn thực lực quá mạnh nhanh như chớp liền toàn bộ chạy luân hồi trí tôn thở dài một hơi đạo còn tốt không có đụng tới tối cường trí tôn cấp bậc chết linh trí tôn chúng ta chuyến này xem như nhẹ nhõm diệp tinh gật gật đầu hắn đem hai cái chết linh trí tôn thân thể tạo thành đại phá hỏng nhưng là chỉ là cùng nhau đương vu tiểu đạo trí tôn chết linh trí tôn mà thôi nếu là cùng nhau đương vu đại đạo trí tôn chết linh trí tôn diệp tinh mặc dù cũng có thể làm bị thương bọn chúng nhưng có thể tạo thành phá hư cũng rất nhỏ đến nỗi cùng nhau đương vu tối cường trí tôn chết linh trí tôn có thể hiện tại diệp tinh còn không phá hư được thân thể của bọn hắn luân hồi trí tôn nói đi thôi chúng ta độ khó nhất qua là khoảng không gian tiết điểm một đoạn kia phạm vi đem linh hồn mang rời khỏi chết giới vi phạm với chết giới quy tắc xuyên qua không gian tiết điểm tướng chịu đến chết giới quy tắc áp chế không thua gì cùng tối cường trí tôn xảy ra chiến đấu đây chính là luân hồi trí tôn cần người giúp đỡ nguyên nhân tại thông qua không gian tiết điểm thời điểm hắn nhận lấy cái chết giới quy tắc áp chế phải toàn lực ngăn cản lúc này nếu có chết linh trí tôn tới công kích nhất định phải dựa vào hắn người đi đối phó bằng không hắn đối phó chết giới quy tắc cũng sẽ bị chết linh trí tôn đánh trúng đối phó chết linh trí tôn cũng sẽ bị chết giới quy tắc một lần nữa để trở về chết giới diệp tinh cùng luân hồi trí tôn tiến vào khoảng không gian tiết điểm luân hồi trí tôn lập tức cảm nhận được chết giới áp bách linh hồn không thể mang đi sinh giới trong hư không vô tận vang lên một đạo âm thanh khủng bố trong chốc lát chỉ thấy hư không trọng trọng sụp đổ giống như là có vô số tọa vô hình sơn nhạc đè ép xuống sinh tử nhị giới quy tắc so với giới diện quy tắc mạnh hơn nhiều vũ đạo trí tôn có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua giới diện hư không nhưng mà đối mặt sinh tử nhị giới quy tắc ngăn cản nhưng là rất khó đi tới luân hồi trí tôn tế ra luân hồi bản trên tay thi triển lục đạo luân hồi trên trán mở ra con mắt thứ ba thi triển luân hồi thần đồng tử đồng thời hướng về phía trước khoảng không công kích phá vỡ không gian áp chế cưỡng ép hướng sinh giới đi tới vừa rồi chạy trốn chết giới trí tôn cũng không đi xa tại hai người tiến vào khoảng không gian tiết điểm sau đó lại trở về tới nhao nhao tiến vào khoảng không gian tiết điểm lần nữa đánh tới sinh giới trí tôn đến đây chết giới tuyệt đối không phải tới du lịch mà là muốn đem thân nhân linh hồn mang về sinh giới chết linh trí tôn rất rõ ràng chết giới quy tắc diệp tinh chờ đợi tại luân hồi trí tôn bên cạnh thi triển tiễn thuật thần thông đem cái này đến cái khác chết linh trí tôn đánh lui làm chết linh trí tôn xông lên quá gần diệp tinh trực tiếp cơ nắm đấm liền đánh qua luận thân thể diệp tinh so chết linh trí tôn càng thêm cường đại đến gần chết linh trí tôn nhao nhao bị diệp tinh đánh bay có diệp tinh thủ hộ luân hồi trí tôn có thể đủ tất cả lực đối phó chết giới quy tắc áp chế tốc độ đi tới cũng không coi là chậm không bao lâu hai người cuối cùng đến gần khoảng không gian tiết điểm sinh giới phần cuối những cái kia chết linh trí tôn mới không cam lòng từ bỏ xuyên qua không gian tiết điểm đến sinh giới đang ở trước mắt hai người trong mắt đều bắn ra ánh mắt hưng phấn phá cho ta luân hồi trí tôn một thanh đại uống một kích toàn lực sắp chết giới quy tắc tầng cuối cùng áp chế đánh nát luân hồi trí tôn tốc độ tăng nhiều xuyên qua khoảng không gian tiết điểm đến đạt sinh giới diệp tinh theo sát mà lên vào thời khắc này đột nhiên thay đổi phát sinh một cái hỗn động vòng xoáy đột nhiên xuất hiện đánh vào khoảng không gian tiết điểm nơi cửa hướng phía dưới đột nhiên che lại xuống không gian trong lúc đó liền bắt đầu đại chốt vùi đây là vô cùng kinh khủng nhất kích hỗn động trong vòng xoáy còn mang theo sấm xét vang dội mấy có hủy thiên diện địa chi uy diệp tinh chỉ lát nữa là phải xuyên qua không gian tiết điểm đến sinh giới lại bị không gian này xuất hiện hỗn động vòng xoáy đánh vội vặn một cỗ lực lượng kinh khủng như thiên đao vạn quả đồng dạng như muốn phân giải diệp tinh thân thể nhưng diệp tinh thần thể thật sự là quá mức kiên cố cũng không bị cố lực lượng này xé rách nhưng mà sức mạnh kinh khủng kia diệp tinh nhưng là chống lại không được lập tức bị đánh trúng lui nhanh hướng chết giới bên trong ngã đi cái kia hôn động vòng xoáy cũng đi theo hạ xuống dưới tại hôn động vòng xoáy hậu phương là một cái lao giả tóc trắng thân ảnh trận bên trong lộ ra hưng phấn cùng đỉnh cuồng chi sắc là hôn động trí tôn diệp tinh dù chưa gặp qua hôn động trí tôn nhưng thấy qua hắn bức họa hôn động trí tôn tại giống to cho bản tọa đến chết giới bên trong đi thôi sáu sinh giới bên trong luân hồi trí tôn giật nảy cả mình hắn hòa diệp tinh nhất dạng vạn vạn không ngờ rằng vậy mà lại chịu hôn động trí tôn phục kích hôn động trí tôn thực lực thế nhưng là thiên tinh vị diện đệ nhất nhân hắn một kích toàn lực uy năng kinh khủng bực nào Liên cái này tuyên cổ trường tồn khoảng không gian tiết điểm đều bởi vì hôn động trí tôn một kích này mà sinh ra đại trôn vùi khoảng không gian tiết điểm hóa là một mảnh hỗn độn hư không trực tiếp biến mất không dành gian tiết điểm liên thông liền tối cường trí tôn đều không thể xuyên thẳng qua sinh tử nhị giới khoảng không gian tiết điểm giống như là một đầu liên thông sinh tử nhị giới lộ trên con đường này sinh tử nhị giới quy tắc cũng lớn đại suy yếu trí tôn mới có thể xuyên thẳng qua trong đó bây giờ con đường này hủy sinh tử nhị giới lại không con đường liên thông muốn từ sinh giới đi tới chết giới hoặc là từ chết giới đi tới sinh giới chỉ có một cái khả năng chính là một chút tạm thời sinh ra vết nước không gian thỉnh thoảng sẽ có liên thông sinh tử nhị giới thời điểm sáu diệp tinh sáu luân hồi trí tôn nhìn xem cái tia phiến hôn đồn hư không hô to hắn thi triển luân hồi thần đồng tử tìm tòi tỉ mỉ lấy đáng tiếc khoảng không gian tiết điểm đã không ở biến mất không còn tăm hơi hắn đã không phát hiện được diệp tinh tồn tại luân hồi trí tôn đứng lặng hư không trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh lần này chết giới hành trình mặc dù thành công cứu trở về thế tử nhưng mà Diệp Tinh lại vây ở chết giới, hắn không biết trở về luân hồi thánh địa sau đó, như thế nào hướng nữ nhi giải thích, tràn đầy tâm thương cùng khổ tâm. 6. Khoảng không gian tiết điểm bị hỗn động chí tôn phá hủy, Diệp Tinh bị hỗn động chí tôn cưỡng ép đánh về chết giới bên trong. Chết giới trong hư không, Diệp Tinh sừng sững hư không, nhìn phía xa hỗn động chí tôn, rất là phẫn nộ. Khoảng không gian tiết điểm đã bị hôn động chí tôn phá hủy. Bây giờ liền xem như hỗn động đến tôn bất ngăn cản hắn, Diệp Tinh cũng trở về không liếu sinh giới. Diệp Tinh tràn đầy lửa giận, lại có không hiểu, quát lên, vì cái gì? Ta với ngươi không cựu không oán. Luân hồi thánh địa cũng chưa từng tham dự đối ngươi vây giết, ngươi vì cái gì liều mạng đoạn mất đường lui của mình, cũng muốn đưa ta vào chỗ chết? Hôn động chí tôn thân hình cao lớn, mặc dù tóc trắng thơ lại cũng không trông có vẻ già. Ngược lại có loại hạt phát đồng nhan cảm giác, trên người có hơi thở hết sức khủng bố. Mới vừa rồi bị Diệp Tinh đánh lui chết linh trí tôn, cũng không trốn xa, gặp khoảng không gian tiết điểm trong vùi, Diệp Tinh cùng hôn động chí tôn xuất hiện ở chết giới, bọn chúng đều ở đây nơi xa xem chừng. Diệp Tinh cường đại, để bọn hắn trốn bước, hôn động chí tôn để lộ ra khí tức, đồng dạng nhường chết linh chí tôn không dám động thủ bọn hắn sở dĩ sợ diệp tinh là bởi vì diệp tinh đối bọn hắn tạo thành tổn thương mà sợ hỗn động trí tôn vẹn vẹn hỗn động trí tôn để lộ ra khí tức có thể thấy được hỗn động khí tức trí tôn mạnh đến mức nào kinh khủng hỗn động trí tôn nhìn xem diệp tinh trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc diệp tinh chịu hắn mới nhất sáng tạo đại thần thông hỗn động lôi phạt nhất kích vậy mà bình yên vô sự rất là ra hỗn động trí tôn dự kiến hỗn động lôi phạt là hỗn động trí tôn dung hợp hỗn động phát tắc trung cực lôi đạo phát tắc hai loại tối cường đạo phát tắc cùng với nhiều loại đại đạo tiểu đạo pháp tắc sáng tạo mà thành liền xem như tối cường trí tôn chịu hắn nhất kích cũng phải trí tôn thân thể vỡ tan thụ thương thương đối với vu diệp tinh quát hỏi hôn động trí tôn cười nhạt một tiếng đạo thất phu vô tội mang đáo vật có tội ngươi nắm giữ hôn động tinh tướng lĩnh ngộ hôn động phát tắc đối với bản tọa mà nói chính là một cái thuốc đại bổ, thôn phệ bất luận cái gì võ giả cũng không có đem ngươi thôn phệ hiệu quả tốt hơn những cái kia vũ đạo trí tôn đều liên thủ nhằm vào bản tọa muốn cắn nuốt một cái trí tôn quá khó khăn trí tôn thần tiễn vẫn là đem ngươi thôn phệ lại càng dễ một chút ta hủy liêu sinh chết nhị giới lộ ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn vẫn là ngoan ngoãn nhường bản tọa nuốt diệp tinh cả giận nói người đem ta thốt vệ cũng trở về không liếu sinh giới chết giới chỉ một mình ngươi sinh linh ngươi còn sống lại có có ý tứ gì hhhh sáu hôn động trí tôn nợ nụ cười đạo ai nói bản tọa không thể trở về sinh giới chỉ cần bản tọa nuốt ngươi hôn động pháp tắc đột phá tầng thứ ba cực hạn liền có thể thành vi vị mặt chỗ thể, đến lúc đó liền có thể đánh vỡ sinh tử nhị giới bích trướng tùy ý qua lại sinh tử nhị giới bản tọa đem khoảng không gian tiết điểm phá hủy cũng là tìm đường sống trong chỗ chết vừa tới để cho ngươi không chỗ có thể trốn thứ hai không nuốt lấy ngươi bản tọa cũng sẽ không bỏ qua chờ bản tọa nuốt ngươi thành vi vị mặt chúa tể về lại sinh giới đem những cái kia đối phó qua bản tọa trí tôn hết thể chém tận giết tuyệt thành vi vị mặt chúa tể có thể qua lại sinh tử nhị giới diệp tinh ánh mắt lập tức sáng lên lúc này diệp tinh cũng nhận được tinh thần điện khí linh tinh thần truyền âm hắn nói không sai ngụy chúa tể liền có thể tùy ý qua lại sinh tử nhị giới chủ nhân ngươi có ngụy chúa tể thực lực liền có thể cưỡng ép đánh vỡ sinh tử nhị giới hàng rào trở lại sinh giới trở thành chân chính vị diện càng là có thể đánh vỡ vị diện hàng rào đi tới những thứ khác vị diện thế giới có hồi sinh giới hy vọng diệp tinh tâm bên trong liền thư sướng nhiều nhìn xem hỗn động trí tôn cười lạnh nói hỗn động trí tôn ngươi lần này là mang đá lên đập chân mình muốn giết ta liền không có cửa đâu ngươi liền cả một đời ở tại chết giới bên trong a tiếng nói rơi diệp tinh không gian bốn phía hóa thành nắp ấy thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa phá thoái không gian mà đi vừa rồi diệp tinh cảm thụ qua hỗn động trí tôn công kích so với hắn bây giờ mạnh hơn rất nhiều khó trách tím vi trí tôn tại đế vương pháp tắc đệ tầng hai cực hạn thời điểm cùng mặt khác bảy đại tối cường Chí tôn liên thủ đều không phải là hỗn động Chí tôn đối thủ hỗn động Chí tôn thấy thế một thanh đại giống trốn chỗ nào sáu chết giới nhưng không có cái gì hiểm địa di tích ngươi trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay đang khi nói chuyện hôn động trí tôn đồng dạng phá toái không gian đuổi theo hôn động trí tôn lòng tin tràn đầy linh hồn của hắn ý chí khóa chặt liễu diệp tinh chỉ cần diệp tinh tại chết giới bên trong đừng nghĩ tránh thoát hắn truy sát là sống giới hôn động trí tôn người này thực lực quá mạnh mẽ chúng ta chết linh trí tôn không có một cái nào là của hắn đối thủ hắn hôn động pháp tắc rất khủng bố có thể trực tiếp thôn vệ chúng ta thi ngọc năng lượng chúng ta tuyệt đối không nên trêu chọc hắn ân sáu hắn phải chiếm đoạt vị thiên tài kia chân thần liền để hắn đi thôn vệ à chờ hắn thôn vệ thành công, liền sẽ trở lại sinh giới. 6. Xa xa chết linh trí tôn tán đi, bọn chúng đều biết hôn động trí tôn uy danh. Tại chết giới bên trong, không có cái nào chết giới trí tôn dám cùng hôn động trí tôn đối nghịch, bởi vì hôn động trí tôn hôn động phát tác, có thể thôn vệ hết thảy. Tầng thứ 3 hôn động phát tác, càng là đáng sợ. Dù là thi ngọc tại chết linh trí tôn thể nội, hôn động đến tôn đô có thể cưỡng ép thôn vệ năng lượng trong đó. Nếu không phải chết linh trí tôn không hiểu pháp tắc, hôn động trí tôn thôn vệ chết linh trí tôn đối với hắn pháp tắc lĩnh ngộ cũng sẽ không có tăng trưởng, chết linh trí tôn chỉ sợ sớm đã bị hỗn động trí tôn nuốt chửng lấy hết chết giới diệp tinh không ngừng phá toái không gian xuyên thẳng qua hư không đối ứng sinh giới chết giới đồng dạng là từng cái giới diện chỉ bất quá mỗi một cái giới diện cũng là hoàn toàn tĩnh mịch cùng u ám hoang vu hôn động chí tôn tốc độ không kém vu diệp tinh một đường truy sát hai người một đuổi một chạy ngẫu nhiên giao thủ chiến đấu chính là hư không vỡ vụn không gian trôn vùi chiến đấu ba động phá vỡ thương cung phá vỡ đại lục luận thực lực hôn động chí tôn muốn càng hơn một bậc nhưng luận thể phách nhưng là diệp tinh càng hơn một bậc cho nên diệp tinh dù cho ở vào hạ phong nhưng hỗn động chí tôn muốn đánh bại diệp tinh nhưng cũng không dễ hai người truy đuổi trốn trốn trong nháy mắt liền qua hơn 10 ngày hai người đã đi khắp chết giới số đông giới diện trí tôn thần tiễn bản tọa nhìn ngươi còn có thể trốn bao lâu ngươi luôn có hết lực thời điểm hôn động đến tôn bất dừng truy sát hơn nữa ngôn ngữ chu tâm bản tọa hôn động phát tắc đã đạt tầng thứ ba thời thời khắc khắc đều có thể thôn phệ đến số lượng cao tinh thần năng lượng có thể truy sát ngươi đến vĩnh viễn ngươi trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay một ngày này diệp tinh phá toai không gian đi tới một cái mới giới diện diệp tinh cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt cái giới diện này khí tức mười phần cực nóng trên đất bằng không còn là một lần hoang vu mà là vô biên hỏa hải. Diệp Tinh hơi kinh hãi, hắn đối với chết giới hiểu rất ít, không biết chết giới bên trong còn có một cái như vậy hỏa diễm thế giới. Đây là chết giới cực diễm hỏa giới. Một chút hạ người cùng hung cát, sau khi chết linh hồn liền sẽ xuất hiện ở cực diễm hỏa giới, linh hồn sẽ bị thiêu vì cho tàn, nơi này hỏa diễm ẩn chứa tối trung cực hỏa diễm pháp tắc, liền đến tôn đô chịu không được bao lâu. Khí linh tinh thần hướng Diệp Tinh truyền âm, hắn nắm giữ giám sát thiên tinh vị diện năng lực, chết giới cũng là thuộc về thiên tinh vị diện một bộ phận, tự nhiên sẽ hiểu. Diệp Tinh trong mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng tránh ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái này cực diễm hỏa giới, đối với hắn mà nói dường như là một chỗ bảo điện diệp tinh người như lưu quang lập tức liền rơi vào hỏa diễm trong biển trong này có tối trung cực hỏa diễm phát tắc cho dù là trí tốt khí đều có thể luyện hóa nhưng mà cho dù là tối trung cực hỏa diễm phát tắc muốn luyện hóa một kiện trí tốt khí cũng không dễ dàng cần thời gian rất dài liền đến tôn đô có thể ở cực diễm hỏa giới bên trong dừng lại thời gian nhất định diệp tinh thời gian dừng lại chắc chắn càng dài diệp tinh rơi vào vô biên hỏa hải lập tức cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa cực nóng phải do người liền hắn trí tôn thân thể đều có một loại muốn bị thiêu cảm giác hỗn động tinh tướng hỗn động phát tắc Diệp Tinh vận dụng hỗn động tinh tướng, thi triển hỗn động pháp tắc, liền lập tức bắt đầu thôn vệ vô biên hỏa trong biển hỏa diễm năng lượng. Đồng thời, tinh truyền trong đan điền tinh thần hỏa chủng cũng bắt đầu hấp thu hỏa diễm tinh hoa. Chỉ cần tinh thần hỏa chủng tăng lên tới đầy đủ phẩm chất, Diệp Tinh liền có thể không nhìn hỏa diễm bên trong pháp tắc diệt sát. Hơn nữa, thôn vệ đến đầy đủ hỏa diễm năng lượng, Diệp Tinh chu tức tinh tướng còn có thể tiến hóa, biến thành thái dương tinh cùng nhau, hỏa diễm pháp tắc cũng có thể lộ sắc thành cấp cuối hỏa diễm pháp tắc. Nguyên nhân chính là như thế, cực diễm hỏa giới đối với Vu Diệp Tinh mà nói mới xem như bảo địa. Nếu là tinh thần hỏa chủng đạt đến miễn dịch trung cực hỏa diễm pháp tắc trình độ, cái kia diệp tinh liền có thể hấp thu cực diễm hỏa giới hỏa diễm giết địch chu tước tinh tướng tiến hóa thành thái dương tinh cùng nhau có thể để thăng diệp tinh hỏa diễm vi năng hỏa diễm pháp tắc lột sát thành trung cực hỏa diễm pháp tắc càng là tăng lên rất nhiều thực lực của hắn tại cực diễm hỏa giới diệp tinh có thể tới một lần hoàn mỹ thăng hoa nếu là hắn có thể lĩnh ngộ bốn loại tối cường đạo pháp tắc hình thành thần thông e rằng hỗn động đến tôn đâu ngăn cản không nổi không bao lâu linh hồn khóa chặt diệp tinh hỗn động trí tôn liền truy sát tới cực diễm hỏa giới ha 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 sáu kiến diệp tinh dừng lại ở vô biên hỏa trong biển hỗn động chí tôn cười to đạo Ngươi cho rằng trốn cực diễm hỏa giới biển lửa, bản tọa liền không làm gì được ngươi. Cực diễm hỏa giới hỏa diễm pháp tắc hoàn toàn chính xác đáng sợ, đạt đến trung cực hỏa diễm pháp tắc cấp độ thứ ba, liền xem như vũ đạo chí tôn đều không chịu nổi. Nhưng bản tọa thế nhưng là thiên tinh vị diện đệ nhất nhân, liền xem như cấp độ thứ ba trung cực hỏa diễm pháp tắc, bản tọa hồn động pháp tắc cũng có thể hóa giải. Ha ha sáu. Bản tọa tại cực diễm hỏa giới dừng lại lại lâu đều không có vấn đề. Nơi này hỏa diễm căn bản không đả thương được bản tọa. Đang khi nói chuyện, hồn động chí tôn liền xông vào vô biên hỏa diễm bên trong, thi triển hồn động lôi phạt hướng diệp tinh giết tới. Nhưng vào lúc này một tòa cung điện to lớn đột nhiên xuất hiện tương diệp tinh bao phủ trong đó cung điện này to lớn vô cùng bao phủ hỏa diễm phạm vi trường phương viên mấy chục vạn dặm là chúa tể khí tinh thần điện hôn động lôi phạt công kích tại tinh thần điện bên trên phát ra bạo hưởng thanh âm thế nhưng là không thể hư hao tinh thần điện một chút hôn động trí tôn mở trừng hai mắt quát lên làm sao có thể đây là một kiện chúa tể khí nếu là trí tôn khí hôn động trí tôn coi như hủy hoại không được nhưng công kích cũng đủ để đem người ở bên trong cương ép chấn động đi ra thế nhưng là công kích của hắn rơi vào tinh thần điện bên trên nhưng là cảm ứng được sức mạnh bị đại đại hóa giải truyền lại vào bên trong bộ sức mạnh không gian không đủ một phần mười trí tôn khí không có khả năng tàn hắn chín thành sức mạnh cho dù là một phần 10 ạ đó cũng không phải là vậy võ giả có thể tiếp nhận thậm chí liền xem như đại đạo trí tôn cũng sẽ bị cưỡng ép dung ra tới nhưng mà diệp tinh nhưng còn xa không phải đại đạo trí tôn có thể so sánh vẹn vẹn hôn động trí tôn một phần 10 sức mạnh căn bản không có khả năng dung chuyển diệp tinh diệp tinh đem cái này phương viên mấy chục vạn dặm hỏa diễm đều thu vào tinh thần điện bên trong người đang tinh thần điện trong không gian tiếp tục hấp thu hỏa diễm năng lượng hắn hỏa diễm phát tắc tại dần dần đề thăng hướng trung cực hỏa đạo phát tắc biến hắn chu tước tinh tướng cũng tại trầm rãi đề thăng hướng thái dương tinh cùng nhau tiến hóa tinh thần hòa trùng đồng dạng để thăng phẩm chất đối với hôn động trí tôn công kích diệp tinh mắt điếc thai ngơ hôn động trí tôn không đánh tan được tinh thần điện cực diễm hỏa giới biển lửa cũng tiêu không được tinh thần khí hôn động đến tôn bất dừng hướng tinh thần điện công kích máy liệt nhưng hết thể đều là tốn công vô ích thời gian một ngày một ngày trôi qua ước chừng qua thời gian một tháng tinh thần điện bị diệp tinh nhất thu diệp tinh xuất hiện lần nữa tại cực diễm hỏa giới trong biển lửa diệp tinh bầu trời lơ lửng tam đại tinh tướng thành phẩm chữ hình sắp xếp lẫn nhau chống lại một loại trong đó tinh tướng là một đoàn cực nóng vô cùng hỏa diễm tinh thần lộ ra cực hạn khí tức nóng bỏng chính là đã tiến hóa thành đến cao tinh tương thái dương tinh cùng nhau tam đại đến cao tinh tương huyền không diệp tinh đứng ở vô biên hỏa trong biển lộ ra một loại kinh thiên động địa kinh khủng như thế nhìn xem ba loại đến cao tinh tương hôn động đến tôn đô hơi xứng sở hắn nắm giữ hai loại đến cao tinh tương theo thứ tự là hôn động tinh tướng lôi phạt tinh tướng cho tới nay cũng là thiền tinh vị diện phần độc nhất nhưng không nghĩ tới diệp tinh vậy mà so với hắn còn nhiều hơn một loại đến cao tinh tương nguyên lai ngươi trốn ở chúa tể khí bên trong lâu như vậy chính là vì hấp thu hỏa diễm năng lượng nhường chu tức tinh tướng tiến hóa thành thái dương tinh cùng nhau hôn động trí tôn nhìn chằm chằm diệp tinh mặc dù tại trong biển lượt nhưng âm thanh lại lộ ra hàn khí đạo thì tính sao coi như thêm ra một loại thái dương tinh cùng nhau ngươi vẫn là một con đường chết cho bản tọa đi chết đi hôn động nuôi phạt hôn động tinh tướng lập tức thi triển đại thần thông đánh tới một cái to lớn hôn động vòng xoáy xuất hiện bên trong sấm xét văng dội tràn đầy cực hạn lực phá hoại hôn động đại lực tiễn diệp tinh lấy ra diệt thần cùng lập tức bắn cùng một tiễn bắn ra Hán hỏa diễm phát tắc đã lột xác thành trung cực hỏa đạo phát tắc hôn động đại lực tiễn ẩn chứa bốn loại tối cường đạo phát tắc uy lực bùng lên Rầm 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 hai cái hôn động vòng xoáy va chạm phát ra kinh khủng tiếng nổ vang phương viên mấy vạn dặm không gian trong nháy mắt trong bụi trong chớp mắt phía sau hai người thần thông va chạm cuối cùng xuất hiện phân chia mạnh yếu chỉ thấy hôn động đại lực tiễn tiếp tục bắn mạnh hướng về phía trước mà hôn động lôi phạt nhưng là ầm ầm tan vỡ hôn động trí tôn giật này cả mình thần sắc khó có thể tin hắn quét ngang vũ đạo trí tôn vô địch được vinh dự thiên tinh vị diện đệ nhất nhân hắn đại thần thông vậy mà lại thua với một vị chân thần đây không có khả năng hôn động lôi phạt cho ta nghiền ép diện sát sáu, hỗn động chí tôn giống giận, hắn đã không có đường lui, sinh tử nhị giới thông đạo đã không, hắn nếu không thể thôn phệ diệp tinh, trở thành chúa tể, liền không cách nào lại trở lại sinh giới. diệp tinh vung tay lên, thế ra tinh thần điện đem toàn bộ cực diễm hỏa giới đều phong tỏa đứng lên. hiện tại hắn thực lực đã vượt qua hỗn động trí tôn, tự nhiên là phải bắt được cơ hội, phản sát đối phương, không cho đối phương cơ hội đào tẩu. hỗn động đại lực tiễn, diệp tinh lần nữa thi triển ra cường đại nhất thần thông, tinh thần hỏa trùng tội động, toàn bộ trong biển lửa hỏa diễm năng lượng đều điều động, nhường hỗn động đại lực tiễn càng là uy lực tăng gấp bội. Hỗn động lôi phạt lần nữa sụp đổ, hỗn động chí tôn cơ thể rung mạnh, hướng phía sau lui nhanh mấy trăm dặm. Nát tinh vô ngấn, Diệp tinh nhất phát tay, liền thi triển cực hạn tốc độ đại thần thông, vô tung vô ảnh, thẳng hướng hỗn động chí tôn. Nát tinh vô ngấn bắn tại hỗn động chí tôn trên thân, phát ra một tiếng bạo hưởng. Nát tinh vô ngấn bên trong cũng ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc, bây giờ hỏa diễm pháp tắc lột sắc thành trung cực hỏa đạo pháp tắc, nát tinh vô ngấn uy lực cũng theo đó bùng lên. Hỗn động chí tôn chí tôn thân thể đều bị bắn ra một cái lỗ thủng nhỏ. Hỗn động chí tôn kinh hãi, hắn bị thương. Lần thứ nhất cảm nhận được liễu sinh mệnh nguy hiểm, nát tinh vô ngấn hỗn động đại lực tiễn diệp tinh lần nữa giết ra thần thông không ngừng hỗn động trí tôn thi triển hỗn động lôi phạt ngăn cản lại bị hỗn động đại lực tiễn phá hủy rất nhanh trí tôn thân thể lại nhận lấy nát tinh vô ngấn công kích 6. tại liên tục chịu đến nát tinh vô đến hơn trăm lần công kích phía sau cũng bị hỗn động đại lực tiễn nghiền ép một lần hỗn động trí tôn cuối cùng sợ hãi muốn chạy trốn nhưng mà hắn phá toái không gian lại bị phong tỏa giới diện hư không tinh thần điện bắn ngược mà quay về ta dùng chúa tể khí phong tỏa cực diễm hòa giới hỗn động trí tôn ngươi không đường có thể trốn hôm nay người chết là ngươi mà ngươi hỗn động tinh tướng hỗn động phát tác trở thành ta thuốc đại bổ. Diệp Tinh quát lên, liên tục thi triển đại thần thông, đối với hỗn động trí tôn công kích mãnh liệt. Hỗn động trí tôn sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, trí tôn thân thể cũng mười phần kiên cố, dù cho Diệp Tinh tiễn thuật thần thông sức sát thương cực mạnh, nhưng một trận chiến này cũng tiến hành bên trên 10 ngày, mới rốt cục đem hỗn động trí tôn chém giết. Ta hận rồi. Hỗn động trí tôn còn sót lại sức mạnh, tinh tướng bị Diệp Tinh dùng hỗn động phát tắc, hỗn động tinh tướng thôn vệ, chỉ còn lại không cam lòng oán hận thanh âm đang vang vọng. thôn vệ hỗn động chí tôn tinh tướng cùng còn sót lại phát tắc, Diệp Tinh hỗn động phát tắc có tăng trưởng lớn, từ tầng thứ nhất bùng lên đến tầng thứ 3 tinh thần tiền bối tại chân thần chi cảnh như thế nào mới có thể đạt đến ngụy chúa tể thực lực diệp tinh hướng khí linh tinh thần hỏi thăm ít nhất cũng phải đem năm loại tối cường đạo phát tắc lĩnh ngộ được tầng thứ ba a khí linh tinh thần đạo năm loại diệp sinh âm thầm tắc lưỡi bây giờ ta hỗn động phát tắc đã đạt đến tầng thứ ba mặt khác còn lĩnh ngộ tiến đạo phát tắc trung cực hắc cám phát tắc trung cực hỏa diễm phát tắc ba loại tối cường đạo phát tắc nhưng cũng là tầng thứ nhất loại thứ năm tối cường đạo pháp tắc còn không có lĩnh ngộ xem ra ta tại chết giới còn phải dừng lại không thiếu thời gian khí linh tinh thần đạo tại chết giới ngoại trừ tu luyện cũng không khả năng làm cái khác ngươi liền yên tâm tu luyện a ngươi ở đây vũ trụ thế giới lĩnh hội thiên đạo phát tắc hẳn là không được bao lâu thời gian mo hơn một năm a sáu diệp tinh khỏe miệng co quắp đống núc đ hơn một năm hắn sống đến bây giờ cũng mới hơn tám trăm tuổi đầu sáu thiên tinh vị diện thời gian một ngày một ngày trôi qua tím vi thần đỉnh cương vực không ngừng quyết trương không có hỗn động trí tôn kiềm chế tím vi trí tôn dành tay toàn lực mở rộng thần đỉnh cương vực bản thân tím vi trí tôn chính là tối cường đạo pháp tắc tầng thứ ba cường giả còn nữa thủ hạ còn có thái dương trí tôn quá âm trí tôn tử vong trí tôn Hạ cám trí tôn tứ đại tối cường trí tôn liền xem như luân hồi chí tôn cũng không chống lại được trăm năm phía sau lôi phạt thánh địa bị tím vi thần đỉnh công không có lôi phạt giới vực hoàn toàn bị tím vi thần đỉnh chiếm lĩnh lôi phạt chí tôn cũng lựa chọn hướng tím vi chí tôn thần phục khiến cho tím vi chí tôn như hồ thêm cánh sau đó lại qua hai trăm năm ngũ hành giới vực quan minh giới vực cũng lần lượt bị tím vi thần đỉnh công không có ngũ hành chí tôn quan minh chí tôn không có lựa chọn hướng tím vi chí tôn thần phục mà là trốn hướng luân hồi thánh địa tím vi thần đỉnh đại quân tại tím vi chí tôn dẫn đầu dưới rất nhanh lại giết tới luân hồi thánh địa theo tím vi thần đỉnh càng ngày càng tương đại Quốc vận càng ngày càng cường thịnh, tím vị trí tôn đế vương đại đạo cũng là ngày càng tăng trưởng, thực lực càng ngày càng mạnh. Nhất là nhất thống bát đại giới vực sau đó, tím vị trí tôn đế vương pháp tắc, đạt đến tầng thứ ba cực hạn, thực lực đã đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi, không kém gì ngày xưa hôn động chí tôn. Hơn nữa, theo quốc vận đề thăng, tím vị trí tôn thực lực còn sẽ có tăng trưởng. Nếu là đánh hạ luân hồi thánh địa, toàn bộ thiên tinh vị diện đều thuộc về tím vi thần đỉnh tất cả, tím vị trí tôn càng là có thể đạt đến trong truyền thuyết kia chúa tể chi cảnh. Dù cho chỉ là ngụy chúa tể, cái kia cũng đủ để hành kích cửu thiên, càn quét thập địa, vũ đạo chí tôn đánh giết đứng lên dễ như trở bàn tay thế nhưng là tím vị trí tồn tại luân hồi thánh địa gặp trở ngại luân hồi thánh địa trận pháp đến từ tinh thần bí cảnh cường đại đến đáng sợ dù cho tím vị trí tôn thực lực càng ngày càng mạnh hơn nữa nắm giữ năm vị tối cường trí tôn giúp đỡ nhưng còn công không được luân hồi thánh địa luân hồi thánh địa là tím vị trí tôn vấn đỉnh chúa tể duy nhất trở ngại dù cho đánh lâu không xong cũng không có triệt binh mà là một ngày lại một ngày tiến đánh hắn tin tưởng không có trận pháp là sức mạnh vững hẳn cuối cùng sẽ có một ngày luân hồi thánh địa sẽ bị hắn công phá cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ trở thành vi vị, vị mặt chúa tể Sáu, thời gian vội vàng đã qua ngàn năm diệp tinh đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh lộ so khí linh tinh thần dự tính phải mo hơn một chút khí linh tinh thần dự tính diệp tinh có thể tại hơn một ngàn năm đem năm loại tối cường đạo pháp tắc lĩnh Nộ đến tầng thứ ba mà diệp tinh chỉ tốn một ngàn năm ra mặt mà thôi miễn cưỡng một nghìn ba mươi năm hỗn động pháp tắc đệ tầng ba trung cực Tiễn đạo pháp tắc đệ tầng ba trung cực hắc cám pháp tắc đệ tầng ba trung cực hỏa đạo pháp tắc đệ tầng ba trừ cái đó ra diệp tinh phong đạo pháp tắc cũng xảy ra thuỷ biến đạt đến trung cực phong đạo pháp tắc chi cảnh hơn nữa cũng lĩnh ngộ tới tầng thứ ba đương nhiên ngàn năm xuống diệp tinh đối với tối cường đạo pháp tắc lĩnh ngộ không chỉ cái này năm loại thôn vệ pháp tắc hủy diệt pháp tắc cũng nước chạy thành sông thuế biến tới tối cường đạo pháp tắc chi cảnh chỉ là không có lĩnh ngộ được tầng thứ ba thôi diệp tinh mặc dù tại chết giới bên trong nhưng đối với sinh giới sự tình nhưng là nhất thanh nhị sở khí linh tinh thần có thể cảm giác thiên tinh vị diện chuyện vụ các ngươi vây khốn luân hồi thánh địa bảy trăm năm tiếng vi trí tôn quá âm trí tôn sáu nên các ngươi bỏ mạng thời điểm đến rồi diệp tinh tâm bên trong thầm nghĩ hắn bây giờ có được ngụy chúa tể thực lực có mười phần lòng tin đem tím vi trí tôn mọi người một mẹ hốt gọn phá cho ta diệp tinh thu hồi tinh thần điện một thanh đại uống từng bước đi ra tê lạp sinh tử nhị giới che chắn tại diệp tinh một bước này ở giữa nước ra nháy mắt sau đó diệp tinh liền xuất hiện ở sinh giới bên trong diệp tinh xuất hiện chỗ ở vào khi xưa ngũ hành giới vực cách luân hồi giới vực luân hồi giới rất là xa xôi mà đối với bây giờ một bước có thể vượt qua sinh tử nhị giới diệp tinh mà nói nhưng là gần tại thức gấp diệp tinh lần nữa từng bước đi ra xuyên thẳng qua vô số giới diện hư không trực tiếp xuất hiện tại luân hồi trên thánh địa khoảng không vung tay lên diệp tinh tế ra tinh thần điện phong tỏa luân hồi giới vũ đạo chí tôn phản ứng cỡ nào linh mẫn vô luận là luân hồi thánh địa bên ngoài tím vi trí tôn chờ trí tôn vẫn là luân hồi trong thánh địa luân hồi trí tôn chờ trí tôn ánh mắt đều hướng diệp tinh nhìn lại trong lúc nhất thời mọi người không khỏi rung động tiêu thất ngàn năm trí tôn thần tiễn vậy mà sáu cứ như vậy đột nhiên lại xuất hiện nhìn thấy diệp tinh tím vi trí tôn chờ trí tôn trong mắt đều nổ bắn ra sắc cơ luân hồi trí tôn nhưng là thần sắc đại hỷ vội vàng đưa tin thông chi nữ nhi vi nhẹ huyên luân hồi trong thánh địa vi nhẹ huyên đã trước một bước thu đến liễu diệp tinh đưa tin vui vẻ lập tức nước mắt đều chảy ra vội vàng chạy ra ngoài điện quan sát thiên nhiên quá đi vi nhẹ huyên đã là thập tinh chân thần nàng ghi nhớ diệp tinh mà nói không cần vội vã chứng đạo mà là tại chân thần chi cảnh nhiều lĩnh ngộ thiên đạo phát tác dạng này mới có thể trở thành chân chính vị diện chúa tể luân hồi trên thánh địa khoảng không quá âm trí tôn một bước vượt qua hư không xuất hiện tại diệp tinh trước mặt quá âm trí tôn nhìn xem diệp tinh mặt tràn đầy sắc cơ cười lạnh nói nghe nói tiểu tử ngươi bị vây ở chết giới bên trong hh sáu vậy mà không có bị hỗn động trí tôn thôn phệ hết ngược lại đi bốn vận trở về lại liêu sinh giới bất quá bản tọa vẫn cảm thấy chết giới thích hợp ngươi hơn hôm nay bản tọa sẽ thấy tiễn đưa ngươi đi chết giới à. Tiếng nói rơi, Quá Âm Chí Tôn sử dụng trí Tôn Khí Quá Âm kiếm, Thái Âm Tuyệt Mệnh kiếm. Quá Âm Chí Tôn lập tức lập tức thi triển ra Đại Thần Thông, hướng Diệp Tinh đánh tới. Tuy từ chết giới trở về sinh giới, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là trở thành trong truyền thuyết chúa tể, liền có thể tùy ý xuyên thẳng qua sinh tử nhị giới. Nhưng mà, không có ai cho rằng Diệp Tinh đạt đến chúa tể tình cảnh, Diệp Tinh thố lộ khí thức, vẫn là chân thần mà thôi, còn chưa chứng đạo. Tối cường Chí Tôn một trong Quá Âm Chí Tôn ra tay, ạt kinh khủng bực nào, luân hồi thánh địa võ giả, cơ hồ tâm đều căng thẳng, bóp thánh tử lau một vệ mồ hôi. Chỉ có luân hồi Chí Tôn, thần sát như thường. Hắn biết rõ Diệp Tinh thực lực. Ngàn năm phía trước, Diệp Tinh liền đã không kém gì hắn, thiên nhiên quá đi, Diệp Tinh thực lực tuyệt đối đã xưa đâu bằng nay. Đối mặt quá âm chí tôn một cái này, Diệp Tinh gác tay mà đứng, không né tránh, cũng không có ra tay ngăn cản. Chỉ là hắn bên ngoài cơ thể ngũ trọng tầng thứ ba tối cường đạo pháp tắt phòng ngự, cũng đủ để đem Thái Âm tuyệt mệnh kiếm ngăn cản được. Quả nhiên, Thái Âm tuyệt mệnh kiếm chém vào Diệp Tinh phía trước, tựa như vào vũng bùn, sức mạnh phi tốc bị phân giải. Tiếp đó, Diệp Tinh nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, liền đem Chí Tôn khi quá âm kiếm giáp tại trong tay. Cho dù là chúng vũ đạo Chí Tôn bây giờ cũng thần sắc chấn động lòng sinh hãi nhiên diệp tinh vậy mà sáu Thời hợt như thế liền hóa giải quá âm trí tôn đại thần thông hơn nữa còn tay không bắt được quá âm trí tôn trí tôn khí cái này sao có thể cái này hay là thật thần a liền xem như cường đại nhất vũ đạo trí tôn cũng không có thực lực như vậy quá âm trí tôn sắc mặt đại biến biểu lộ khó có thể tin diệp tinh cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn trở về quá âm chí tôn một thanh đại uống toàn lực tồi động quá âm kiếm quá âm kiếm là thập đại tối cường chí tôn khí một trong quá âm chí tôn tế luyện mấy chục vạn năm tâm thần hợp nhất nhất nghiệm mà động nhưng mà bây giờ vô luận quá âm chí tôn như thế nào tồi động quá âm kiếm quá âm kiếm tại Diệp Tinh hai ngón tay ở giữa đều không nhúc nhích tí nào Người muốn a à? muốn sẽ trả cho người Diệp Tinh khẽ quát một tiếng kẹp lấy quá âm kiếm hai ngón tay vung lên quá âm kiếm lập tức hướng quá âm chí tôn bay ngược mặc dù quá âm kiếm bên trong khí linh không nghe Diệp Tinh khống chế nhưng lại bị Diệp Tinh cưỡng ép chấn áp tiếp đó kiếm bên ngoài lại theo giao liễu Diệp Tinh nhiều loại thiên đạo phát tác bây giờ quá âm kiếm đã không còn là quá âm chí tôn tâm thần hợp nhất quá âm kiếm mà là đã biến thành một cái nhằm vào quá âm chí tôn kinh khủng sát khí mau tránh ra xa xa tím vi trí tôn một thanh đại uống thiên nhiên quá đi tím vi trí tôn thực lực cũng lớn tiến cách ngụy chúa tể chỉ kém nhất tuyến mà thôi có thể nhìn ra trong một kiếm này ẩn chứa lực lượng kinh khủng cơ hồ có thể chém giết trí tôn nhưng mà quá âm kiếm tốc độ so tím vi trí tôn thanh âm càng nhanh quá âm trí tôn căn bản không tránh được còn chưa kịp phản ứng liền bị quá âm kiếm xuyên xạ mạ qua tối cường trí tôn trí tôn thân thể cỡ nào kiên cố bây giờ cũng là bị quá âm kiếm hoàn toàn xuyên đấu tiếp đó lực lượng kinh khủng đem quá âm Chí tôn trí tôn thân thể phân giải trở thành trăm ngàn máu thịt vụn vô luận là tím vi thần đình võ giả vẫn là luân hồi thánh địa võ giả bây giờ tất cả đều tắt lưới cái này quá kinh khủng tối cường trí tôn vậy mà ngăn cản không nổi trí tôn thần tiễn tiện tay nhất kích mấu chốt nhất là phá vỡ quá âm trí tôn thân thể vẫn là quá âm trí tôn trí tôn khí quá âm kiếm đây quả thực không thể tưởng tượng nổi quá âm trí tôn tái sinh máu thịt trí tôn thân thể lúc lại cả mắt đều là hoảng sợ vội vàng về tới tím vi trí tôn sau lưng tím vi trí tôn nhưng là một bước hướng về phía trước hai mắt nhìn chòng chọc vào diệp tinh nội tâm của hắn cũng cực kỳ chấn động Hắn có thể đủ đạt đến cách ngụy chúa tể chỉ kém một đường cảnh giới, là bởi vì tím vi thần đỉnh cơ hồ thống nhất toàn bộ thiên tinh vị diện. Mà Diệp Tinh có tài đứa gì, lại có thể cùng hắn đánh đồng. Người sáu, đến tột cùng đạt đến mức nào? Tím vi trí tôn nói, hắn không thể nào hiểu được. Diệp Tinh chỉ là chân thần chi cảnh, lại nắm giữ như thế nghịch thiên thực lực. Diệp Tinh thản nhiên nói, ly vị mặt chúa tể còn rất xa khoảng cách, bất quá đánh chết người nhóm cũng là đủ rồi. Tím vi trí tôn lạnh rên một tiếng, quát lên, bản tọa ly vị mặt chúa tể chỉ kém nửa bước, mặc kệ ngươi có gì kỳ ngộ, hôm nay bản tọa cũng không thể lại lưu tính mệnh của ngươi tím vi trí tôn không biết diệp tinh nói tới vị diện chúa tể là chân chính vị diện chúa tể mà hắn nói tới chỉ là ngụy chúa tể mà thôi tím vi trí tôn còn kém nửa bước mới là ngụy chúa tể diệp tinh bây giờ cũng đã là ngụy chúa tể thực lực diệp tinh lời nhắc cùng tím vi trí tôn giảng giải chúa tể chân chính cùng ngụy chúa tể khác nhau vung tay lên một đạo tiễn thuật thần thông liền đã bắn rết qua đi nát tinh vông ấn đến rồi ngụy chúa tể thực lực cấp bậc trí tôn khi đối với vu diệp tinh mà nói đã vô dụng tiện tay nhất kích liền so trí tôn khí công kích càng đáng sợ trung cực tiễn đạo phát tắc trung cực hỏa đạo phát tắc trung cực phong đạo phát tắc trung cực hắc cám pháp tắc cũng là tầng thứ ba hình thành đại thần thông đáng sợ bao nhiêu mặc dù nát tinh vô ngấn không có ẩn chứa hỗn động pháp tắc nhưng uy năng cũng đã đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi tím vị trí tôn cách ngụy chúa tể kém nửa bước là trong cảnh giới kém nửa bước mà diệp tinh chỉ là thực lực đạt đến chúa tể cấp tu vi mới là thật thần chi cảnh sở dĩ thực lực mỹ tiên là bởi vì thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ thần thông uy lực trừ bỏ danh giới tranh lệnh diệp tinh ở trên thiên đạo pháp tắc tạo nghệ đại thần thông uy năng muốn vượt qua tím vị trí tôn cách xa vạn giảm nát tinh vô ngấn vừa ra tím vị trí tôn liền run lên trong lòng lập tức minh bạch diệp tinh thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ muốn hơn xa với hắn nhưng dù sao đối với cảnh giới của mình có đầy đủ lòng tin tím vị trí tôn nửa bước không lùi cầm trong tay tử vi tỷ một thanh đại uống phá đế vương thánh dụ nôn xuất pháp tùy phía trước không gian trôn vùi vỡ tan ra một đạo khoảng cách cực lớn vừa vặn đem nát tinh vô ngấn bao phủ trong đó nhưng mà nát tinh vô ngấn nhưng là cũng không có theo chôn vùi không gian cùng một chỗ tàn biến mặc dù bị suy yếu liêu bất thiếu sức mạnh nhưng vẫn như cũ nhanh như thiểm điện hướng tím vị trí tôn bàn tới la chán thím vị trí tôn biến sắc lần nữa hét lớn mở miệng thành lá chắn cùng nát tinh vô ngấn chi trường xuất hiện một bức không gian bích trướng nát tinh vô ngấn xạ kích tại không gian chi thuẫn bên trên phát ra một tiếng bạo hưởng hóa thành mảnh vụ lưu cương tiêu tan mà không gian chi thuẫn cũng chấn động xuất hiện vô số vết rách nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản xuống có thể đón lấy ta đây một tiễn hôm nay có thể thà cho người không chết diệp tinh quát lạnh một tiếng vung tay lên lần nữa thi triển ra tiễn thuật thần thông là hôn động đại lực tiễn trong hư không lập tức xuất hiện một cái kinh khủng hôn động vòng xoáy hôn động đại lực tiễn thế nhưng là ẩn chứa năm loại tầng thứ ba tối cường đạo pháp tắc còn có rất nhiều tiểu đạo đại đạo phát tắc uy lực so nát tinh vô ngấn cường đại hơn nhiều nát tinh vô ngấn ở chỗ tốc độ nhanh lực xuyên thấu mạnh mà hôn động đại lực tiễn nhưng là đường đường chính chính nghiên ép hôn động vòng xoáy vừa ra tím vi trí tôn liền cảm nhận đến một cỗ áp lực kinh khủng loại cảm giác này giống như là hơn mười vạn năm trước hàn đế vương pháp tắc vẫn còn tầng thứ hai lúc đối mặt hôn động trí tôn cảm giác đây là kẻ yếu đối mặt cường giả áp lực vô hình bản năng nói cho tím vi trí tôn một tiễn này hắn không cách nào chống lại tím vi trí tôn sắc mặt đại biến khó có thể tin rõ ràng là chính mình cách chúa tể chỉ kém nửa bước mà diệp tinh cách chúa tể vẫn còn trên lệch rất xa như thế nào diệp tinh có thể thi triển ra nhường hắn cảm thấy kinh khủng như vậy thần thông đến tận cùng là chuyển bỏ chạy vẫn là cùng đánh một trận tím vị trí tôn lựa chọn cái sau đối với mình cảnh giới dù sao vẫn là rất có lòng tin hắn không tin cách chúa tể chỉ kém nửa bước chính mình ngăn cản không nổi cách chúa tể còn trên lệch rất xa diệp tinh nhất kích chảm tím vị trí tôn giống to thi triển ra trí cường chém giết chi thuật vô tận không gian trong lúc đó một phân thành hai thiên cung đều bị xe rách giống như là có một thanh thiên đao chém xuống nhưng mà vô hình này thiên nào? nhưng là chạm không ra cái kia hỗn động vòng xoáy hỗn động vòng xoáy lấy một loại nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh tốc độ quét ngang hướng về phía trước phía trước không gian toàn bộ nát bấy thành hư không tầng không gian tầng sụp đổ thoáng qua ở giữa liền đem tím vị trí tôn bao phủ a à, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên tím vị trí tôn trong nháy mắt liền thiên đao và quả trí tôn thân thể bị chia ra thành vô số máu thịt vụn hắn cách ngụy chúa tể kém nửa bước cái kia cũng vẫn là vũ đạo trí tôn hắn trí tôn thân thể cùng với những cái khác tối cường trí tôn so sánh không mạnh hơn bao nhiêu không có bản chất khác nhau sao có thể thừa nhận được hỗn động đại lực mũi tên công kích chỉ thấy tím vi trí tôn tại hỗn động trong vòng xoáy huyết nhục không ngừng trôn bụi, tiếp đó chúng sinh lại trôn bụi. trong ngay mắt hỗn động vòng xoáy liền đẩy tới hư không phần cuối biến mất không thấy gì nữa lúc này tím vi trí tôn mới đưa trí tôn thân thể gây dựng lại thành công nhưng sắc mặt trắng bệnh không máu diệp tinh vừa rồi một cách kia liền muốn hắn nửa cái mạng tối cường trí tôn trí tôn thân thể cỡ nào kiên cố sinh mệnh lực cỡ nào bành trướng cư nhiên bị diệp tinh nhất kích liền tổn hao hơn phân nửa sinh mệnh lực tím vi trí tôn trong lòng hoảng sợ không gì sánh kịp giờ này khắc này tím vi trí tôn cái gì đều quên hắn chỉ biết là một sự kiện diệp tinh nữa đối hắn tới một tiễn hắn liền phải chết vểnh lên vểnh lên tím vi trí tôn chưa từng có nghĩ tới sợ hai tử vong vậy mà tới phải đột nhiên như thế hắn nhìn xem diệp tinh đơn giản hồn kinh căng tăng lập tức phá toái không gian muốn xuyên thẳng qua giới diện hư không chạy trốn nhưng mà luân hồi giới đã bị tinh thần điện phong tỏa tím vi trí tôn tự nhiên là bị gậy trở về nên còn hắn lại là đại thần thông hỗn động đại lực tiễn làm hỗn động vòng xoáy lại một lần nữa đem tím vi trí tôn bao phủ tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ tồn tại trong nháy mắt liền biến mất không thấy hỗn động vòng xoáy tan biến tím vi trí tôn cũng không có xuất hiện nữa tất cả sinh mệnh hạt cũng đã bị bắn giết thành hư vô triệt để mất mạng tím vi trí tôn thực lực so với ngàn năm trước hỗn động trí tôn còn cường đại hơn nhiều lắm cách ngụy chúa tể chỉ kém nửa bước nhưng mà cuối cùng không phải ngụy chúa tể tại diệp tinh trên tay không chịu nổi một kích tím vi trí tôn chết nhường quá âm trí tôn thái dương trí tôn hắc ám trí tôn tử vong đến tôn đô hồn kinh căn tăng còn lại tím vi thần đỉnh võ giả cũng đều trong chốc lát mặt xám như cho siêu 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 quá âm trí tôn thái dương trí tôn hắc ám trí tôn tử vong trí tôn nhao nhao phá toái hư không muốn xuyên thẳng qua giới diện hư không chạy trốn đều không ngoại lệ bốn người đều bắn ngược mà quay về diệp tinh liên tục phất tay đối với bốn người đều thi triển ra nát tinh vông ấn tiếp đó lại đối bốn người đều thi triển ra hỗn động đại lực tiễn bốn người thân là tối cường trí tôn nhưng đối mặt diệp tinh thần thông tiễn thuật nhưng là tránh cũng không thể tránh Càng không thể cản trên lệnh quá lớn nát tinh vông ấn đem bốn người trí tôn thân thể xuyên thấu vỡ vụn thành huyết nhục khối vụn hỗn động đại lực tiễn nghiền ép mà qua duy nhất một lần liền triệt để diệt sát so sánh tím vi trí tôn bốn người này đánh giết đứng lên còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều sáu tím vi trí tôn chết quá âm trí tôn thái dương trí tôn tử vong trí tôn hắc ám đến tôn đô chết tím vi thần đình sụp đổ lôi phạt trí tôn cấp tốc tại đánh chịu mới thần phục với tím vi trí tôn tím vi trí tôn vừa chết trong lòng của hắn lửa giận liền bộc phát ngược lại đánh tới tím vi thần đình võ giả ngũ hành trí tôn quang minh trí tôn cũng từ luân hồi thánh địa giết ra hướng tím vi thần đình báo thủ rửa hận diệp tinh nhưng là tiến nhập luân hồi trong thánh địa hòa vi nhẹ luân hồi trí tôn anh nguyện chân thần hội tụ vào một chỗ diệp tinh k sáu vi nhẹ huyên như nhũ yến về tổ hướng diệp tinh nào tới giữa bọn hắn thật là nhiều thai nhiều khó khăn phía trước vi nhẹ huyên bị tím vi trí tôn bắt đi hòa diệp tinh bốn trăm năm không thấy về sau diệp tinh cùng luân hồi trí tôn đem nàng cứu ra chỉ qua một cái mượn diệp tinh liền lại cùng luân hồi trí tôn đi trước chết giới cứu viện anh Nguyệt chân thần từ đây diệp tinh liền kẹt ở chết giới qua một ngàn năm mới trở về diệp tinh vô vi nhẹ huyên sau lưng của đạo tốt, chúng ta về sau sẽ không bao giờ lại tách ra sẽ không bao giờ lại thưa con rể ngươi cuối cùng đã trở về huyên nhi đối với ngươi thế nhưng là trông mòn con mắt không biết chảy bao nhiêu nước mắt luân hồi trí tôn nói cùng anh nguyện chân thần đi tới Vi nhẹ nguyên tử Diệp Tinh trong ngực rời đi, lui đến một bên. Diệp Tinh lập tức hướng luân hồi chí tôn, anh nguyện chân thần hành lễ, nhạc phụ, nhạc mẫu. Luân hồi chí tôn vỗ Diệp Tinh bả vai, đạo đã trở về liền tốt, đã trở về liền tốt ta. Sáu, tám vi thần đình tại ngũ hành chí tôn, lôi phạt chí tôn, quang minh chí tôn công kích đến, hoàn toàn hủy diện. Thiên tinh vị diện lại khôi phục hòa bình kỳ, chí tôn thần tiên chi danh, không gần như chỉ ở chí tôn trong thánh địa lưu truyền. Toàn bộ thiên tinh vị diện đều đang đồn truyền bá lấy chí tôn thần tiên truyền kỳ sự tích. Chí tôn thần tiễn tuy không phải chí tôn nhưng là thiên tinh vị diện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân luân hồi thánh địa cũng một cách tự nhiên trở thành đệ nhất trí tôn thánh địa trở thành thiên tinh vị diện thiên tài võ giả muốn nhất gia nhập thế lực thời gian như nước chảy, lại là hơn năm ngàn năm đi qua diệp tinh đã tuổi tròn bảy ngàn tuổi cuối cùng tại bảy nghìn ba trăm chín mươi bảy tuổi một năm kia diệp tinh lĩnh ngộ tất cả thiên đạo phát tắc so tinh thần chúa tể còn muốn sớm hơn hai ngàn tuổi khoảng trừng thành vi vị mặt chúa tể diệp tinh nơi ở sớm đã không ở luân hồi trong thánh địa mà là cùng thê tử vi nhẹ huyên giấu ở một tòa tầm thường phổ thông đại lục tinh thần đại lục tinh thần đại lục lạc tinh tông địa điểm cũ trong một ngôi lầu cát vi nhẹ huyên hòa diệp tinh tướng đối với mà ngồi nam thiên niên qua đi hai người tướng mạo không có biến hóa chút nào vẫn như cũ như thường diệp tinh ca ngươi cuối cùng thành vi vị mặt chúa tể ngươi chuẩn bị rời đi thiên tinh vị diện sao ta sẽ chờ ngươi thành vi vị mặt chúa tể sau đó cùng đi thế giới bên ngoài xem thế nhưng là nam thiên niên qua đi ta cách lĩnh ngộ tất cả thiên đạo pháp tắc còn trên lệnh rất xa ta sợ ta cuối cùng không cách nào thành vi vị mặt chúa tể kéo ngươi chân sau nhẹ huyên ngươi chính là sinh mạng ta toàn bộ ta sẽ một mực bồi bên cạnh ngươi ngươi không cần cho mình áp lực tại vũ trụ trong thế giới lĩnh hội thiên đạo phát tác một ngày nào đó sẽ thành công hy vọng như thế đi diệp tinh ca ngươi nói chờ ngươi thành vi vị mặt chúa tể sau đó mới có thể muốn hải tử ta vẫn muốn cho ngươi sinh một đứa con chờ đợi ngày này ta chờ rất lâu chúng ta sinh một đứa con à. Hảo sáu đại kết kịch viết xong vốn trong lòng trung pi là thở dài một hơi thuần dương chân tiên phần cuối viết rất không hài lòng kiếm lịch thương không cùng vô lượng chân tiên mà là bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến sớm bản hoàn tất có chút đối nát đối với hậu kỳ tinh tiết ta cuối cùng là có chút khống chế không được viết trí tôn thần tiễn đến cuối cùng ta là cẩn thận từng ly từng tí hôm nay cuối cùng đưa trước một phần chính mình hết sức hài lòng đáp án kết cục này không biết các vị thư hữu hài lòng hay không chỉ có thể lưu cho đại gia hòa bình phán nhưng trí tôn thần tiễn cô sự này viết mười phần hoàn chỉnh diệp tinh việc cũng đã làm ngoại trừ tiết tấu tương đối nhanh chính ta là nghị không ra điểm không tốt đến nôi tiết tấu nhanh là bởi vì đến rồi sách đến cuối cùng cảm xúc mạnh mẽ không có tiền kỳ như vậy đủ tình tiết quá lềm mà lềm mề mà nói viết rất không có tí sức lực nào cho nên có chút thư hữu nói ta thủy thật sự là lớn oan uổng ta là một đoạn tình tiết có thể từ ba vạn chữ áp xúc đến hai vạn chữ liền quyết không viết ra hai mươi ngàn chữ hết khả năng tinh giản tiết tấu nhanh nếu thật là nước lời nói lấy trí tôn thần tiễn kết cấu hoàn toàn có thể viết ra hơn 3 triệu chữ tới thậm chí càng dài tốt nói liêu bất bất nói nhảm lúc nào cũng là chọn bộ rồi viết một quyển sách giống như là mang một đứa bé bạn hoàn tất chính là hài tử trưởng thành thành ra lập nghiệp ta lại phải đi chuẩn bị xuống một đứa bé tổng thể mà nói trí tôn thần tiễn là có tiết lối chính là viết quá trình bên trong nhân sinh áp lực quá lớn cho nên viết đặc biệt chậm, trong đó cũng quyện canh không ít lần, ở đây cho các bạn đọc nói lời xin lỗi, có lỗi với. Có đôi khi ta rất muốn bạo phát, nhưng chính là không nhắc lên được tinh thần, cho nên trí tôn thần tiễn viết 16 nửa nguyệt, số lượng từ cũng chỉ có 260 văn chữ, là ta bốn bản trong tác phẩm, số lượng từ ít nhất một bản. Bất quá, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ, trí tôn thần tiễn thành tích cũng còn tính là không tệ, cao đến vượt 10 ngàn, chỉ kém mấy trăm, đều đặt trước cũng đạt tới điểm xuất phát tinh phẩm. Thuần Dương chân tiên, kiếm lịch thương khung, vô lượng chân tiên, chí tôn thần tiễn. Bốn bản tiểu thuyết, bốn bản tinh phẩm, đây là các bạn đọc cho sô cô la ủng hộ lớn nhất lễ vật tốt nhất để cho ta có thể cùng người khác tự hào nói một câu tác phẩm của ta sách vợ tinh phẩm vô cùng cảm tạ ở đây nói một chút sách mới tin tức sách mới là tiên hiệp cố sự một bản huyền huyễn một bản tiên hiệp đây cơ hồ là ta lệ cũ cũng là thăng cấp luyện công đề tài nhưng lại có một chút khác biệt viết thời điểm có thể thay đổi đầu góc sách mới vẫn là viết tu luyện thành chân tiên cố sự tiên nếu có thể chết đều là giả vĩnh hằng vô lượng phương chân tiên từ đầu đến cuối cho rằng chân chính tiên vĩnh sinh bất diện tuyên cổ trường tồn tuyệt đối không phải cái gì thiên tiên kim tiên hay là đạo tổ chân tiên hẳn là tất cả người tu chân trung cực truy cầu mặc dù cùng thuần dương chân tiên vô lượng chân tiên một dạng viết là liên quan tới chân tiên cố sự phần ngoại lệ hưu nhóm xin yên tâm kịch bản là hoàn toàn bất đồng hơn nữa sách mới cố sự ta đã có liêu bất thiếu thiết lập cùng biên tập cũng giao lưu liễu bất thiếu rộng tụ tập mạch suy nghĩ tuyệt đối là một cái nhìn rất đẹp cố sự so thuần dương chân tiên vô lượng chân tiên đều tốt hơn tên sách tạm thời chưa định mau tháng năm sẽ tuyên bố cụ thể thời gian nào phát sách mới mời xem công chúng nít hẹ chặt để sô cô la thông chi không có chú ý thư hữu thỉnh chú ý một chút ta công chúng nít hẹ chặt lợt thờ tám cảm tạ cuối cùng ở đây hướng các vị thư hữu để cử một bản tiểu thuyết vô địch thánh đế huyền huyễn đề tài tác giả cổ thuần dương đây là ta bằng hữu viết sách cũng là thuần dương chân tiên Phan hâm mộ tên tác giả chính là căn cứ vào thuần dương chân tiên mà lấy quyển sách này tác giả cùng ta thảo luận liễu bất thiếu đại cương cùng tính tiết có không ít cũng là ta hỗ trợ thiết định cũng là nhìn rất thoải mái cố sự các bạn đọc đi xem một chút có thể vô địch thánh đế hội hợp khẩu vị của ngươi đã từng có một cái minh chủ fan hâm mộ liền từng mở sách hơn nữa còn lấy được liễu bất thua kém thành tích của ta bây giờ lại có một cái thư hữu fan hâm mộ mở sách chúc hắn lấy thật tốt thành tích siêu việt ta đi ha ha mười hai các vị thư hữu chúng ta sách mới gặp chín chưa xong còn tiếp một nghìn một trăm sáu mươi sách mới ngày mười lăm tháng năm tuyên bố tháng năm mười lăm chính thức tuyên bố sách mới tiên thành kỷ các bạn đọc nếu muốn sớm một bước nhìn thấy sách mới nội dung tính thỉnh chú ý chế phẩm sô so cô la công chúng nít hẹ chặt không bảy không chín hoặc trực tiếp lùng tìm e cờ sô so cô la liền có thể mặt khác đề cử huyền huyễn tiểu thuyết cổ thuần dương tác phẩm vô địch thành đế mười phần huyền huyễn sảng văn ba một nghìn một trăm sáu mươi mốt gần đây có chút không giúp được không có tinh lực sách mới chỉ hoãn một tháng tuyên bố xin lỗi cụ thể ngày thỉnh chú ý công chúng nít hẹ chặt Lợt hờ tám trăm bảy mươi bảy trăm linh năm một nghìn một trăm sáu mươi hai sách mới tiên thành kỷ đã tuyên bố ba giới thiệu văn tắt dị tộc loạn đạo chủ sụp đổ chín đế tranh bá long trời lở đất cổ tiên thành tái nhập thế lịch thiên quật khởi mở mới kỷ vĩnh sinh giới thuần dương chiến thần cổ thần cái thế cựu định kiếm chủ huyền thiên vô địch vô lượng chân tiên la chân vẫn như cũ như thiếu niên nhanh nhẹn đối với cổ tiên thành nói bạn gây tốt cả một đời một nghìn một trăm sáu mươi ba đề cử tiểu thuyết tiên nhân huấn luyện trường học tất nhiên đăng tiên sao không thoải mái mà đi tất nhiên thành tiên sao không tùy ý mà sống tất nhiên nhắc tới cái cố sự vậy thì từ nhà không phải nhà người không phải là người bắt đầu nói lên đi tới tiên nhân chỉ lộ học viện ngày đầu tiên bắt giới hầu vương họ tư không chính là bà ta hàng nga nhị lang thần là ta đạo sư một hồi hàng nga cùng ạt đệ nạ đánh cực, bồi dưỡng một đời kỳ tài thọ ngọc trả thù càng là thành tựu một đời nghịch thiên kim thân bắt giới khổ sở truy cầu vậy mà thật sự đổi tới hàng nga hầu vương đột nhiên xuất hiện trực tiếp đảo loạn thiên đình an bình đây hết thể đều chỉ là bắt đầu vạn tiên tất cả ở trong đó lại duy múa độc tôn nhất niệm vì ma nhất niệm vì tiên 1164 đề cử tiểu thuyết tiên nhân huấn luyện trường học tất nhiên đăng thiên, sao không thoải mái mà đi? Tất nhiên thành tiên, sao không tùy ý mà sống? Tất nhiên nhắc tới cái cố sự, vậy thì từ nhà không phải nhà, người không phải là người bắt đầu nói lên. Đi tới tiên nhân chỉ lộ học viện ngày đầu tiên, bắt giới, hầu vương, họ tư không chính là bà ta. Hàng Nga, nhị lang thần là ta đạo sư. Một hồi hàng Nga cùng ạt đệ nạ đánh cực, bồi dưỡng một đời kỳ tài, thọ ngọc trả thù càng là thành tựu một đời nghịch thiên kim thân, bắt giới khổ sở truy cầu, vậy mà thật sự đổi tới hằng Nga, hầu vương đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đảo loạn tiên đình an bình đây hết thể đều chỉ là bắt đầu vạn tiên tất cả ở trong đó lại duy múa độc tôn nhất niệm vì ma nhất niệm vì tiên một nghìn một trăm sáu mươi lăm đề cử tiểu thuyết tiên nhân huấn luyện trường học tất nhiên đăng tiên sao không thoải mái mà đi tất nhiên thành tiên sao không tùy ý mà sống tất nhiên nhắc tới cái cố sự vậy thì từ nhà không phải nhà người không phải là người bắt đầu nói lên đi tới tiên nhân chỉ lộ học viện ngày đầu tiên bắt giới hầu vương họ tư không chính là bà ta hàng nga nhị lang thần là ta đạo sư một hồi hàng nga cùng ạt đệ nạ đánh cược bồi dưỡng một đời kỳ tài thọ ngọc trả thù càng là thành tựu một đời nghịch thiên kim thân bắt giới khổ sở truy cầu vậy mà thật sự đổi tới hàng nga hầu vương đột nhiên xuất hiện trực tiếp đảo loạn thiên đình an bình đây hết thể đều chỉ là bắt đầu vạn tiên tất cả ở trong đó lại duy múa độc tôn nhất nghiệm vì ma nhất nghiệm vì tiên một nghìn một trăm sáu mươi sáu đề cử tiểu thuyết tiên nhân huấn luyện trường học tất nhiên đăng tiên sao không phải mái mà đi tất nhiên thành tiên sao không tùy ý mà sống tất nhiên nhắc tới cái cố sự vậy thì từ nhà không phải nhà người không phải là người bắt đầu nói lên đi tới tiên nhân chỉ lộ học viện ngày đầu tiên